Trương một trời đang là mùa đông, tuyết rơi dày khắp nơi, toàn kinh thành như được phủ thêm một lớp áo màu bạc. Viêm kinh thành rất lớn, khả dĩ có thể chứa số nhân khẩu là trăm vạn, người chịu trách nhiệm quản lý ba quận đông vực chính là Trấn Đông Vương Tần Đức, phủ đệ cũng đặt tại kinh thành. Phủ đệ của Trấn Đông Vương chiếm một khoảng đất cực lớn, chính môn cả ngày lẫn đêm đều mở rộng. Cửa chính vào phủ rất rộng, có thể cùng lúc sáu bảy người đi vào. Tại đại môn có luôn hai người đứng hai bên tả hữu của lối vào, chỉ thấy đó là hai đại hán dũng mãnh thân trên không mặc y phục mà cởi trần. Họ đứng yên tựa như nham thạch điêu khắc mà thành, hai mắt luôn lạnh lùng nhìn lướt qua những người bộ hành đi ngang, sau lưng đeo huyết hồng sắc chiến đao, khí thế bức nhân. Trong tiết đông lạnh giá hoa tuyết lất phất bay, nhiệt độ hạ xuống thấp mặt sông đều đã kết tinh thành băng, nhưng hai đại hán hai thân trên vẫn cởi trần không hề mặc thêm gì cả. Nhưng điều làm cho mọi người kinh hãi chính là, bên hai đại hán bất ngờ xuất hiện một lão hổ hung mãnh, lão hồ toán thân hồng sắc rực lửa thân thể dài khoảng hơn hai thước đuôi ve vẩy trong không trung khiến không khí nhất thời sao động từ đôi mắt hồ phát xuất tia hàn khí lão hồ chính thị được gọi là liệt hồ lúc đó từ trấn đông vương phủ xuất hiện hai đại hán giống như hai đại hán cởi trần đang đứng trước cửa chỉ phân biệt nhờ vào liệt hồ hung mãnh họ dẫn theo rồi họ thay đổi vị trí với nhau bên ngoài phủ đệ dù là hào gia quý tộc hay là bình dân du dân tại viêm kinh thành đều tự giác tránh đường đến gần trấn đông vương phủ trong một tiểu viện u tĩnh tại trấn Đông Vương phủ. Một trung niên nhân vận thanh y đang ngồi trên thạch kỷ, bên cạnh là một tiểu nam hài khả ái. Đứng trước mặt trung niên nhân là 12 người, lão già có, mỹ phụ có, hoặc là thanh niên cũng có nhưng cả 12 người này đều có điểm chung là, đều mặc tử y, phụ vương, sao người lại gọi nhiều vị lão sư vậy. Hai từ tần vũ mới 6 tuổi đang ngồi trên đùi phụ thân, trong tay đang nghịch tuyết cầu, nghi hoặc nhìn phụ thân tần đức, Tần Đức Hòa ái nhìn nhi tử Tần Vũ, khẽ xoa đầu đoạn hướng về phía 12 người kia điềm đạm nói, các vị dạy dỗ Vũ Nhi một khoảng thời gian, cũng đã tốn công không ít, không cần phải cân nhắc nữa, xin cho ta biết nhận xét. 12 người kia nhìn nhau, sau cùng một lão già có tròm dâu bạc trắng tiến lên một bước, cung kính nói, bẩm vương ra, chúng tại hạ đã quan sát về các phương diện, nhận thấy tam điện hạ đối với kỳ môn xảo kỹ rất có hứng thú, tuy nhiên đối với các vấn đề quyền thế không hề có chút hứng thú, căn cứ vào những điều đó có thể phán đoán rằng tam điện hạ khó có khả năng phù hợp trở thành một người có vị trí cao chỉ bằng vào vài ngày tiếp xúc với nam hài họ đã có thể đưa ra phán đoán như vậy tựa như chém đinh chặt sắt tất nhiên tần đức trong lòng không thể hoài nghi được tần đức thở dài một tiếng nhìn sang hài từ tần vũ ngây thơ chưa biết gì cười khổ nói ta hiểu vũ nhi giống hệt mẹ nó đối với quyền thế của thế tục không có một tia hứng thú tuy nhiên nó sinh ra đã được định sẵn để trở thành Tần Đức đang nói đột nhiên ngừng lại, quay về phía sau vắt tay nói, thời gian qua đã làm phiền các ngươi nhiều, các người có thể ly khai vương phủ. Vương gia, chúng tại hạ cáo từ. 12 tử y nhân đồng thời cúi người, sau đó lần lượt rời khỏi tiểu trang viện u tĩnh. Thời khắc đó, trong trang viện chỉ còn Tần Đức và nhi tử Tần Vũ. Tần Đức trầm mặc không nói gì, hồi lâu sau nhìn sang Tần Vũ, trong mắt chứa nhiều hàm ý khiến Tần Vũ mới chỉ là một đứa bé 6 tuổi không thể hiểu được. Phụ vương, sao phụ vương không nói gì vậy? tần vũ trong lòng rất thắc mắc nhưng nó vốn là đứa trẻ rất thông minh nên không tiếp tục làm phiền phụ thân từ nhỏ tần vũ đã mất mẫu thân trong lòng nó thì phụ thân là trọng yếu nhất ngoài ra còn có hai ca ca nữa rất lâu sau đó tần đức vẫn ngồi như vậy và tần vũ cũng tiếp tục ngồi trên đùi của cha đột nhiên một tiếng hạc vang lên chỉ thấy từ không trung một đạo bạch sắc tiên hạc bay tới cưỡi phía trên là một trung niên tuấn nhã mang vẻ tiên phong đạo cốt từ từ điều khiển tiên hạc hạ xuống trang viện phong huynh vũ nhi đan điền có vấn đề huynh phải giúp ta tìm ra giải pháp tần đức nhìn sang người trung niên lo âu nói phong ngọc tử nhìn sang tần đức trong lòng đã tự nhiên đã hiểu rõ sự tình của hảo bằng hữu chỉ thở dài vương gia tại hạ đã nói rồi vũ nhi tại đan điền thập phần quái dị hiện tại tu luyện nội công căn bản không có một tia hy vọng đã không thể tích tụ nội lực thì tự nhiên cũng không thể tu luyện nội công đan điền căn bản là do thiên sinh trong hàng vạn người cũng không thể tìm được một người thứ hai nào như vậy phong ngọc tử ta thật sự không thể tìm ra giải pháp Nghe lời đó, Tần Đức từ từ ngồi xuống trầm tư hồi lâu. Phụ vương, nội lực là gì, đan điền không thể tích tụ nội lực là gì? Những vị lão sư lúc nãy cũng nói đến việc này, điều đó có nghĩa gì? Hài từ 6 tuổi Tần Vũ hai mắt nghi hoặc hỏi phụ thân, lúc trước nó đã hỏi nhưng không được trả lời. Tần Đức trong lòng chỉ biết cười khổ, ngoài miệng nhẹ nhàng nói, Vũ Nhi, con hỏi nhiều như vậy làm gì, chẳng phải con đang rất vui sao? Không phải học nữa, con có thích trở về Vân Vũ Sơn chăng không? Tần Vũ nhất thời mắt sáng lên như ngọc trong đêm, phấn chấn nói, a, à, con không phải học những quyển sách khô khan đó nữa sao? Về Vân Vũ Sơn Trang con thích ôn tuyền ở đó, con còn thích ngắm sao, ngắm cảnh mặt trời mọc. Ê, Tần Đức cười đáp, tốt, tốt lắm Vũ Nhi, con thích là tốt rồi, cha sẽ cho người đưa con về Vân Vũ Sơn Trang. Cả nghìn tinh binh ở đó đều do con sai bảo, nếu như con muốn gì thì có thể trực tiếp nói với Liên Gia Gia, Vâng, tuyệt quá, qua wow, Vân Vũ Sơn Trang là của con rồi, con có thể ngâm mình trong suối nước nóng cả ngày, sẽ tuyệt lắm đây. Tần Vũ hưng phần nói, sắc mặt hồng lên. Trên mặt Tần Đức là một nụ cười hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh, có điều Tần Vũ không thể phát hiện được. Con thích là được rồi. Vũ Nhi, trước tiên con phải ngủ một giấc đã, khi nào đến Vân Vũ Sơn Trang thì Liên Gia Gia sẽ gọi con dậy. Tần Đức cười nhẹ và xoa đầu Tần Vũ. Phụ vương tái kiến, phong ba ba tái kiến tần vũ vẫy hai tay trực tiếp chạy thẳng về phòng mình tần đức nhìn tần vũ vào phòng rồi sắc mặt bỗng trở nên nghiêm nghị rồi chuyển thân hóa thành một đạo bóng mờ rồi biến mất trong hậu viện phong ngọc tử tựa như đã quen nên không hề tỏ ra ngạc nhiên trong mật thất của vương phủ có ba người là tần đức phong ngọc tử và một hắc y thư sinh tay cầm chiết phiến vương gia người thực sự đã quyết định rồi chứ hắc y thư sinh nhìn tần đức nghi hoặc hỏi Tần Đức gật đầu đáp, Vũ Nhi không thể trở thành người lãnh đạo và cũng không thể trở thành cao thủ cấp tiên thiên, nó lại không hứng thú lĩnh hội tốt những gì được dạy dỗ. Đan điền quái dị của nó, ai, điều ta có thể làm cho nó có lẽ chỉ là cuộc sống khoảng 10 năm vui vẻ yên bình, đợi chúng ta bắt đầu đầu kế hoạch cuối cùng, Vũ Nhi nó sẽ không thể có những ngày yên ổn. Phong Ngọc Tử suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định nói: "Vương gia, kế hoạch này thực sự phải thực hiện sao? Người phải biết, rằng khi chúng ta thực hiện kế hoạch sẽ không thể biết được kết quả sẽ ra sao." phong ngọc tử hỏi lại một lần nữa tần đức thần sắc tức thời nghiêm túc trong mắt hàn quang chớp động ta không quản bất kể là vì tổ tiên tần gia chúng ta hay là vì tĩnh di kế hoạch này vẫn nhất định phải được thực hiện tĩnh di lưu lại cho ta ba nhi tử tuy nhiên vũ nhi đan điền có vấn đề nhưng phong nhi và chính nhi một văn một võ khả dĩ có thể thành đại sự từ nguyên đệ nhất ám kỳ đã bắt đầu triển khai chưa hắc y thư sinh từ nguyên hạ phe phẩy quạt nói vương gia yên tâm mọi việc nhất thiết đều trong tầm kiểm soát tốt rất tốt tần đức trong mắt phát xuất một tia sát khí kinh nhân trấn đông vương tần đức ở tại tiềm long đại lục tiềm long đại lục diện tích rất lớn cho đến giờ vẫn chưa ai có thể hiểu hết được phía đông của tiềm long đại lục là hồng hoang vô biên trong vùng hồng hoang là núi non trùng điệp cây cối dày đặc trong đó có vô số yêu thú càng đi sâu vào trong thì yêu thú càng lợi hại đó là nguyên nhân khiến thượng tiên trên tiềm long đại lục không thể thăm dò toàn bộ vùng hồng hoang vô biên phía tây của hồng hoang vô biên có ba quốc gia lớn Sở Vương Triều, Minh Vương Triều, Hán Vương Triều ba đại Vương Triều nhân khẩu tổng cộng gần trăm ức, diện tích rộng lớn khiến người ta phải kinh hãi. Trong ba Vương Triều thì Sở Vương Triều là cường đại nhất, trong Sở Vương Triều có một gia tộc tách riêng độc lập là Tần Gia. Tần Gia chiếm cứ ba quận đông vực trong 12 quận của Sở Vương Triều. Tại ba quận đông vực gần Hồng Hoang Vô Biên, Tần gia truyền qua hơn trăm năm tại ba quận đông vực căn cơ vô cùng thầm hậu, cho dù là hoàng đế của sở vương triều đích thân đối phó, thì cũng thập phần gian nan, bởi vì tần gia có một binh chủng đặc thù là liệt hổ quân. Liệt hổ toàn thân xích hồng, thân hình to lớn, chính thị lão hổ. Phương pháp nuôi dưỡng liệt hổ trên quy mô lớn chính là điều cơ mật trọng yếu hạng nhất của tần gia. Tần gia nắm trong tay 60 vạn đại quân, trong đó có 5 vạn liệt hổ quân, mỗi chiến sĩ trong liệt hổ quân đều cưỡi liệt hổ khi ra trận. Liệt hổ có lực công kích kinh thế hãi nhân, thêm vào chiến sĩ phía trên phối hợp có thể quét sạch mọi chướng ngại vật. Duy chỉ năm vạn liệt hổ là có thể sử dụng hổ hống, khả năng này có thể triệt hạ hoàn toàn sĩ khí quân địch. Năm vạn liệt hổ quân có thể tiêu diệt hơn 10 vạn đại quân kỵ binh phổ thông. Tiềm Long đại lục vũ lực cực cao, ba quốc gia lớn đều có các tu tiên giả trấn quốc. Mỗi tu tiên giả tồn tại trong mắt phàm nhân đều tựa như thần tiên phi kiếm xuất ra có thể lấy đầu người ngoài trăm ngàn dặm, ngự kiếm phi hành bay lên đến tận chín tầng trời, chẳng phải là khả năng của thần tiên sao? Vân Vũ Sơn trang ngự tại Đông Lam Sơn. Đông Lam Sơn cao hơn 3000 thước, là một ngọn núi rất cao. Hai năm sau, lúc này Tần Vũ đã 8 tuổi và cũng cao lên nhiều, trong mắt hiện lên vẻ trí tuệ tuy nhiên sâu trong đó lại ẩn chứa chút u buồn. Tần Vũ đang một mình đi trên sơn đạo, trên vai là một con ưng đen, tiểu hắc đã qua hai năm rồi nhỉ suốt hai năm phụ vương chỉ ghé qua thăm ta đúng một lần tần vũ cắn hai môi quay sang hắc ưng nói con ưng nhỏ này một năm trước tần vũ du lãm đông lam sơn đã phát hiện ra tiện thể bên thân có ưng đái nên kết bạn với nó tần vũ thực sự rất cô độc sáu tuổi trở về trước còn có phụ thân bầu bạn hai năm gần đây kể từ khi sáu tuổi chỉ nhìn thấy phụ thân đúng một lần hắc ưng vỗ cánh lông vũ bay vào mặt tần vũ khiến nó nhất thời nở một nụ cười đi được một đoạn tần vũ đột nhiên nhìn thấy phía trước có một dựng phụ gánh một gánh củi đang khó khăn đi tới liền quay sang hắc ưng nói tiểu hắc chúng ta tới giúp ari kia nhé hắc ưng tức thì vỗ cánh rời khỏi vai tần vũ tần vũ nhanh chóng chạy về phía dựng phụ nọ ari ari để cháu gánh củi giúp cho tần vũ hướng về phía phụ nhân nọ nói phụ nhân nghe thấy thanh âm bèn nhìn lại bó củi trên vai, đưa tay áo lên lau mồ hôi rồi nhìn sang tiểu hài đồng tần vũ, cười nói, tiểu oa nhi, cảm ơn cháu, ai gì có thể mang được, chỉ còn một dặm nữa là, đến tiểu thôn rồi nói rồi sốc lại bó củi trên vai rồi tiếp tục đi tới. Tiểu oa nhi, cháu không còn nhỏ nữa, cháu đã 8 tuổi rồi, bó củi đó cháu có thể mang được. Tần vũ nhìn sang dựng phụ, đột nhiên giành lấy bó củi rồi vác lên vai, Bó củi đối với người bình thường thì không nặng lắm, nhưng với một hai tử mới 8 tuổi thì đúng là rất nặng. Chỉ là Tần Vũ tại vân vụ, Sơn Trang thường ngâm mình trong suối nước nóng nên thân thể cường tráng không giống như những đứa trẻ 8 tuổi khác ngang nhiên vác bó củi trên vai. A Di nhìn xem, cháu có thể mang được đúng không? Hà, A Di không được gọi cháu là tiểu oai nhi nữa nhé. Tần Vũ đắc ý nói, không kể trên mặt mình có dính một vết nhọ. Phụ nhân nọ cười nói, khí lực quả không nhỏ, bất quá còn một dặm nữa, qua nhi cháu sẽ không chịu được đâu, thôi nhường lại để a Di còn đi tiếp. Ai nói cháu không thể chịu đến cùng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Vũ nhìn dựng phụ, hất tay một cái rồi nhanh chóng tiến về phía trước. Đang đi bỗng nhiên quay đầu lại nói, Ari, cháu đã lên Đông Lam Sơn nhiều lần rồi, được biết là ngoài một tiểu thôn trang gia thì không có nơi nào khác, chắc chắn là nơi đó đúng không? Nhanh lên, nhanh lên nào, a à di đừng để cháu phải chờ đó. Phụ nhân nọ bật cười, hài tử này, không biết là con nhà ai, có đứa con thế này cha mẹ nó hẳn phải hạnh phúc lắm. Tần Vũ mang bó củi trên vai bắt đầu cảm thấy khó khăn. Sau khi đi được một đoạn đường nó cảm thấy hai chân như nhũn ra. Có thể thượng sơn, sau lưng lại mang một bó củi thì thân thể Tần Vũ quả thật cường tráng. Bất quá nó mới chỉ là đứa trẻ 8 tuổi. Một lúc sau, hai chân của Tần Vũ đột nhiên khịu xuống. Oa nhi phụ nhân kêu thất thanh, cháu không sao đâu chuyện này bình thường thôi tần vũ quay đầu lại cười nói trong ngữ khí phảng phất như là một đại lực sĩ nhưng sơn đạo gồ ghề tần vũ lại va phải một hòn đá không trụ được nên ngã xuống dầm tần vũ toàn thân đập xuống đất dựng phụ tại vội vàng đi tới nhặt những phiến gỗ lên và giúp tần vũ đứng dậy tần vũ mồ hôi nhễ nhại trên mặt đầy đất tần vũ buồn phiền nhìn phụ nhân nói ari kỳ thật cháu có thể mang được chỉ là vấp phải hòn đá nên mới ngã Cháu giỏi lắm, a Di biết là cháu có thể mang được, nhưng thôn trang đã ở phía trước rồi, cảm ơn cháu. Phụ nhân thu lại bó củi nhìn thấy tần vũ mặt dính bẩn bèn lo mặt cho nó, kiểm tra kỹ càng không thấy nó bị thương bèn bắt nó phải hứa sẽ về ngay nhà. Thấy tần vũ gật đầu đáp ứng mới quay về thôn trang. Tần vũ nhìn thôn trang còn cách hơn trăm bộ về phía trái, lắc đầu nói, tiểu hắc, chúng ta phải tìm đường khác thôi rồi cười nói, a Di đã nghỉ ngơi được một lát, chắc đã có thể về làng được rồi. Tần vũ nở một nụ cười, trong lòng rất vui vẻ. Từ một nơi bí mật gần đó, ba bóng nhân ảnh nhìn nhau. Họ chính là ba cao thủ ngầm đi theo để bảo hộ Tần Vũ. Tần Vũ chính là nhi tử của Trấn Đông Vương, đường đường Tam Điện Hạ. Làm sao có thể để nó đi một mình trên núi thế này được? Tam Điện Hạ chỉ là một hài tử, tâm tư lương thiện, sao vương ra lại để Tam Điện Hạ một mình tại Vân Vũ Sơn Trang nhỉ? Đã hai năm trôi qua rồi, mỗi lần nhìn bóng dáng Tam Điện Hạ ngồi cô độc, trong gió lạnh ban đêm lòng ta lại cảm thấy khó chịu. Một nhân ảnh thở dài nói, một nhân ảnh khác gật đầu tiếp mỗi lần tam điện hạ nhìn lên bầu trời đêm thần tình đó khiến tim ta đau nhói vương gia ai? tóm lại chắc vương gia có việc cần làm chúng ta không thể hiểu được việc chúng ta cần làm là phải tập trung bảo vệ tam điện hạ đột nhiên tại sơn đạo xuất hiện một đại hán hung mãnh phi thường nhãn thần sắc như dao cưỡi trên xích hồng sắc lão hổ phóng tới vừa nhìn thấy tần vũ từ xa đã cao giọng nói tam điện hạ đại điện hạ và nhị điện hạ tới đại ca và nhị ca đã tới Tần Vũ hai mắt hưng phấn, lập tức chạy tới chỗ đại hán, trèo lên trên lưng hổ cấp thiết thúc dục, "Vương thúc, nhanh lên, chạy nhanh lên về Vân Vũ Sơn trang nào." Đại hán nọ giữ lấy Tần Vũ, sau đó điều khiển liệt hổ cấp tốc hạ sơn, để lại sau lưng một đám bụi mù mịt. Chương 2 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Vân Vũ Sơn trang tọa lạc tại Đông Lam Sơn. Bên ngoài luôn có một đội dũng sĩ dũng mãnh ngày đêm bảo hộ sơn trang, nhưng những cao thủ ẩn mặt bên trong thì ngoại nhân căn bản không thể biết được hơn nữa Vân Vũ Sơn Trang là Sơn Trang của Trấn Đông Vương, chỉ có ai chán sống mới có ý định xâm phạm. Tại đại môn của Vân Vũ Sơn Trang có hai đại hán dũng mãnh như sư tử, toàn thân mặc hắc sắc chiến giáp đứng tại lối vào. Ánh mắt họ loang loáng lướt qua xung quanh hiện lên vẻ ngạo khí. Trên thân thể họ tự nhiên phát tán sát khí, quả đúng là thứ sát khí chân chính của những chiến sĩ tài năng đã kinh qua huyết chiến nơi xa trường hun đúc, ma thành, tam điện hạ. Hai hắc giáp chiến sĩ đột nhiên quỳ xuống cung kính nói, tần vũ vừa từ trên lưng hồ hạ xuống hắc ưng đậu trên vai tần vũ thời khắc đó rất hưng phấn và cao hứng liền nhanh chóng chạy vào trong đại môn đồng thời quay sang hai vị chiến sĩ cười hi hi nói hai vị thúc thúc nhanh đứng lên nào hai hắc giáp chiến sĩ đứng dậy nhìn bóng thân ảnh nhỏ bé của tần vũ chạy vào trong trang viện trong mắt hiện lên một tia quan ái hi hi ta chắc chắn là đại ca và nhị ca đang ngâm mình ở ôn tuyền Tần Vũ căn bản không cần nghĩ nhiều, trực tiếp nhắm ôn truyền ở Tây Uyển của Vân Vũ Sơn Trang chạy tới, miệng lẩm bẩm, ha ha, hai vị ca ca tới Vân Vũ Sơn Trang, chưa được sự đồng ý của gia chủ đã tự động tiến nhập ôn tuyền. Lát sau, Tần Vũ đã tới Tây Uyển trong sơn trang. Tần Vũ xoa hai tay, đột nhiên đưa tay phải lên chỉ thẳng vào hai bóng người ở trong ôn tuyền, ra giọng vẫn nộ nói, các ngươi giỏi thật, chưa thèm hỏi ý kiến bổn trang chủ đã tự động tiến nhập ôn truyền trọng địa tần vũ đang cao hứng nói đột nhiên bị một cánh tay kéo xuống đồng thời thân hình bất ổn chúi thẳng vào ôn tuyền đệ chưa cởi y phục đâu tần vũ hét lên thất thanh chỉ thấy ầm một tiếng đã ngã vào ôn tuyền làm cho nước bắn lên tung tóe hắc ưng trên vai tần vũ hoảng loạn vỗ cánh bay lên cũng bị nước từ ôn tuyền bắn vào chút ít suýt nữa thì từ hùng ưng biến thành một con gà mắc mưa hắc hắc tần vũ đệ không phải định làm cho hai vị đại ca nhị ca chúng ta sợ chết khiếp đấy chứ ta nghe mà cứ tưởng thật nhị ca và đại ca thì vất vả cả ngày còn tần vũ, đệ thì suốt ngày vui vẻ ngâm mình trong ôn tuyền, hơn nữa lại là ôn tuyền của vân vũ sơn trang nữa cơ đấy. Một vị thiếu niên vẫn nộ đáp trả nhưng trong mắt lại ẩn chứa một tia vui vẻ. Phi tần vũ phun ra một ngụm nước toàn thân ướt đẫm tức giận nhìn sang thiếu niên. Nhị ca, đệ biết đúng là huynh làm mà. Chỉ có huynh mới kéo đệ xuống nước, đại ca không đời nào làm như vậy cả. Tần Vũ cởi bỏ y phục chỉ để lại một cái quần ngắn khi ngâm mình trong ôn tuyển, nhìn sang nhị ca tần chính, đệ nói đến đại ca hà. Ha ha, huynh ấy đang ngủ đó. Tần chính cười ha hà nói. Nhị đệ, đệ nghĩ rằng đại ca ta như lão chư, chỉ biết ăn và ngủ thôi phải không? Bên cạnh ôn tuyển chỉ thấy một thiếu niên anh Tuấn, đang lười biếng mở mắt nhìn tần chính hỏi, đoạn quay sang tần vũ nói, tiểu vũ, ôn tuyền tại vân vũ sơn trang quả nhiên thần hiệu. Ngâm mình trong đó khiến huynh cảm thấy toàn thân thư thái, nếu đệ chịu khó ngâm mình trong đó hàng ngày thì toàn thân đệ cũng sẽ trắng kiện như huynh thiếu niên đó chính là đại ca Tần Phong của Tần Vũ, niên kỷ là 16, nhưng vì tu luyện võ đạo nên phảng phất trông như thiếu niên đã 18 tuổi. Đại ca Tần Phong là người mà Tần Vũ rất sùng bái, đã một lần nó tận mắt nhìn thấy đại ca một quyền xuất, ra đã khiến một khối gỗ to lớn tan thành bụi phấn khiến Tần Vũ rất hâm mộ. Nghe thấy đại ca nói rằng ôn tuyển thần hiệu, Tần Vũ tiến sâu hơn để nước ngập hơn ngực chỉ lộ đầu lên, đắc y nói, đúng vậy, ôn tuyển tại vân vũ sơn trang quả thật thần hiệu đúng như huynh nói vậy, hà không cảm ơn trang chủ là đệ đệ của huynh đi à tiểu tử này đại ca tần phong và nhị ca tần chính đều mỉm cười tần vũ và hai vị thân sinh ca ca đã không gặp nhau một thời gian dài từ khi tất cả đều chỉ mới là những đứa trẻ bất quá tần phong và tần chính rất quý tần vũ đối với vị thân sinh đệ đệ này tần chính và tần phong thập phần sùng ái cùng cảnh không có mẫu thân tự nhiên họ rất quan tâm đến đệ đệ đùa giỡn hồi lâu tần vũ mới chịu ngồi yên trong lòng của ôn tuyền tần phong và tần chính cũng ngồi xuống Phụ Vương Tần Phong tự hồ như phát hiện bản thân đã lỡ lời, tức thì nói: "Kỳ thật không có gì cả, chỉ là quân đội tạm thời không có việc gì cả, nên phụ vương đã cho phép huynh đến đây. Huynh giữa đường gặp nhị đệ nên đã đi cùng đệ ấy đến đây." Tần Chính gật đầu quay sang Tần Vũ cười nói: "Đệ chắc không biết lần này huynh về đây là có thời hạn, bất quá sau khi nghỉ ngơi cả nửa ngày trời đã đến lúc phải quay về, huynh cũng vậy, huynh phải đi cùng nhị đệ." Tần Phong hối lỗi nói: "Ôi, chỉ có nửa ngày thôi." tần vũ lên tiếng nói giọng điệu có phần thất vọng vẻ hưng phấn hoàn toàn biến mất tần vũ có ba thân nhân chính là phụ thân và hai vị ca ca phụ thân thì bận rộn hai năm nay chỉ đến thăm nó đúng một lần khó khăn lắm mới thấy mặt hai vị ca ca nhưng sau nửa ngày đã lại một thân một mình có lẽ chỉ còn tiểu hắc trên vai làm bạn tần phong và tần chính nhìn nhau trong mắt hiện lên vẻ bất lực đại ca phụ vương phải đến hồng hoang vô biên chẳng phải là không dạy được huynh nhiều về cách điều binh Tần Vũ đột nhiên cười đoạn tiếp tục hỏi: "Để biết phụ vương điều binh vô cùng lợi hại, liên ra ra thường kể với đệ." "Đúng vậy, phụ vương cầm quân đích thực rất lợi hại. Huynh đã theo phụ vương tiến hành quân kỳ diễn luyện cũng được dạy dỗ hơn nửa năm, tạm đáp ứng được yêu cầu của phụ thân." Tần Phong tựa như đang hồi tưởng lại khi đó, bất giác nói: "Phụ thân điều binh thật sự lợi hại phi thường." "Đại ca." Tần Chính nhìn vào mắt Tần Phong, Tần Phong đột nhiên hiểu ra, chỉ cười khổ biết bản thân mình đã lỡ lời tần vũ tựa hồ như không để ý đến những điều đó trên thần sắc hưng phấn liên tục hỏi tần chính tần phong về sự tình của họ thời gian đã qua ba huynh đệ trong ôn tuyển hàn huyên cho đến khi bóng tối buông xuống đã đến lúc tần phong và tần chính phải ra về bên ngoài vân vũ sơn trang tần vũ mặc cẩm bào đen nhìn sang tần phong và tần chính hai vị ca ca vẫy vẫy tay đại ca nhị ca tái kiến trong mắt tần vũ tựa như sắp khóc tần phong và tần chính quay đầu lại cười với tần vũ Hai người cưỡi liệt hổ, phía sau là trăm tinh binh khởi hành chỉ một lát sau là thân ảnh biến mất trên sơn đạo. Dưới sơn đạo, Tần Phong và Tần Chính cưỡi liệt hổ song hành cùng nhau. "Đại ca, huynh cũng thấy đấy, Tiểu Vũ tâm tính không hợp với việc bày mưu tính kế và quyền mưu chi thuật, lại vì đan điền có vấn đề nên đã vô pháp tu luyện thành võ tướng, như vậy văn võ đều bất thành. Phụ Vương lại tập trung hết tinh lực vào việc quân, Tiểu Vũ cả năm hiếm khi gặp Phụ Vương bản thân rất cô độc." huynh nói phụ vương cùng huynh diễn luyện quân kỳ đến cả nửa năm tiểu vũ sẽ cảm thụ thế nào tần chính nhìn sang tần phong nói thần sắc hiển nhiên rất không vui tần phong cười khổ nói nhị đệ là huynh nhất thời không chú ý bây giờ rất hối hận thần sắc tần phong đột nhiên lạnh lùng nói nhị đệ tiểu vũ thiên sinh đan điền đã có vấn đề văn võ đều bất thành không có khả năng tự bảo vệ bản thân chúng ta phải là người bảo hộ hảo tiểu vũ tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào khinh thường Bất cứ kẻ nào dám khinh thường Tiểu Vũ, đệ nhất định sẽ bắt kẻ đó phải trả một cái giá cực đắt. Trong mắt Tần Chính hiện lên một tia hàn quang. Hai huynh đệ cùng với hộ vệ phía sau từ từ rời khỏi Đông Lam Sơn, nhắm Viêm Kinh thành thẳng tiến. Đêm đã khuya, trên Đông Lam Sơn, từng đợt hàn phong thổi tới, một bóng dáng nhỏ bé đứng đó, trên vai là một con hắc ưng. Tần Vũ ngắm nhìn những ngôi sao trên trời, trong mắt hiện lên vẻ thành thục so với lứa tuổi. Chỉ một mình đọc sách tại thư phòng, hoặc giả chỉ một mình lặng lẽ suy nghĩ, điều đó làm cho tư duy của Tần Vũ vượt xa một hài tử mới chỉ 8 tuổi. "Tiểu Hắc." Tần Vũ đột nhiên gọi nhưng mắt vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao. Hắc Ưng trên vai Tần Vũ động đậy, hai mắt chuyển động không hiểu tiểu chủ nhân gọi nó vì việc gì. Trên mặt Tần Vũ đột nhiên hiện lên một nụ cười hạnh phúc, "Tiểu Hắc, ngươi có biết không, phụ vương thường bên cạnh ta đối với ta thập phần quan ái. Sau khi mời 12 vị lão sư tới, phụ vương đã để ta học tập với 12 lão sư." tuy ta không thích học những thứ đó nhưng bản thân vẫn nỗ lực tự học để có thể làm phụ vương vui lòng năm sáu tuổi ta đã biết đọc phụ thân cũng gọi ta là thần đồng nhưng sau đó thì tần vũ trầm mặc không nói tiếp lúc sáu tuổi ta vẫn nhớ rõ tại ưu tĩnh tiểu viện trong vương phủ bị 12 lão sư đã nói rằng ta không thể trở thành người có địa vị lãnh đạo sau đó phong bá bá lại nói đan điền ta có vấn đề không thể tích tụ nội lực nên không thể tu luyện võ công sau khi ta tới vân vũ sơn trang thì phụ vương không hề đến thăm không quan tâm đến ta ta lúc đó vẫn không hiểu đan điền là gì địa vị lãnh đạo là gì chỉ nghĩ là phụ vương cho ta tới đây để du ngoạn nhưng tần vũ cắn hai môi trong mắt hiện về u buồn đã hai năm rồi ta cũng đã có lần tò mò hỏi vương thúc thúc đan điền và người có địa vị lãnh đạo là gì ta nghĩ ta cũng đã minh bạch được vì sao phụ thân không cho ta biết nguyên nhân tần vũ lại trầm mặc ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao ta thực sự không thích quyền mưu chi thuật trong sách thật ra ta đã cố ép bản thân mình học Ta rất muốn nhìn thấy nụ cười trên mặt phụ vương, muốn phụ vương tự hào vì ta, nhưng thực sự ta không đủ thâm độc để thực hiện những âm mưu trong sách ấy, ta đã cố gắng ép bản thân học những thứ đó, nhưng những gì mà ta cần biết là tâm kế mưu quyền thuật ta lại không thể đạt được, con không thể đạt được, phụ vương, con không thể đạt được." Tần Vũ khóc thầm, thân thể khẽ run lên. Bên cạnh tiểu hắc nhìn sang Tần Vũ, dùng đôi cánh của nó chạm vào mặt Tần Vũ. Tần Vũ nhìn lên hắc ưng trên vai mình, ôm lấy hắc ưng và để nó trong lòng mình hắc ưng yên lặng ở trong lòng tần vũ tựa hồ như hiểu được tâm tình của tiểu chủ nhân tiểu hắc ta thật sự rất muốn phụ vương khen ngợi muốn nhìn thấy nụ cười trên mặt phụ vương ta thực sự thực sự rất muốn tần vũ giọng ngày càng nhỏ dần tại nơi bí mật ba cao thủ đang âm thầm bảo hộ tần vũ trong lòng cũng cảm thấy ngậm ngùi đột nhiên một đạo tinh quang phá không gian nhất thời từ trong không trung xuất hiện quang mang trói mắt lưu tinh mang ánh sáng siêu việt át hết tất cả các ngôi sao khác lưu tinh Tần Vũ hai mắt sáng lên, tức thì thả tiểu Hắc khỏi lòng, nhanh chóng nhắm mắt hai tay chắp lại phía trước, xin hãy để phụ vương quan tâm đến ta như người đối đãi với đại ca và nhị ca. Hãy đánh ta, trừng phạt ta đi ta không quản, ta sẵn sàng chấp nhận mọi giá. Tần Vũ chậm chậm mở mắt, nhìn Lưu Tinh lúc này đã tới nơi cuối chân trời. Phụ vương năm đó đã nói, nếu khấn nguyện điều gì khi Lưu Tinh xuất hiện thì việc đó sẽ trở thành hiện thực. Phụ vương không khi nào lừa ta, nhất định việc đó sẽ trở thành hiện thực nhìn lên bầu trời đầy sao nét mặt tần vũ hiện lên vẻ kiên định đột nhiên trong lòng tần vũ lóe lên một ý nghĩ tần vũ trong mắt hiện lên tia phấn chấn vỗ vỗ đầu mình nói a à, mình thật là ngốc quá văn võ văn võ văn không thể thành công còn võ thì thế nào vương thúc đã nói trong thiên hạ tâm pháp nội công có vô số chẳng lẽ không thể tìm được một loại phù hợp với đan điền của mình không cần phải nghĩ nữa chẳng nhẽ luyện võ công nhất định phải luyện nội công Tần Vũ hoàn toàn mới chỉ là một hài tử mới 8 tuổi, nhưng vì chỉ có một thân một mình nên thường đọc sách, tâm trí thành thục hơn hẳn những đứa trẻ khác. Trong quá khứ Phong Ngọc Tử từng nói đan điền nó có vấn đề không thể tu luyện, khiến nó hình thành tư duy như vậy, thời khắc này đột nhiên tỉnh ngộ. Đan điền quái dị, thực sự không thể tu luyện võ công. Ai giả, dạ, thời gian còn dài, chỉ cần ta nỗ lực giống như Phụ Vương từng nói thì chắc chắn sẽ thành công. Tần Vũ gật đầu tự đồng ý với những lời mình nói, trong mắt có một sự tự tin vô tả thể hiện một sự quyết tâm vô cùng kiên định. Tiểu Hắc, chúng ta phải quay lại Sơn Trang. Tần Vũ nói, trong lòng có mục tiêu nên thực sự đã có thay đổi. Hắc ưng đậu lên vai, Tần Vũ vô cùng cao hứng liên tục huyết sáo, vừa đi vừa nhún nhảy trên đường về Vân Vũ Sơn Trang. Lúc đó ba bóng nhân ảnh xuất hiện, biến thành ba bóng mờ nhắm hướng Tần Vũ đuổi theo. Chương bà ủng hộ kênh qua halazy com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Là ai? Một hắc giáp chiến sĩ của Vân Vũ Sơn trang lạnh giọng hỏi, người hắc giáp chiến sĩ còn lại mắt hướng về bóng người phía xa. Lúc hai hắc giáp chiến sĩ nhìn rõ người tới không ngờ là Tam Điện Hạ Tần Vũ, trong lòng thất kinh vội vàng quỳ xuống cung kính chào Tam Điện Hạ. Tần Vũ gật đầu, trên trán lấm tấm mồ hôi, hai mắt sáng lên, gương mặt hồng hào nói, hai vị mau đứng dậy đi. Nói xong cười với hai hắc giáp chiến sĩ rồi vội vã đi vào trong Vân Vũ Sơn trang. Hai hắc giáp chiến sĩ nghi hoặc nhìn theo bóng Tần Vũ. Tam Điện Hạ thượng sơn để ngắm sao trời, thường tới canh hai mới quay về. Sao bây giờ đã về rồi nhỉ? Hắc giáp chiến sĩ bên trái nghi hoặc hỏi, chiến sĩ bên phải cũng mê hoặc gật đầu, hiển nhiên cũng không rõ nguyên nhân. Liên ngôn chính là người được Tần Vũ gọi là Liên gia gia. Liên ngôn là một lão nhân ở Tần gia, đến như đương kim Trấn Đông Vương Tần Đức cũng do một tay ông ta nuôi nấng. Liên ngôn tại Tần gia rất có ảnh hưởng. Hai năm trước, Tần Đức đã bảo Liên ngôn tới Văn Vũ Sơn Trang để chiếu cố cho Tần Vũ. Tần Vũ như một cơn gió trực tiếp nhằm thư phòng của Liên Ngôn Tiến tới, đến bên ngoài phòng liền lập tức đưa tay lên gõ cửa, cốc, 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 cốc. Liên Gia Gia mau mở cửa, là Tiểu Vũ đây, con có điều khẩn yếu cần hỏi, Gia Gia mau mở cửa Tần Vũ cấp thiết gọi. Một lát sau trong phòng phát ra ánh đèn, Tiểu Vũ đó a, à, Gia Gia vừa mới chợp mắt thì bị con đánh thức đó, một âm thanh thân thiết vang lên, cửa phòng đã mở, một lão nhân hiền hòa khoảng lục tuần, trên người khoác áo mỏng xuất hiện trước mắt Tần Vũ ai trả, tiểu vũ có chuyện gì vậy con? Sao con lại mồ hôi mồ kê nhĩ nhại thế này? Liên ngôn nhìn sang tần vũ. Tần vũ muốn nói gì đó, nhưng vì vừa gắng sức chạy đến đây nên giờ thở không ra hơi. Liên ngôn thấy vậy bèn nói, lại đây, trước tiên vào phòng đã rồi nói tiếp. Vừa nói vừa kéo tần vũ vào trong phòng. Hai người vào phòng bèn ngồi xuống ghế. Không phải vội, có chuyện gì chờ cho bình tĩnh rồi hãy nói. Liên ngôn nhìn sang tần vũ nói, Tần Vũ hít vào một hơi thật sâu, sau đó quay sang Liên Ngôn, giọng nói thập phần kiên định, "Liên gia gia, con phải tu luyện." "Tu luyện?" Liên Ngôn hơi kinh ngạc, sau đó nở một nụ cười nói, "Tiểu Vũ à, sao tự nhiên con lại nghĩ đến việc tu luyện?" Tần Vũ hơi khựng lại sau đó hào hứng nói, "Không có gì cả, chỉ là con nhìn các vị thúc thúc trong sơn trang ai cũng lợi hại cả nên muốn tu luyện võ công." "Liên gia gia, con có thể tu luyện võ công không?" Đối với khát vọng được phụ thân yêu quý vốn trôn vùi, tại nơi sâu nhất trong tâm linh tần vũ tưởng chừng như đã bị vùi lấp, trong tâm tưởng về sau phải nỗ lực không ngừng vì giờ đây đã có mục tiêu, để phấn đấu. Tiểu vũ con có biết võ công là gì không? Liên ngôn không trả lời luôn mà chỉ hỏi lại. Tần vũ lắc đầu nói, con chỉ biết là tu luyện võ công sẽ rất lợi hại những thứ khác con không rõ lắm hình như, con có cái gì gọi là nội công. Là một hài tử mới 8 tuổi tuy đã đọc nhiều sách, nhưng bản thân nó vẫn có nhiều thứ không thể biết, vậy trước hết ta sẽ giảng lại tử tế cho con biết. Liên ngôn cười nói. Tần vũ tức thì hai mắt sáng lên nhìn chăm chú vào liên ngôn, tập trung tinh thần lắng nghe. Trước tiên ta sẽ nói đến cao thủ. Cao thủ phân ra các cấp hậu thiên cao thủ tiên thiên cao thủ hơn, xa tiên thiên cao thủ chính là các thượng tiên. Liên ngôn cười nói. Ngày nay hậu thiên cao thủ tại tiềm long đại lục nhiều, như lá rừng không thể đếm hết được. Còn tiên thiên cao thủ tính riêng sở vương triều thôi đã có hơn trăm người. Cả trăm người, Tần Vũ cả kinh sở vương triều có hơn 4 triệu người làm sao, lại ít tiên thiên cao thủ được chẳng nhẽ, trong hàng nghìn hàng vạn người lại không có được một. Liên ngôn thở dài nói, hậu thiên cao thủ nếu có phương pháp tu luyện đúng đắn cũng khả dĩ có thể đạt được, nhưng để trở thành cấp tiên thiên cao thủ thì còn nhiều gian nan lắm. Để trở thành tiên thiên cao thủ thì phải đạt được hai yêu cầu, thứ nhất phải đạt đến cảnh giới viên mãn của hậu thiên. Thứ hai phải có những cảm ngộ về tự nhiên thiên đạo. Tần Vũ nhất thời nghi hoặc nói, tự nhiên thiên đạo là cái gì vậy ra ra, Liên ngôn liền cười xòa, tự nhiên thiên đạo chẳng là gì cả, nhưng mỗi người đều phải tự bản thân lãnh ngộ không thể nói bằng lời. Có người đạt đến cảnh giới viên mãn của hậu thiên chỉ trong vòng 10 năm, nhưng vì vô pháp cảm ngộ không thể đột phá được bước cuối cùng, nên tựu chung không thể trở thành tiên thiên cao thủ được. Một khi đã trở thành tiên thiên cao thủ thọ mệnh có thể là 500 năm. 500 năm cơ ạ. Tần Vũ há hốc mồm kinh ngạc. Liên Ngôn nhìn thấy biểu tình khả ái đó lại cười nói, muốn trở thành Tiên Thiên cao thủ quả thập phần gian nan, bởi vì khi trở thành Tiên Thiên cao thủ tự nhiên có thể sống lâu thọ mệnh, đến ngũ bách tuế. Tiên Thiên cao thủ tu luyện Tiên Thiên chân khí bản chất khác hẳn với hậu Thiên cao thủ là hai đẳng cấp khác nhau hoàn toàn. A, à, liên ra ra phía trên Tiên Thiên cao thủ chẳng phải là con thượng tiên sao họ rất lợi hại đúng không? Tần Vũ hai mắt sáng lên. Tiên Thiên cao thủ đã lợi hại như vậy thượng tiên làm sao kém được? thượng tiên có thể dễ dàng mà thành sao? Liên ngôn thở dài nói thượng tiên, đến hoàng đế gặp phải còn phải hành lễ gọi thượng tiên vô cùng kính trọng vì, dù là hoàng đế nhưng họ vẫn có thể bị thượng tiên lấy mạng. Thượng tiên có thể ngự kiếm phi hành cao đến 9 tầng trời căn bản không phải là phàm nhân nữa. Cao đến 9 tầng trời. Trong lòng tần vũ tự nhiên xuất hiện một bức tranh mình chân đạp phi kiếm bay cao, đến 9 tầng trời. Sự sảng khoái đó không thể mô tả được, nhưng trong lòng tiểu tần vũ đang liên tưởng rằng mình có thể trở thành thượng tiên, Cả sở vương triều có gần trăm tiên thiên cao thủ có điều cả trăm năm nay sở vương triều không xuất hiện được một thượng tiên. Hiện tại sở vương triều có không quá ba vị thượng tiên. Trong ba đại thượng tiên thì có hai vị đã trở thành thượng tiên từ hơn 300 năm trước 300 trở lại đây, trở thành thượng tiên thì có phong bá bá của con. Phong bá bá. Tần Vũ nhớ lại phong bá bá thân vận bạch y thường cưỡi hạc. Phong bá bá chính là thượng tiên. Liên ngôn tiếp tục nói, bất quá muốn trở thành thượng tiên, thì tốt nhất là nên tới hải ngoại tiên đảo bái sư học nghệ, Hải ngoại tiên đảo trừ thượng tiên của các nước ai biết được là ở đâu? Những người bình thường nếu gặp mặt thượng tiên họ có tư cách để hỏi lộ tuyến đến hải ngoại, tiên đảo chăng? Dù cho biết được thì hải ngoại tiên đảo ở rất xa Tiềm Long, đại lục mỗi năm Tiềm Long đại lục có cả vạn người tìm đường ra hải ngoại, tiên đảo mong bái sư học nghệ. Nhưng rời khỏi đất liền, ra đại hải tất nhiên ẩn chứa rất nhiều nguy cơ nghìn người tài năng ra đi, thì chỉ có một người có thể sống sót đến được hải ngoại tiên đảo. Liên Ngôn cảm thán nói: Tần Vũ tức thì hai mắt sáng lên hỏi, liên gia giao một năm có hơn 10 người đến được hải ngoại, tiên đào tại sao tiềm long đại lục lại có ít thượng tiên vậy? Theo như lý giải của Tần Vũ, một năm có 10 thượng tiên tại sao tiềm long đại lục lại không nhiều thượng tiên? Toàn bộ tiềm long, đại lục số thượng tiên đích thực rất nhỏ trăm năm ngàn năm qua cộng lại, chỉ có 10 vị. Cứ đến được hải ngoại tiên đào là có thể trở thành thượng tiên chăng? Liên ngôn lắc đầu nói, thượng tiên rất đặc biệt, đâu phải ai ai cũng có khả năng tu luyện thành, phải tu luyện đúng phương pháp cả ngàn người may ra mới có một người có tư chất tu luyện. À, không phải vậy chứ. Những người tới hải ngoại tiên đảo một năm chỉ có 10 người, cả trăm năm mới có thể tu luyện thành thượng tiên. Tần Vũ nhất thời cảm khái với sự khó khăn khi tu luyện thành thượng tiên. Liên ngôn đột nhiên đứng đậy, nhìn ra ngoài song cửa sổ. Thượng tiên, đó chỉ là một danh tự thôi. Tại đại lục có vô số cao thủ phong cuồng, vô số cao thủ muốn trở thành thượng tiên. Phi kiếm xuất ra sát nhân ngoài ngàn dặm chẳng phải là thần thông sao. Liên ngôn trong mắt có một tia khát vọng, nhưng sau đó lại cảm thán nói, "Như phụ vương của con, thời khắc quan trọng cần có thượng tiên tương trợ. Nếu như quả thật thượng tiên tương trợ phụ vương con, thì mục tiêu của phụ vương con có thể thực hiện." Tim Tần Vũ đột nhiên đập mạnh. "Mục tiêu của phụ vương?" Đồng thời một cỗ khí ấm áp lưu chuyển toàn thân, khiến Tần Vũ lập tức cảm thấy toàn thân sung mãn liền nói, "Nếu như con tu luyện có thể trở thành thượng tiên chắc chắn rằng, phụ vương sẽ rất cao hứng. Lúc đó con có thể tương trợ phụ vương." tưởng tượng rằng mình trở thành thượng tiên, bản thân có thể tương trợ phụ vương vương thì sẽ được phụ vương coi trọng, khát vọng được phụ thân yêu mến biến thành ngọn lửa trong tâm của tần vũ. vì phụ vương, ta nhất định sẽ trở thành thượng tiên. tần vũ cắn chặt môi, trong mắt hiện lên tia kiên định. chương 4 ủng hộ kênh qua linh halazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. đêm đã khuya, ngoài phòng gió lạnh rít lên, nhưng trong phòng tần vũ toàn thân nóng bừng kích động. Liên gia gia nói cho con biết tu luyện thế nào, con phải tu luyện, con nhất định tu luyện thành thượng tiên, dù cho không thành được thượng tiên, cũng phải tu luyện thành thiên tiên cao thủ." Tần Vũ mắt sáng lên kiên định. Trong đầu Tần Vũ bắt đầu hiện ra cảnh tượng tương lai, hắn thậm chí còn tưởng tượng ra ánh mắt khen ngợi của phụ vương nhìn hắn. Hắn không cần gì khác, chỉ cần tình cảm của phụ thân. Phụ thân khen ngợi, phụ thân cười, thậm chí là phụ thân phê bình hoặc trừng phạt, để cho Tần Vũ cảm thấy tình cảm của phụ thân hiện hữu, hắn chỉ đơn thuần cần tình cảm của phụ thân. Hiện tại, hắn đã tìm ra phương pháp, tìm ra biện pháp để phụ thân yêu quý, đó là nỗ lực tu luyện, giống như đại ca Tần Phong, trở thành một võ giả dũng mãnh, lợi hại, thậm chí là vượt xa cả người thường thượng tiên. Tần Vũ trông trời nhìn lên ngôn, "Tiểu Vũ" liên ngôn không còn cách nào không muốn nhưng cũng phải nói thật muốn trở thành tiên thiên cao thủ tất phải tu luyện nội công nội công vượt qua cảnh giới hậu thiên đột phá tới cảnh giới tiên thiên nhưng ngươi trời sinh đan điền vô pháp tích tụ nội lực làm sao ngươi luyện nội công được làm sao mà trở thành tiên thiên cao thủ đan điền của con có vấn đề nhưng bọn vương thúc đã từng nói rằng thiên hạ nội công tâm pháp nhiều kinh người nói không chừng có loại con có thể tu luyện dù cho không thể luyện nội công nhưng vẫn còn ngoại công con vẫn có thể trở thành tiên thiên cao thủ Tần Vũ nói vội, hắn tuyệt đối không chịu chấp nhận bản thân không thể trở thành cao thủ, bởi vì trong trái tim thuần khiết của một đứa bé 8 tuổi, chỉ có duy nhất biện pháp đó để lấy được tình thương của phụ thân. Ngoại công ngoại công chỉ là các phương pháp rèn luyện thân thể làm cho thân thể mạnh mẽ hơn tốc độ thân thể nhanh nhẹn hơn đây chỉ là tiểu đạo từ xưa tới nay dù cho là người trời sinh thần lực dù cho thân thể tôi luyện lợi hại tới đâu cũng chưa có ai ngoại công đạt tới cảnh giới tiên thiên tu luyện ngoại công ngoài rèn luyện thân thể đơn giản không thể trở thành tiên thiên cao thủ liên ngôn không muốn tần vũ luyện công phu vô dụng trực tiếp nói thẳng không có một hy vọng nào một chút cũng không có tần vũ run rẩy sắc mặt đồng thời tái nhợt cuối cùng mọi hy vọng đã tan biến, Tần Vũ cảm thấy lạnh lẽo. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Tần Vũ, Liên Ngôn cảm thấy tâm trạng trùng xuống, hắn vẫn còn là một đứa trẻ. Liên Ngôn vội vàng nói, "Tiểu Vũ, thật ra ngoại công cũng có lợi hại, ngoại công là sức mạnh của cơ bắp, chịu đựng rất dai, không như nội lực tiêu hao rất nhanh." Còn nữa, Liên Ngôn trong lúc an ủi Tần Vũ, trong đầu suy nghĩ các lợi thế của ngoại công, nghe Liên Ngôn nói, mắt Tần Vũ sáng rực. "Còn nữa, ngoại công tuy luyện tập gian nan, nhưng thân thể là điểm cơ bản nhất của con người." Trong liệt hổ quân có một đại hán trời sinh thần lực, chỉ dựa vào tập luyện ngoại công công pháp, có thể dùng một tay nhấc thạch đôn nặng 800 cân. 800 cân? Một tay? Trong tâm trạng của tần vũ hy vọng lại nổi lên, hắn có thể tưởng tượng được sức mạnh đó, cử một cái búa lớn bổ người, đơn giản như cắt lúa. Đúng, 800 cân, một tay có thể nâng thạch đôn nặng 800 cân, vũ khí của hắn là một người đồng một chân, trên chiến trường, dù là tiên thiên tiền kỳ cao thủ cũng không dũng mãnh bằng hắn, độc cước đồng nhân vung lên, bồ địch trong cả một vùng lớn. Liên ngôn không ngừng nói về lợi ích của ngoại công. Cuối cùng, liên ngôn tổng kết, tuy không ai tập ngoại công thành tiên thiên cao thủ, nhưng tu luyện tới hậu thiên cực trí, thân thể đạt tới cực hạn, uy lực cũng rất khủng khiếp, không kém tiên thiên tiền kỳ cao thủ. Liên ngôn nhìn tần vũ sắc mặt đã tốt lên, cuối cùng cũng giấu thở vào một tiếng, hắn đã thấy tần vũ trưởng thành, biết rõ tính khí của tần vũ, ngoại công tu luyện tới hậu thiên cực trí có thể so với tiên thiên tiền kỳ cao thủ tần vũ dò hỏi lại lần nữa liên ngôn gật đầu liên tục làm sao hắn dám phủ nhận hắn lắc đầu tần vũ còn có thể cảm thấy tồi tệ hơn liên gia gia người nói trước đây chưa một ai tu luyện ngoại công đạt tới tiên thiên cảnh giới tần vũ hỏi liên ngôn lúng túng gật đầu nhưng tần vũ thực sự vẫn hưng phấn huy quyền nói tốt trước đây chưa có ai tu luyện tới tiên thiên cảnh giới thì con nhất định sẽ tới liên ngôn lập tức ngạc nhiên trước đây chưa một ai làm được không có nghĩa là không thể ta phải tin vào bản thân ánh mắt tần vũ sáng lên liên ngôn cười khổ ngoại công kiểu tu luyện đó so với tu luyện nội công thì khổ sở hơn không biết bao nhiêu lần ngoại công là rèn luyện thân thể chủ yếu là để thân thể đạt đến cực hạn các phương pháp tu luyện tuyệt đối làm cho thân thể biến đổi cái kiểu thống khổ đó chắc chắn người bình thường khó mà chịu nổi làm sao liên ngôn để tần vũ chịu khổ tiểu vũ, luyện ngoại công công phu, khổ sở nhiều lắm, so với chịu một trăm roi mỗi ngày còn thống khổ hơn. Ngươi là nhi tử của Trấn Đông Vương, có người bảo hộ ngươi, đâu cần phải chịu đựng khổ cực như thế. Liên ngôn khuyên nhủ, hắn không nhẫn tâm nhìn tiểu hài từ này chịu khổ. Tần vũ lắc đầu chậm chạp. Không, miệng hắn buông một tiếng rành mạch, tỏ ý không muốn bàn cãi liên ngôn bất lực nghĩ sao người tần ra ai cũng giống ai chẳng kể thế nào điều cơ bản nhất là có mục tiêu thì không chịu quay đầu phụ thân nó đã thế bây giờ nó cũng thế tần vũ đột nhiên mỉm cười hắn biết liên gia gia quan tâm đến mình liên gia gia đừng lo nói không chừng còn có nội công tâm pháp con có thể tu luyện được người tìm vài thứ nội công tâm pháp cho con xem nếu như thật sự không thể tu luyện nội công con chuyển qua tu luyện ngoại công cũng không muộn Tần Vũ bước tới gần Liên Ngôn, Liên Gia Gia, đừng có lo, trong sơn trang có y sinh giỏi nhất, cao thủ các loại, còn có ôn tuyển thần kỳ, người lo lắng cái gì. Liên Ngôn suy nghĩ theo Tần Vũ, trên mặt nở nụ cười hòa nhã. Hắn tự nhiên biết Tần Vũ không muốn để mình lo lắng. Tốt rồi, Tiểu Vũ, về ngủ đi, chuyện này cứ giao cho ta. Liên Ngôn nói. Tần Vũ đột nhiên ngẩng đầu nói, Liên Gia Gia, người còn phải giúp con tìm một cao thủ tu luyện ngoại công tới, có người chỉ dạy thì tốt. Yên tâm, Gia Gia biết rồi, Liên ngôn cười, tần vũ lập tức mỉm cười, lập tức hôn ngay vào mặt liên ngôn, sau đó chạy ra ngoài cửa, nhưng vẫn gọi, liên ra ra ngủ ngon, con cũng về ngủ đây. Tiếng vừa dứt, người đã ra khỏi phòng. Liên ngôn lập tức lấy bút lông và giấy, viết một bức thư tín. Viêm kinh thành, trong thư phòng vương phủ tần đức. Tần đức đứng giữa thư phòng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài song cửa, lúc sáng, một người hắc y chính là từ nguyên bước vào, trong tay cầm một phong thư tín, đi tới gần bên Tần Đức, nói, vương ra, đây là thư tín liên bá phi cáp truyền tới, là người chăm sóc tiểu vũ, người xem xem. Tần Đức nhận thư tín, nhìn nội dung bên trong, ánh mắt có vẻ phức tạp, đã lâu mà tay vẫn không buông bức thư. Vương ra, tử nguyên nói nhỏ, Tần Đức lập tức thanh tỉnh, một đạo hỏa diễm trong bàn tay bùng lên, trực tiếp thiêu thư tín thành cho, sau đó lấy lại vẻ lãnh khốc, bình tĩnh nói, từ nguyên, lấy trong phủ nội các loại nội công bí tàng và ngoại công bí tịch, tất cả sao ra, rồi chuyển đến vân vụ sơn trang. Từ nguyên kinh ngạc, hắn đã biết tần vũ không thể luyện nội công, hắn cũng biết nội công bí tàng chân quý đến nhường nào, dù cho cùng với bí tàng trong nội cung của sở vương triều so sánh, nội công bí tàng của Trấn đông vương còn chân quý hơn nhiều, Bao nhiêu bí tàng chân quý giao cho một người không thể tu luyện nội công là Tần Vũ, không phải lãng phí sao? Vương gia, toàn bộ, cả tổ Long quyết nữa, tiểu vũ nó không thể tu luyện nội công từ nguyên hỏi gió. Chưa nghe ta nói thế nào à? Tần Đức lạnh lùng nói, Từ Nguyên gật đầu, không nói gì tiếp, hắn có thể phát hiện lúc này Tần Đức có tâm sự, cũng đoán được tâm tình của Tần Đức. Còn nữa Tần Đức trùng giọng nói, Vũ Nhi nó cần người tu luyện ngoại công cao thủ, mang tới ba ngoại công cao thủ trong liệt hổ quân, còn nữa tìm ngoại công cao thủ tại tại ba quận đông vực, tất cả mang tới. Vâng, Từ Nguyên Tuân Mệnh nói, Tần Đức đang vội, đột một nói, Từ Nguyên, truyền lệnh tới vô biên Hồng Hoang, để tướng quân Triệu Vân Hưng tới Vân Vũ Sơn Trang, nếu Vũ Nhi tuyển hắn làm lão sư, để hắn lại Vân Vũ Sơn Trang một năm. Tướng quân Triệu Vân Hưng, Từ Nguyên kinh ngạc. Tần Đức gật đầu, sau đó đi ra khỏi thư phòng, Từ Nguyên đột nhiên cất tiếng, "Vương gia, lần này trở về Viêm Kinh thành, sao không tới Vân Vũ Sơn trang thăm Tiểu Vũ? Lần trước thăm Tiểu Vũ cũng đã hơn một năm trước đây, chúng ta không bỏ chút thời gian đi được sao?" Tần Đức cúi người, bình tĩnh nói, "Không cần." Sau đó trực tiếp bước ra khỏi phòng, Từ Nguyên nhìn bóng Tần Đức, lắc đầu thở dài, không rõ có phải người Tần gia đều như thế này. Người nào người nấy cố chấp. Vì thệ ngôn trước đây, tình phụ tử cũng không chăm lo, từ nguyên thở dài một tiếng bước ra khỏi thư phòng chỉ còn lại bức thư tín đã hóa thành cho dưới sàn chương 5 ủng hộ kênh qua linh ha com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé trời đầy thanh khí tại ôn tuyền trong vân vũ sơn trang a à, thật là thoải mái Tần Vũ mặc quần đùi nằm duỗi người tại ôn tuyền, không kể mùa đông hay mùa hè, tại ôn tuyền không cần để ý nhiệt độ, ôn tuyền ở Vân Vũ Sơn Trang không giống những ôn tuyền khác, có công hiệu thần kỳ, theo một cao thủ nghiên cứu y đạo nói, trong ôn tuyền này có chất có lợi cho thân thể không nhỏ. "Tiểu Hắc, ngươi xuống đây." Tần Vũ đột nhiên với tay, tóm lấy Tiểu Hắc, kéo xuống ôn tuyền tiểu hắc vẫy cánh loạn lên, đáng tiếc là khi nó thoát được, lông trên người nó đã ướt, chân chính biến thành một con gà nhúng nước sôi, trên thân tiểu hắc nước nhỏ giọt, u oán nhìn Tần Vũ, tựa hồ trách tiểu chủ nhân đã chơi khăm nó. Nhìn bộ dạng của tiểu hắc, Tần Vũ lập tức ngẩng đầu cười lớn, ha <laughs> ha, tiểu hắc, ngươi thật là dễ thương, tới đây, theo ta ngâm trong ôn tuyển, rất thoải mái. Ngươi sau này là hùng ưng bay lượn chín tầng trời, ngươi lên được trời thì cũng phải xuống được nước, không thì thật là vô dụng tần vũ trêu đùa tiểu hắc tiểu hắc giang cánh rũ nước trên thân đồng thời nhìn chằm chằm tần vũ dường như đang bất mãn tiểu vũ liên ngôn cười cười bước từ tây uyển tới qua giả sơn xuất hiện trước tần vũ tần vũ quay đầu lập tức cười tươi liên ra ra ta phải nói cho người biết một tin tốt lành liên ngôn cười thần bí tần vũ tâm trạng lập tức vui mừng lẫn ngạc nhiên tin tốt lành không phải phụ vương tới chứ nghĩ như vậy nhưng tần vũ chưa nói ra hắn khát vọng nhìn liên ngôn liên ngôn cười nói các loại bí tịch ngươi muốn đã có rồi tần vũ hơi cảm thấy thất vọng nhưng từ thất vọng sau đó khôi phục tần vũ đột nhiên nhảy ra ôn tuyền mặc vội y phục ánh mắt tràn đầy hưng phấn liên ra ra mau dẫn con đi bí tịch ở đâu đi theo ta liên ngôn cười dẫn đường tần vũ tâm trạng kích động đi theo sau liên ngôn suy nghĩ hạ quyết tâm trước đây tần vũ không hiểu biết không có việc gì ngồi tại thư phòng đọc sách hoặc là ngắm sao buổi đêm hoặc giả tắm ôn tuyền chơi đùa cùng tiểu hát nhưng lúc này Tần Vũ đã có mục tiêu, cả người sốt sắng, biến thành không giống trước đây. Vân Vũ Sơn Trang, trong mật thất dưới đất tại Bắc Uyển. Mật thất dưới đất có có mười mấy phòng bí mật, Liên Ngôn dẫn Tần Vũ vào một phòng, trong phòng này có một cái giường, một cái bàn dài, một cái ghế và các đồ vật sinh hoạt hàng ngày, có vẻ như rất giản dị. Lúc này trên chiếc bàn dài có một chiếc hộp đen khá đẹp, tiểu Vũ, các bí tịch ở trong hộp này liên ngôn chỉ chiếc hộp đen nói tần vũ nghe thấy mắt sáng rực lên bước nhanh về phía trước chiếc hộp đen hành động này làm liên ngôn giật mình tiểu vũ đừng mở tay phải liên ngôn đột nhiên như ảo ảnh lóe lên đột ngột giữ tần vũ lại kéo hắn ra sau lưng cực kỳ nghiêm túc nói tiểu vũ cái hộp này không phải là một chiếc hộp bình thường không thể mở như thế tần vũ nghi hoặc nhìn liên ngôn tiểu vũ ngươi còn nhỏ quá chưa hiểu được sự chân quý của bí tịch này Liên ngôn lắc đầu cười, người phải biết, bí tịch này chân quý còn hơn cả bí tàng của Hoàng Cung Sở Vương Triều. Vì thế cái hộp này được cấu tạo rất đặc biệt, cố dùng sức mở ra hoặc tùy tiện mở, có thể làm hỏng bí tịch bên trong. Vừa nói, liên ngôn tay như ảo ảnh, chớp nhoáng điểm vào 12 vị trí trên chiếc hộp, mỗi điểm là một vị trí khác nhau. Bồng, một tiếng, trên chiếc hộp bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ khóa. Tần Vũ mắt mở trừng trừng, hắn có thể nhớ rõ ràng vừa mới lúc trước chiếc hộp không có lỗ khóa hắn cũng nghĩ chiếc hộp này mặt ngoài một dạng chỉ là một chiếc hộp đựng bình thường không ngờ cấu trúc bên trong lại đặc biệt phi thường dù cho bị người khác đoạt mất cũng không thể tìm được lỗ khóa thêm vào lại không có chìa khóa liên ngôn vừa nói liền lấy ra một chiếc chìa khóa màu vàng đút vào trong lỗ khóa cạch một tiếng chiếc hộp đã tự mở ra tần vũ lập tức ngó đầu nhìn Nhìn hết một lượt, trong hộp có những quyển sách rất mỏng, mỗi quyển hầu như chỉ có trên 10 tờ, mỏng hơn thì chỉ có vài tờ, dày nhất cũng chỉ hơn 20 tờ, nhưng có nhiều quyển sách mỏng, không ngờ lại chứa đầy cả hộp. Trong này có nội công bí pháp các cấp, có 68 các loại bí tịch, còn có 28 bí tịch ngoại công. "Tiểu Vũ, sau này ngươi xem bí tịch này, tất phải tới mật thất, nhất thiết không được mang ra ngoài, ngươi biết không?" Liên ngôn sắc mặt nghiêm túc, đối mặt Tần Vũ nói. Tần Vũ gật đầu dứt khoát. Được rồi, ngươi sáu tuổi đã biết đọc chữ, 2 năm gần đây cũng đọc rất nhiều sách, những bí tịch này ngươi cũng có thể hiểu được, ngươi từ từ mà xem, ra 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 trước. Liên ngôn cười nói, rồi sau đó bước ra khỏi mật thất. Ngay sau buổi đêm, Tần Vũ mang các bí tịch bỏ tất lên bàn, tổng cộng 96 bí tịch, toàn bộ trải ra. Nhìn những cuốn bí tịch trước mặt, trong mắt Tần Vũ sáng lên. Hoàng Hạc Phú, Bá Câu Trưởng, Kim Đình Ca, Thải Kim Ca, Thủy Nguyên Chú, Mỗi cuốn nội công bí tịch, từng cuốn đều là những bí tịch khiến người luyện võ điên cuồng, Tần gia đã tồn tại lâu, bí tịch của ba đại vương triều mang hết ra, cũng không thể sánh với Tần gia, bí tịch của Tần gia không ít là những thứ đã thất truyền vài trăm năm. Tổ Long Quyết, dường như lúc bé phụ thân đã cho ta xem. Tần Vũ nhìn cuốn bí tịch cuối cùng mỏng nhất, đồng thời cũng là thứ chân quý nhất, Tổ Long Quyết dùng giấy vàng viết, thậm chí ba chữ Tổ Long Quyết làm cho người ta cảm thấy một sự áp bức. Xem qua 68 nội công công pháp, Tần Vũ chuyển qua 28 ngoại công bí tịch thiết sa trưởng, đại lực kim cương trưởng, long trảo thủ, thiết bố sam, kim cương cháo, thập tam thái bào hoành luyện, bá vương thần quyền 28 loại ngoại công bí pháp, nhất nhất chảy ra trước mặt Tần Vũ. Đầu tiên, Tần Vũ tùy ý mở ra chậm chậm đọc, trong mật thất, Tần Vũ suy nghĩ thế nào cũng không thể biết bao nhiêu thế hệ Tần, ra đã thu thập các loại tu luyện bí tịch chân quý. Chương 6 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Trong mật thất, Tần Vũ cưỡi ngựa xem hoa tùy ý lướt hết một loạt, 28 ngoại công bí tịch Tần Vũ một lúc đã xem xong. Liên Gia Gia nói không sai, tu luyện ngoại công thật sự rất khổ cực. Tần Vũ cao mày. Đọc xong 28 bí tịch, Tần Vũ đối với tu luyện ngoại công đã có hiểu biết nhất định, tu luyện ngoại công chính là các phương pháp nỗ lực làm cho sức mạnh nhục thể tăng cường, nó là loại tu luyện không ngừng nghỉ để vượt qua cực điểm của sự mệt mỏi, vượt qua giới hạn, Tu luyện nội công là phương pháp hấp thu thiên địa linh khí, quá trình tu luyện không có cực nhọc gì, không khác gì tập cho tinh thần thanh tĩnh. Nhưng ngoại công là thúc đẩy thân thể đến cực hạn, để thân thể trải qua sự tôi luyện với mức độ nặng nhất, thống khổ gian nan tột cùng. Đó là điểm căn bản giữa hai phương pháp tu luyện. Ngoại công, khổ, mệt nhưng lại không thể trở thành tiên thiên cao thủ. Hầu như chỉ dân thường, những người gia thế bần cùng mới chọn tu luyện ngoại công, thế ra để tử chân chính đa phần đều tu luyện nội công, con tần vũ, 68 loại nội công công pháp, thứ nào cũng lợi hại cực kỳ, nhưng hắn có khả năng luyện không? Trước tiên xem nội công tâm pháp, tuy ta đan điển kỳ dị, nhưng nói không chừng có nội công tâm pháp khả dĩ tu luyện được. Tần vũ cầu may, rồi tràn đầy hy vọng mở bí tịch, nhìn vào hắn ngây người. Thần đình huyệt, bách hội huyệt, phong chi huyệt, kỳ môn huyệt tam tiêu thủ thiếu dương chi mạch, thủ thái âm, thận túc thiếu dương chi mạch cái này tần vũ tròn mắt. Hắn đã đọc không ít sách, đã nghe qua những từ này, nhưng mấu chốt là hắn biết phong trì huyệt, nhưng không biết phong trì huyệt tại vị trí nào trên cơ thể người. Trong những quyển sách đó có hình vẽ, nhưng rất mơ hồ, chỉ có vài tuyến kinh mạch. Nội công không thể luyện tập lung tung, khí nhập loạn đường, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Xem ra trước tiên phải tìm thư phòng tử tế học tập, nhưng kinh mạch hữu quan trong thư tịch, ít ra cũng phải biết được kinh mạch vị trí của huyệt. Tần Vũ không làm khác được, liền lấy sách ra khỏi mật thất. 6 ngày sau, Tần Vũ vào lại mật thất Ha ha, lần này ta chắc chắn cả 10, 68 quyển mang ra thí nghiệm, xem có thể tu luyện cái gì. Tần Vũ sắp mặt hưng phấn, dù sao Tần Vũ cũng chỉ là một hài đồng 8 tuổi, thường xuyên mơ mộng thành cao thủ. Nghiên cứu kinh mạch, vị trí huyệt đạo 6 ngày, để hoàn toàn minh bạch, Tần Vũ bảo hạ nhân trong vân vũ sơn trang đẽo một người gỗ, lại để một y đạo cao thủ ông nhàn lão tiên sinh, đánh dấu các kinh mạch huyệt vị rõ ràng, kết hợp thư tịch người gỗ lại thường xuyên hỏi ông nhàn lão tiên sinh tần vũ cuối cùng cũng tự tin chuẩn bị bắt đầu tu luyện nội công đầu tiên tu luyện gì đây cái này thủy kinh chú tần vũ tự nói rồi tùy ý chọn một bổn bí tịch thủy kinh chú đã nổi danh vài trăm năm trước nhưng hiện tại không có bao nhiêu người biến được công pháp tu luyện tần vũ theo phương pháp tu luyện ngồi khoanh chân bắt đầu tu luyện tu luyện nội công bước đầu tiên là cảm khí có thể cảm nhận tự hấp thu một lượng cực nhỏ cực nhỏ thiên địa linh khí thực tế người bình thường vô ý vẫn hấp thu thiên địa linh khí nhưng vì liều lượng quá ít căn bản không thể cảm nhận được tu luyện chính là hấp thu một cách có ý thức hấp thu nhiều hết mức có thể một lúc lâu sau tần vũ tâm đã loạn không kiên trì nổi khí cảm khí cảm liên gia ra nói thiên tư có tu luyện sẽ có khí cảm ta đã tu luyện một lúc lâu rồi sao chẳng thấy một chút khí cảm sắc mặt tần vũ tràn đầy vẻ bất lực ngồi khoanh chân lâu như vậy chân đã tê dần đứng lên hoạt động một lúc tần vũ lại tập thủy kinh chú tiếp sau hai ngày tần vũ ăn xong điểm tâm liền tiếp tục tu luyện tần vũ rất cố chấp hắn tiếp tục tu luyện thủy kinh chú từ ngày đầu tiên thực tế hắn cần cảm thụ được khí cảm mà các loại nội công bí tịch cơ bản không có khác biệt lớn cố chấp tần vũ lại ngồi khoanh chân trong đầu bắt đầu ảo tưởng khí lưu tại kinh mạch lưu chuyển sau đó tần vũ không suy nghĩ gì trong tâm tưởng toàn một mảng không minh cứ như thế đột nhiên tần vũ cảm thấy một luồng khí lưu cực mỏng trong thân thể lưu động hơn hai ngày kiên trì cuối cùng lúc này cũng thành công lập tức tâm trạng tần vũ kích động đồng thời trạng thái tĩnh lặng trong tâm khảm biến mất tần vũ không còn cảm thụ được khí lưu bình tĩnh bình tĩnh Tần Vũ tự nhủ, sau đó lại chiếu theo phương pháp thủy kinh chú tiến vào trạng thái vừa rồi, sau một lúc, quả nhiên Tần Vũ cảm nhận lại được một luồng khí lưu mỏng manh trong thân thể. Lúc này, Tần Vũ chiếu theo phương pháp của thủy kinh chú, bắt đầu để khí lưu tại kinh mạch vận hành một vòng, trong lúc lưu chuyển, Tần Vũ càng cảm nhận khí lưu tăng dần, sau khi vận chuyển xong một vòng, Tần Vũ khống chế luồng linh khí nhập vào trong đan điền. Theo giảng thuật trong bí tịch, khí lưu tiến nhập đan điền, có thể dễ dàng lưu lại đan điền. Nhưng sao lại thế này? sao đan điển của ta không thể lưu lại nội lực tần vũ choáng váng hắn phát hiện linh khí vận chuyển khắp nơi tới đan điển đột nhiên tiêu tán trở lại tự nhiên đan điển giống như trước đây trống rỗng xem ra lúc trước phong bá bà nói không sai đan điển của ta không giống với bình thường hoàn toàn không thể lưu nội lực tu luyện nội công tất cả đều phải chữ tồn nội lực trong đan điển đan điển của ta không thể lưu được luyện tập có gì hữu dụng đâu tần vũ lúc này cuối cùng đã hiểu các phương pháp tu luyện nội công trong thiên hạ tuy vô số mỗi loại một khác nhưng đều có một điểm tương đồng đó là tu luyện hấp thu chuyển hóa nội lực giữ lại khí hải huyệt cũng là trong đan điền đan điền vô pháp tích tụ nội lực tu luyện có tác dụng gì đột nhiên tần vũ vô y phát hiện cuốn tổ long quyết màu vàng trong đống nội công thư tịch này duy nhất chỉ có cuốn giấy vàng đó rất bắt mắt tần vũ với tay lấy tổ long quyết tổ long quyết rất mỏng chỉ có ba tờ nhưng trên giấy vàng chữ viết rất nhỏ ba tờ giấy vàng đó thực sự nội dung không ít Tần Vũ thử theo khẩu quyết tu luyện của Tổ Long Quyết, một lúc Tần Vũ cảm thấy một luồng khí lưu trong người, Tổ Long Quyết này quả nhiên lợi hại, hấp thu thiên địa linh khí so với lúc trước nhiều hơn rất nhiều, thêm vào tốc độ vận chuyển lại cực nhanh, tới lúc Tần Vũ đưa nội lực tồn trữ vào đan điền, tình huống tương tự lại lặp lại, đan điền dường như một cái phễu, đổ vào bao nhiêu nội lực lại ra bấy nhiêu, thật sự không thể giữ lại. Tần Vũ cười khổ, biết rằng không xong, nhưng sau đó hắn lại cười xem ra ta lại lười biếng rồi ta tưởng không cần khổ muốn tìm một phương pháp tu luyện nội công đan điển như cái phễu bao nhiêu nội lực vào thì ra bấy nhiêu làm sao tu luyện nội công đây nhưng nét mặt tần vũ vẫn có gì đó không vừa lòng trên thực tế tần vũ đã chuẩn bị nhận thất bại trước đây người nói hắn không thể tu luyện nội công là phong ngọc tử một trong ba thượng tiên tại sở vương triều một nhân vật như thế đã nói khả năng sai lầm chẳng mấy ngoại công bắt đầu từ hôm nay ta toàn lực tu luyện ngoại công trong mắt Tần Vũ lóe lên, nhìn 24 loại ngoại công bí tịch, Tần Vũ tươi cười, từ trước, tới nay tiềm long đại lục chưa có người luyện ngoại công đạt tới tiên thiên cảnh giới, có thể ta là người đầu tiên ngoại công đạt tới tiên thiên. Tần Vũ chỉ là một hài đồng 8 tuổi, tâm tính thực đúng trẻ con. Ngoại công đạt tới tiên thiên cảnh giới, chính xác là chưa từng thấy, cái cao thủ ngoại công tiên thiên cảnh giới, có gì lợi hại. Thật là một điều bí ẩn. Hai ngày sau đầu giờ ngọ, Tần Vũ ở trong thư phòng, Tần Vũ đang cầm một quyển sách, bình tĩnh đọc, gần bên Tần Vũ, có hai giá sách rất lớn, nhìn thoáng qua, trên hai giá sách đó ít cũng hơn một nghìn quyển các loại, Tiểu Hắc cũng chạy tới chạy lui trong thư phòng, quấy rối Tiểu chủ nhân của nó. Tam Điện Hạ, có tám người ngoại công cao thủ tới, có cả Vương Phủ Phó Tổng Quản Đại Nhân, nói là đưa ngoại công lão sư tới cho Tam Điện Hạ. Một bầy tôi đứng ngoài thư phòng, cung kính nói, ánh mắt tần vũ lập tức sáng lên bỏ ngay sách trong tay xuống tầm trạng hưng phấn lúc đầu hắn và liên ngôn nói đến việc này liên ngôn đã truyền tin nói với người trong vương phủ trấn đông vương tần đức biết được chuyện đặc biệt bố trí vài đại cao thủ trong quân doanh và ngoại công cao thủ tại ba quận đông vực cùng tới chờ hai ngày cuối cùng cũng tới khang an nhanh đi trước dẫn đường tần vũ hưng phấn ra lệnh vâng khang an lập tức cung kính đi trước dẫn đường tần vũ theo sau ra khỏi thư phòng đi về tây uyển Chương 7 ủng hộ kênh qua linhhalazy com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Tây Uyển cách ôn Tuyền không xa có một nơi gọi là luyện công trường. Đang có rất nhiều người tụ tập ở đó. Liên ba tám vị đại cao thủ ngoại công này mỗi người đều là nhất đẳng cao thủ. Bốn người đến từ quân đội còn lại, thì đến từ ba quận đông vực đều là cao thủ ngoại công rất lợi hại. Ngài nhìn ngân phát lão già kia chính là ưng chảo vương, còn nữa chỉ thấy phó tổng quản của vương phủ nhìn liên ngôn thao thao bất tuyệt, liên ngôn gật đầu nhìn sang tám đại cao thủ ngoại công mục quang quét qua những người đó đến ưng trào vương thì ngừng lại một chút luyện ngoại công hoặc chỉ luyện thủ chỉ luyện trào hoặc giả chỉ luyện cước pháp các bộ phận đó đối với thường nhân có sự bất đồng ví dụ như tu luyện trào công thì ngón tay thô đại có nhiều vết chai liên bá nhìn thoáng qua những chỗ đó ồ liên bá đột nhiên trong mắt sáng lên nhìn vào người đứng cuối cùng là một hắc y nhân có khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị Nam tử đó, không cường tráng cơ thể không giống những người khác phát triển bên ngoài tay không có vết chai, và nhiều thứ khác nữa nhìn qua căn bản không hề giống một cao thủ ngoại công. Mục quang của liên bá dừng lại hai ba giây trên thân của H. Y Nam tử. H. Y Nam tử với bộ mặt nghiêm nghị nhìn thẳng, vào mắt của liên bá trong mắt của hắn đột nhiên bạo phát một tia sáng, như thiểm điệm. Triệu Vân Hưng. Thì ra ra chính là triệu tướng quân, vương gia đã thỉnh triệu tướng quân tới đây nếu tiểu vũ, quả như có thể bái tướng quân làm sư phụ sau này, nhất định không khó để trở thành cao thủ. Liên bá cười nói nhìn sang triệu vân hưng nói rành mạch từng câu. Triệu vân hưng sắc mặt vẫn lạnh lùng, vương gia đã nói tam điện hạ sẽ tự chọn sư phụ đều tùy vào nhãn quang, của điện hạ liên tiền bối không nên âm thầm để tỉnh điện hạ, nếu không cho dù có chọn đúng vân hưng vân hưng cũng không thể nhận làm đệ tử. Điều đó tự nhiên ta hiểu. Tất cả nhất thiết đều do tiểu vũ tự chọn. Liên ngôn gật đầu cười nói, tám đại cao thủ ngoại công này đều vô cùng lợi hại bất cứ người nào về ngoại công cũng đều đã tu luyện đến cảnh giới của nhất đại tông sư tần vũ chọn ai cũng tốt cả không khác nhau nhiều lắm bất quá trong lòng liên ngôn âm thầm có sự đãi ngộ mong tần vũ chọn đúng triệu vân hưng vì liên ngôn biết rằng triệu vân hưng quả thực rất lợi hại một lát sau bên ngoài vang lên tiếng bước chân tần vũ thần sắc hưng phấn đang bước vào nhìn sang bắt đại cao thủ tần vũ tức thì hai mắt sáng lên tiểu vũ đây chính là tám vị đại cao thủ ngoại công đã được tuyển chọn con hãy chọn một người làm sư phụ của con. Liên ngôn cười nói. Tần Vũ cẩn thận quan sát từng người một. Bát đại cao thủ đều vai hùng lưng gấu chỉ cánh tay thôi đã to lớn bằng Tần Vũ, rồi. Cánh tay đó mà đánh xuống thì Tần Vũ không thể hoài nghi uy lực. Tức thời trong lòng Tần Vũ rất hưng phấn. Chọn một người. Tại sao lại không được chọn cả tám người hà ra ra? Tần Vũ quay sang liên ngôn hai mắt nhớn lên nghi hoặc hỏi. Liên ngôn ngạc nhiên tám đại cao thủ bao gồm cả Triệu Vân Hưng, đều chố mắt nhìn tựa như đang cố nhịn cười, Khụ, liên ngôn ho khan một tiếng sau đó, cẩn trọng nói với tần vũ tiểu vũ à luyện công không như đọc sách. Đọc sách có thể có nhiều vị sư phụ nhưng học võ công thì không giống như vậy. Nếu như đồng thời học nhiều loại nội công thì có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà con học ngoại công cơ mà. Tần vũ đáp trả. Ngoại công cũng không khác, là bao ngoại công chuyên luyện thân thể để thân thể có thể đột phá cực hạn. Mỗi cao thủ ngoại công, đều có những phương pháp khác nhau phải trải qua vô số thế hệ tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, mới có thể bảo chứng được sự rèn luyện của thân thể. Vì vậy, nếu như con đồng thời học nhiều vị sư phụ sẽ có nhiều phương pháp khác nhau nên lên ngôn, cúi đầu khẽ thở dài ý tứ hiển nhiên đã rõ ràng. Ngoại trừ những nguyên nhân trên còn có một nguyên nhân trọng yếu khác, bản thân tám người này tự họ không ai nguyện ý có chung một đệ tử cả. Đoạn nhìn sang nam tử nọ và những người kia khẽ cười. Tám người này đều là cao thủ ngoại công đạt mức tông sư ai ai trong tâm lý, cũng kiêu ngạo làm sao nguyện ý cùng nhau nhận một đệ tử được. Bất quá khi nghe Tần Vũ nói tất cả đều không để tâm lắm vì nó mới chỉ là một hài tử 8 tuổi con đã minh bạch rồi tần vũ gật đầu đột nhiên trong mắt tần vũ lóe lên một tia giảo hoạt liên ngôn tức thì trong lòng máy động lão biết rằng tần vũ tuy tâm tính thiện lương nhưng thường hay hí lộng người khác các cận vệ trong vân vũ sơn trang cũng đã hứng chịu không ít khổ sở tám vị thúc thúc ba bá nghe liên gia gia nói rằng các vị đều là cao thủ ngoại công được tuyển chọn để trở thành sư phụ của cháu nhưng trước khi các vị biểu diễn công phu thì làm sao cháu lựa chọn được tần vũ chớp mắt nhìn sang tám vị đại cao thủ ngoại công lẽ nào họ lại không hiểu không biểu diễn trước thì làm sao lựa chọn? Ha ha, nói hữu lý lắm, ta sẽ biểu diễn trước, man đống ta phải biểu diễn gì đây nhỉ? Ta có rất nhiều tuyệt kỹ có thể sử dụng. Đại hán to lớn nhất trong tám người bước tới phía trước, trong thay cầm một độc cước đồng nhân, suy nghĩ một chút rồi cười nói, được rồi, ta sẽ biểu diễn khí lực. Man đống đặt độc cước đồng nhân xuống đất, mắt nhìn quanh Tây Uyển, rồi dừng lại trên một cự thạch dùng để trang trí cao khoảng nửa thân người, trọng lượng ước chừng khoảng nghìn cân. Man đống đi lại gần đó, hai tay vòng qua hai bên ôm cự thạch, hay man đống hét lên một tiếng tần vũ đột nhiên thấy từ mũi của hắn thở hắt ra một luồng khí chỉ nhìn thấy hai tay cơ bắp cuồn cuộn chung điệp trồng lên nhau giống như điều khắc bằng nham thạch trong đó ẩn chứa thần lực kinh hồn lên man đống lại hét lên một tiếng thật lớn cả khối cự thạch khổng lồ đó đã bị hai tay hắn nhấc lên tần vũ trợn mắt há hốc mồm cự thạch nặng đến ngàn cân man đống có thể nâng được nó lên quá đầu quả thật thần lực kinh nhân lực tay hắn tuyệt đối có thể cử hơn ngàn cân nâng cự thạch lên cao quá đầu rồi lại hạ xuống Man đống trụ tấn trầm ổn, xuất song thủ giữ chặt cự thạch ở phía trước. Khi cự thạch hạ xuống có thể thấy thân trên của man đống, vẫn vững vàng trước một trọng lượng như vậy, sức mạnh của hắn quả thật không phải bàn cãi. Lợi hại quá! Tần Vũ mở lớn hai mắt nhìn. Man đống cười ha ha, tựa như không để tâm nói, một tay của man đống có thể nâng khoảng 800 cân, hai tay hợp lại có thể nâng hơn nghìn cân. Man đống thiên sinh thần lực, chính là một trong tam đại cao thủ ngoại công của liệt hổ quân, có danh hiệu là man hùng lợi hại lợi hại còn ai nữa không tần vũ lúc đó rất hưng phấn nhìn thấy màn biểu diễn đó bảo sao nó không hưng phấn được nó tưởng tượng sau này mình cũng có được sức mạnh như vậy nên càng hưng phấn có điều tần vũ không biết là man đống thiên sinh thần lực tần vũ muốn luyện thành trình độ đó thì thập phần gian nan một nam tử cao gầy mũi ưng bước lên nói ta tu luyện thiết sa trưởng tần vũ nhìn vào tay của nam tử đó quả nhiên khác hẳn với thường nhân ra tay xù xì thô giáp thậm chí có chỗ còn chuyển sang màu xanh nam tử mũi ưng bước tới tảng đá gần đó, đột nhiên đánh ra một trường. Tảng đá tức thì chấn động phát ra một tiếng lớn, sau một trường đó thì vỡ ra thành hơn chục mảnh. Trường đó quả thật kinh thế hãi nhân. Tần Vũ nhìn sang lão đại, thực sự chấn kinh khi nhìn thấy nam tử mũi ưng thi triển công lực. Nếu như trường đó mà đánh vào thân người, ai có thể chịu nổi? Chương 8 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Tần Vũ vẫn nghi hoặc, nhìn sang tám người, mỗi người tu luyện ngoại công đều đã đạt đến cấp tông sư một phái ai ai, cũng có thực lực cường hãn, đối địch với hậu thiên cao thủ cũng có thể thủ thắng. Có lẽ chỉ tiên thiên cao thủ mới có thể kiểm chế được họ. Với trình độ ngoại công này tay chân đều cứng như thép còn lợi hại hơn cả binh khí, ra chiêu có thể tan vàng nát đá. Bất quá khi tu luyện ngoại công không chỉ cần nỗ lực mà còn phải cần chút thiên tư. Tại đông vực có đến hơn trăm vạn người nhưng để tu luyện đến cảnh dưới đó, thì cũng chỉ có khoảng 10 người tần vũ mở to mắt cẩn thận nhìn, mỗi cao thủ ngoại công đều đang tự biểu diễn tuyệt chiêu. Bồng, ngân phát lão giả dùng trào thủ nắm trong tay vài mảnh vỡ của thanh thạch, chỉ thấy ngũ chỉ dụng lực tức thì khối thanh thạch nát vụn thành phấn. Sau đó ngân phát lão giả lãnh ngạo quay về vị trí, nhẹ giọng nói, ưng trào công. Đây là vị cao thủ thứ sáu biểu diễn. Một nam tử đầu chọc bước lên, từ trên thân trần tựa hồ như có một tia kim quang lưu động. Thiết thối công. Nam tử đầu chọc cười nhẹ nói, sau đó huy động chân. Hô, không khí tức thì dao động phát ra âm thanh, một cỗ khí lưu trùng trùng phát ra nhắm vào phía trên của thanh thạch kích tới, thanh thạch tức thì bị lăn ra xa. Chỉ bằng vào tốc độ khủng bố, do chân huy động sản sinh ra khí lưu có thể khiến tảng đá lăn xa vậy, nếu như một cước đó chúng phải thân người thì kết quả sẽ ra sao? Lợi hại, Tần Vũ trong lòng tự nói, sau đó nhìn sang vị cao thủ cuối cùng là Hắc Y nam tử có khuôn mặt lạnh lùng. Hắc Y nam tử này chỉ lạnh lùng nhìn các cao thủ khác biểu diễn ngoại công, trong mắt không hề có biểu hiện gì cả. Tại sao ngươi không biểu diễn? Tần Vũ nhìn sang Hắc Y Nam Tử, không nhịn được hỏi. Triệu Vân Hưng lắc đầu thờ ơ nói: Ta chào công không bằng ơn chào vương, khí lực không bằng man đống, thối công không được như vị huynh đệ này, vì sao phải xấu mặt biểu diễn? Tần Vũ nhất thời ngây ra. Nhưng ngươi phải có tuyệt chiêu gì chứ? Tần Vũ nhìn sang Hắc Y Nam Tử, trong lòng muốn từ dị biệt trên thân thể mà tìm ra tuyệt chiêu của hắn, nhưng Tần Vũ đã thất bại. Nó không thể tìm thấy một điểm đặc thù nào cả. Tuyệt chiêu triệu vân hưng cười nhạt sau đó nhìn sang tần vũ trong mắt lóe lên một tia hàn ý lạnh lùng nói đã là tuyệt chiêu thì chỉ đến thời khắc tối hậu sát nhân mới thi triển có điều nếu như ta trở thành lão sư của người ta cũng không thể dạy cho ngươi tuyệt chiêu sát nhân tần vũ không bị khí thế của triệu vân hưng áp đảo nghi hoặc hỏi lại ngươi không thể dạy ta tuyệt chiêu vậy ngươi sẽ dạy ta cái gì tu luyện thân thể triệu vân hưng nhẹ giọng tần vũ đột nhiên nở một nụ cười tốt ta chọn ngươi Triệu Vân Hưng sắc mặt bất giác xuất hiện một tia kinh ngạc, cả bảy đại cao thủ ngoại công kia cũng nhìn vào Tần Vũ, không thể hiểu được vì sao Tần Vũ không chọn mình, thay vào đó lại chọn người chỉ nói một câu tu luyện thân thể. Tốt lắm, Tam Điện Hạ đã có sự lựa chọn, từ hôm nay Triệu Vân Hưng sẽ là lão sư của Tam Điện Hạ. Lý Phó Tổng Quản cao giọng nói, bảy cao thủ ngoại công kia đều kinh dị nhìn vào Tần Vũ. Man đống giọng sang sảng, Tam Điện Hạ, tại sao lại không chọn ta? ta có thể khiến điện hạ có được khí lực như đại ngưu cầm đại phủ thì chỉ cần một chiêu chém xuống là đủ lấy mạng địch nhân nhìn sang bảy đại cao thủ ngoại công phía trước trên môi tần vũ nở một nụ cười bí hiểm hắc hắc đấy là bí mật lúc đó triệu vân hưng bước lại gần nhìn tần vũ trên mặt có một chút tiếu ý đoạn hỏi ta cũng rất muốn biết vì sao lại chọn ta làm lão sư tam điện hạ có thể nói cho ta biết nguyên nhân tần vũ lắc đầu đắc ý nói ngốc quá chuyện đó làm sao mà nói ra được các ngươi đều ngốc cả Nói rồi chuyển thân rời khỏi, Liên Ngôn đi bên cạnh, bước lại gần Tần Vũ hỏi: "Tiểu Vũ, tại sao con lại chọn Triệu Vân Hưng?" Tần Vũ lập tức thần bí thì thầm với Liên Ngôn: "Liên Gia Gia, để con nói cho Gia Gia biết." Khi nhìn vào thần thái của họ trong tám người thì Triệu Vân Hưng đứng cuối cùng không ai dám lại gần. Hơn nữa khi Triệu Vân Hưng nhìn những người khác biểu diễn tự hồ như không quan tâm. Với cả Liên Gia Gia người nhìn, vào mắt của Triệu Vân Hưng sẽ thấy có sự khác biệt với những người khác hi hi. Nói xong, Tần Vũ chạy khỏi Tây Uyển trong mắt của tám đại cao thủ ngoại công hiện vẻ kinh dị bản thân họ là những cao thủ nên thính lực tất nhiên vô cùng linh mẫn đã nghe toàn bộ những lời tần vũ nói tam điện hạ tâm tư quả nhiên cẩn mật có lẽ cuối cùng ta cũng có thể thu nhận một đệ tử bất quá không biết nghị lực như thế nào triệu vân hưng trong mắt xuất hiện một chút tiếu ý bảy đại cao thủ trong lòng hiển nhiên đều rất thán phục sự thông tuệ của tam điện hạ triệu tướng quân thuộc hạ phải trở về quân doanh Man Đống chính là một trong tam đại cao thủ ngoại công của liệt hồ quân cung tay nói, thần thái vô cùng tôn kính xuất phát từ nội tâm. Về phần triệu tướng quân mà nói thì có thể ngang hàng với các tiên thiên cao thủ, trong quân đội không có ai giống như triệu tướng quân. Triệu huynh, chúc mừng huynh đã thu nhận được cao đồ, bọn ta phải cáo từ. Ưng trảo vương và những người khác vòng tay cung kính nói. Nội công cao thủ có xếp hạng nhưng ngoại công cao thủ cũng có sự xếp hạng toàn bộ tiềm long đại lục có rất nhiều cao thủ ngoại công trong đó triệu vân hưng là nhân vật đặc biệt có thể xếp vào cấp đế vương được các cao thủ ngoại công khác tôn kính hơn nữa triệu vân hưng về phương diện điều binh khiển tướng cũng rất lợi hại trấn đông vương tần đức đã để triệu vân hưng ở lại một năm để dạy dỗ tần vũ lúc đầu đã làm cho từ nguyên kinh dị không thôi ngày thứ hai tại luyện công trường rộng lớn trong vân vũ sơn trang triệu vân hưng mặc võ phục hát y cô ngạo đứng đó một cử động cũng không có lão sư Tần Vũ mặc võ phục hào hứng chạy đến trước Triệu Vân Hưng, cung kính nói. Triệu Vân Hưng khẽ gật đầu rồi nói, từ 6 giờ sáng phải có mặt tại luyện công tràng, bây giờ đã là 8 giờ. Ngươi đã đến muộn nên ta phạt ngươi chạy từ Vân Vũ Sơn Trang xuống núi, sau đó lại từ dưới núi chạy về Vân Vũ Sơn Trang. Tần Vũ ngạc nhiên, tức thì phẫn nộ nói, lão sư, đây mới là lần đầu tiên, trước đây người không hề nói với ta là phải đến trước 6 giờ. Thực hiện mệnh lệnh của ta, không được hoài nghi. Điều ngươi cần làm là chấp hành, Triệu Vân Hưng hai mắt lạnh lùng nhìn Tần Vũ không hề có chút nhượng bộ. Tần Vũ cắn môi, lập tức nói, vâng, lão sư. Nói xong bắt đầu chạy. Vân Vũ Sơn Trang ngự tại bên dốc Đông Lam Sơn. Từ Vân Vũ Sơn Trang đi xuống núi khoảng trên dưới 2.000m, cả đi cả về là 4.000m, hơn nữa lúc về lại phải đi lên núi nên càng khó khăn, căn bản không phải là thứ mà một hài đồng 8 tuổi có thể chịu được. Triệu Vân Hưng nhìn Tần Vũ bắt đầu chạy trên miệng xuất hiện một chút tiếu ý, khẽ gật đầu sau đó lại khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Triệu Vân Hưng cũng lập tức theo sau ngay khi Tần Vũ bắt đầu chạy. Triệu Vân Hưng bước chân nhẹ nhàng, cả người như một cơn gió, mỗi bước vượt vài mét theo sau Tần Vũ. Tần Vũ trong mắt loe sáng, mím môi chạy. Trước đây nó thường đi lên núi, đã từng chạy từ Vân Vũ Sơn Trang lên đến đỉnh, mỗi lần cũng hơn hơn 1.000 mét. Điều này làm cho sức chịu đựng của Tần Vũ rất tốt. Thêm vào đó tại Vân Vũ Sơn Trang thường xuyên ngâm mình trong ôn tuyền nên thân thể khỏe mạnh bền bỉ hơn xa những đứa trẻ cùng tuổi chạy được khoảng 2.000m, vì là hạ sơn nên Tần Vũ không phải phải cố gắng lắm. Chạy hơn 2.000m thì nó chỉ hơi thở mạnh. Tần Vũ quay đầu ngoái lại rồi lại tiếp tục chạy về. Xuống núi dễ, lên núi mới khó. Chạy được khoảng trăm mét Tần Vũ đã cảm thấy hô hấp vô cùng khó nhọc, mỗi bước tiến thêm đều cố toàn lực. Tần Vũ cảm thấy cơ chân như nhũn ra, mỗi bước đi đều phải rất cố gắng nhưng Tần Vũ vẫn cảm giác được Triệu Vân Hưng đang theo ngay bên cạnh mình, Tần Vũ là đứa cứng cỏi lại cố chấp cao ngạo, nên cắn chặt hàm răng lại rồi tiếp tục kiên trì. Đã đến cực hạn hô hấp khó khăn, lồng ngực nhấp nhô liên tục cố hấp thu thêm dưỡng khí. Người không tốt chăng? Đạt đến sinh lý cực hạn, Tần Vũ cảm thấy vô cùng thống khổ, phụ vương. Nghĩ đến phụ thân, Tần Vũ lại cắn chặt răng kiến trì tiến tới. Càng ngày càng thống khổ, thậm chí Tần Vũ cảm thấy bản thân có thể chết đi bất cứ lúc nào nhưng đột nhiên, như đã vượt được qua đỉnh cao, Tần Vũ cảm thấy hô hấp dễ dàng hơn, vượt qua được sinh lý cực hạn tần vũ bắt đầu duy trì trạng thái tiếp cận với cực hạn chạy thêm hơn một nghìn mét tới lúc thấy được đại môn của vân vũ sơn trang tần vũ đã đạt đến sinh lý cực hạn lần thứ hai đã về vân vũ sơn trang rồi tần vũ trong lòng cảm thấy thoải mái có thể dừng lại nghỉ nhưng chạy thẳng đến luyện công trường phía sau thanh âm lạnh lùng của triệu vân hưng vang lên triệu vân hưng hơi thở không chút khó khăn thậm chí giọng nói cũng không chút thay đổi thường nhân khi lên núi thì thờ hồng hộc gấp gáp nhưng hắn thì không có một điểm gì biến hóa cả hộc hộc tần vũ không nói gì cả chỉ thờ dốc chạy thẳng đến luyện công trường khi đến luyện công trường tần vũ cảm thấy hai chân đã phát nhuyễn không chịu được liền ngồi xuống đứng lên không được ngồi triệu vân hưng thân hình chấp động đã xuất hiện trước mắt tần vũ nhẹ nhìn tần vũ sắc mặt so với lúc lên xuống núi cũng không chút thay đổi tần vũ trong lòng xuất hiện một luồng ngạo khí cố giữ cho mình đứng yên quay sang nhìn triệu vân hưng triệu vân hưng gật đầu nói có thể chạy tới đây ngươi cũng đã cảm nhận được cực hạn sinh lý tốt lắm kể từ hôm nay ngươi sẽ chính thức là đệ tử của triệu vân hưng này triệu vân hưng ý tứ đã rõ ràng nếu như quả thật tần vũ không thể chạy được triệu vân hưng sẽ trực tiếp lý khai không dạy dỗ tần vũ nữa tần vũ chỉ nhìn sang triệu vân hưng không phải nó không muốn nói chỉ là lúc này căn bản nó không thể nói ra hơi đây là lần đầu tiên nó chạy kịch liệt thế này đã là ngoại công, dù thiết gia trưởng hay thiết thối công hoặc những thứ khác đều luyện một bộ vị trên thân thể, làm cho cứng như thép, lực công kích kinh nhân, cũng đều là phương pháp công kích. Bất kể là loại ngoại công nào, thân thể chính là căn bản, thân thể là cơ sở. Tốc độ nhanh như chớp, lực cử ngàn cân chính là tu luyện ngoại công, dù bá vương thần quyền hay thiết thối công muốn lợi hại thì phải chịu lao lực. Triệu Vân Hưng quả quyết. Tần Vũ lúc này đã bớt thở gấp, nghe Triệu Vân Hưng nói liền hỏi: "Lão sư, con đã minh bạch rồi." thân thể là cơ sở thân thể như một khối ngọc điều khắc thế nào thì ra thế đó thân thể yếu đuối như một khối ngọc bị lẫn tạp chất không tốt cho dù tay nghề cao siêu thì cũng không thể trở thành ngọc tốt triệu vân hưng trên mặt hiện lên một nụ hiếm hoi nói tốt lắm hiểu là tốt ta chỉ có thể dạy dỗ ngươi trong thời gian một năm trong một năm đó ta sẽ rèn luyện thân thể ngươi về các phương diện lực lượng tốc độ sự mềm dẻo tính bạo phát khả năng chịu đòn làm cho thân thể ngươi không ngừng thay đổi còn phương pháp công kích, ta không thể dạy ngươi, ta chỉ huấn luyện ngươi cách rèn luyện nên một thân thể hoàn mỹ. Cách sử dụng bản thân để tấn công người khác, sát nhân ngươi đều phải tự lĩnh ngộ. Phương pháp huấn luyện của ta là phương pháp huấn luyện cực hạn. Chạy được một lúc ngươi đã cảm thụ được sự tồn tại cực hạn sinh lý, nhưng so với huấn luyện của ta thì điều đó chỉ là trò trẻ con. Đương nhiên ngươi có thể bỏ cuộc, ngươi bỏ cuộc thì ta càng thoải mái, những binh sĩ của ta tất nhiên kiên cường hơn một đứa hài đồng như ngươi. Triệu Vân Hưng lạnh lùng nhìn Tần Vũ nói, trong mắt tần vũ hiện lên vẻ kiên định cực hạn tần vũ cảm thấy bản thân thực sự thích cái cảm giác khi vượt qua cực hạn đúng vậy thích lão sư bắt đầu thôi tần vũ ngang nhiên nhìn vào triệu vân hưng triệu vân hưng hai mắt hơi nhướn lên kinh dị khi thấy tâm tính kiên cường của đệ tử trên mặt hiện lên một nụ cười mãn ý nhưng tần vũ đột nhiên hiện lên vẻ khổ sở hai mắt nhìn sang triệu vân hưng liên tục nói lão sư à có thể cho con nghỉ được không chạy một quãng dài như vậy con mệt quá trước tiên con sẽ uống nước, sau đó ngâm mình trong ôn tuyển, rồi để ông ra ra xoa bóp cơ thể và các bắp thịt. Triệu Vân Hưng như hóa đá, trên mặt đanh lại. Lúc này khó có thể hình dung được tâm trạng hắn tốt không, chỉ là hắn không biết là nên cười hay nên khóc nữa. Chương 9 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Trước khi huấn luyện ta phải nói cho ngươi hiểu rõ tinh túy trong phương pháp huấn luyện của ta. Một năm sau khi ta phải quay về ngươi cứ chiếu theo tinh túy trong công pháp huấn luyện mà tiếp tục luyện tập, triệu vân hưng lạnh lùng nhìn sang tần vũ nói nghe thấy hai từ tinh túy tần vũ hai mắt sáng lên liền tập trung tinh thần để nghe giảng phóng mắt nhìn khắp thiên hạ thì phương pháp luyện ngoại công có vô số nhưng đại đa phần các phương pháp đó đều phải tu luyện từng bộ phận cơ thể triệu vân hưng điểm tĩnh giảng thời khắc đó hắn phảng phất trông như một bậc đế vương đứng trước giang sơn khi phê bình các phương pháp tu luyện ngoại công khác tần vũ ngươi phải nhớ cho kỹ khi tu luyện ngoại công tất phải nghiên cứu thấu y đạo triệu vân hưng nhìn sang tần vũ nhấn mạnh y đạo tần vũ trong lòng cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn ghi nhớ lại trong lòng triệu vân hưng tiếp tục nói tại sao con người phải tu luyện thứ nhất là để trường thọ thứ hai là để tăng cường lực công kích của bản thân những người tu luyện ngoại công thì tưởng là tay chân cứng như kim cương và đích xác là họ đã đạt được điều đó có điều quyền đầu có cứng thế nào thì cũng đâu thể ngạnh tiếp được chiến đao chế luyện từ huyền thiết tần vũ hai mắt nhíu lại huyền thiết rất là chân quý khi luyện thành vũ khí thì đích thực lợi hại hơn sao vũ khí luyện từ thép thường huyền thiết chiến đao lại càng lợi hại tuyệt đối có thể hơn quyền cước của cao thủ ví dụ như man đống có thể luyện đến mức cực cao của lực lượng khí lực là vô cùng cơ thể khỏe mạnh nhưng tốc độ thì lại ngược lại rất chậm chạp ta chỉ cần dùng chùy thủ là có thể áp sát rồi cắt cổ triệu vân hưng lạnh giọng trên thân tự nhiên phát xuất một luồng sát khí thời khắc đó tần vũ căn bản không hề hoài nghi lời của triệu vân hưng hai mắt sáng lên lắng nghe triệu vân hưng nói như nuốt từng lời nghiên cứu y đạo thì có thể hiểu được cấu tạo cơ thể và tự nhiên sẽ biết được công dụng của chúng. Nếu như chỉ tập trung huấn luyện một thứ sẽ cho kết quả không tốt. Lực lượng thì lớn nhưng tốc độ chậm chạp. Hoặc giả tay chân mạnh mẽ nhưng thân thể lại không linh mẫn. Tốc độ nhanh nhưng thân thể cũng phải đạt trình độ cường hãn tương đương Triệu Vân Hưng điểm đạm nói. Tần Vũ thời khắc đó hoàn toàn minh bạch được ý tứ của Triệu Vân Hưng, lập tức hưng phấn nói, lão sư con đã minh bạch rồi, phải luyện tập tất cả các bộ phận để có cơ thể hoàn hảo. Không, triệu vân hưng lắc đầu nói nếu muốn luyện tập toàn bộ cơ thể thì ngươi không thể luyện được tần vũ ngạc nhiên toàn thân cơ nhục có rất nhiều và muốn luyện toàn bộ quả thật là rất khó cần phải trải qua kinh nghiệm thực tiễn và biết bao thế hệ đã nghiên cứu tìm tòi mong có thể thực hiện được điều này hơn nữa cho dù đã có biện pháp thì ngươi cũng không thể thực hiện được muốn sở hữu cả cương nhu trong cơ thể thì ngoại công không như vậy không thể chỉ luyện tập mà thành giống như là ngươi không thể đọc được nếu không suy nghĩ bất cứ luyện tập thế nào thì cuối cùng cũng không thể phân phối tinh lực được khiến mọi sự đều không thành triệu vân hưng lắc đầu nói tần vũ vẫn mơ hồ luyện tập một bộ phận không phải luyện tập toàn thân cũng không phải vậy thì phải luyện tập thế nào mới đúng một thân thể hoàn mỹ thì lực lượng phải mạnh tính linh động phải tốt lực bạo phát phải mạnh mẽ tốc độ phải nhanh chóng khả năng chịu đựng phải bền bỉ Triệu Vân Hưng nói ra một loạt các yêu cầu khiến Tần Vũ nhất thời ngây ra, với những yêu cầu như vậy thì phải tu luyện như thế nào? Triệu Vân Hưng nhìn thấy khuôn mặt kinh hãi của Tần Vũ liền nở một nụ cười hiếm hoi, không phải lo lắng, ta tự có biện pháp để huấn luyện ngươi. Tần Vũ đột nhiên liên tưởng đến ưng chảo vương hoặc thiết thối cao thủ. Một chảo đó có thể dễ dàng khiến cho đá phải nát vụn thật là một chỉ lực thực sự khủng khiếp, nhưng chẳng phải là Triệu Vân Hưng đã giải thích lý do tại sao phải huấn luyện cục bộ. Lão sư, tại sao ưng chảo công không luyện cả chảo và cước? tần vũ hỏi lại triệu vân hưng nghe tần vũ hỏi vậy rất cao hứng liền đáp tần vũ người nói hữu lý lắm ví như công phu ưng trảo công hoặc thiết xa trưởng phải tu luyện năng lực thì tất nhiên phải luyện chỉ lực nhưng ngoại trừ thứ đó ra thì còn phải thường xuyên sử dụng dược tử để cho hai tay hấp thu dược lực của dược tử không lúc nào ngừng khiến cho thủ trưởng cứng như thép tần vũ nghe vậy bèn gật đầu nó đã hiểu qua phương pháp tu luyện ngoại công chính là không ngừng tu luyện lực lượng đồng thời bên ngoài thì dùng dược tử để cho thủ trưởng trở nên cứng cáp và nhiều thứ nữa luyện tập như vậy đơn giản chỉ là sự ngu ngốc triệu vân hưng đột nhiên mắng chửi thái độ đối với các phương pháp huấn luyện đó rất là khinh thị lão sư ưng trào công vô cùng lợi hại tại sao lại là sự ngu ngốc tần vũ ý nghĩ thành thục hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi mặc dù chỉ là một đứa bé nhưng nó đã thấy ưng trào công và thiết xa trưởng vô cùng lợi hại nên không thể hiểu được ý tứ của triệu vân hưng triệu vân hưng kiêu hãnh nói ưng trào công thiết xa trưởng sử dụng dược tử thậm chí cả độc tính để làm cho da biến thành cứng rắn, chịu cảm giác đau đớn đơn giản chỉ để trở thành một thứ hộ thủ. Tần Vũ, ngươi nhìn ta đây. Triệu Vân Hưng đưa tay phải ra, tay phải của hắn vẫn bình thường thậm chí còn có cảm giác mềm mại. Chỉ thấy một đạo bạch quang lóe sáng, không thể biết được tại sao trên tay Triệu Vân Hưng lại xuất hiện một đôi hộ thủ, triệu vân hưng lạnh lùng nói hộ thủ này làm từ tơ thiên tầm tuy rằng nó rất chân quy khác hẳn với phàm vật ở chỗ đã được kết hợp với huyền thiết nhưng chỉ cần thời gian lâu ngày là có thể sở hữu được tần vũ sinh ra tại vương phủ tự nhiên hiểu rất rõ có rất nhiều vật phẩm kết hợp với cương thiết bình thường hộ thủ bằng tơ thiên tầm này kết hợp với huyền thiết thì quả thật có không nhiều bất quá vẫn không thể được gọi là bảo vật bảo vật chính là để gọi tất cả những thứ thu hoạch được từ trong hồng hoang vô biên ví như trong hồng hoang vô biên có rất nhiều yêu thú vô cùng lợi hại mỗi yêu thú đều có thể sánh ngang với tiên thiên cao thủ thậm chí có khi còn lợi hại hơn cả thượng tiên những bộ phận của chúng như da lông hoặc móng vuốt sừng đều chính là bảo vật cao cấp tơ thiên tằm mềm dẻo vô cùng lại có thể bền chắc hơn cả trào thủ của ưng trào vương triệu vân hưng cầm một khối đá lên tay phải dụng lực chỉ thấy khối đá đã tan thành bụi phấn thậm chí so với ưng trào vương còn lợi hại hơn Triệu Vân Hưng nhìn sang Tần Vũ nói, Tần Vũ, chỉ lực của ta không yếu hơn ưng trào vương. Chỉ lực thì phải tu luyện, nhưng không cần thiết phải biến ra thịt của bản thân thành cứng rắn, ngươi đã minh bạch ý tứ của ta chưa? Tần Vũ gật đầu nhưng lại nghi hoặc hỏi lại, lão sư, ý của người là có thể dùng hộ thủ để bảo hộ thủ trưởng, không cần giống như luyện ưng trào công hoặc thiết Sa trưởng khiến ra thịt biến dạng, nhưng mà luyện như vậy có lợi gì? Còn thân thể thì sao? Chẳng nhẽ con phải mặc khải giáp khi đối phó với địch nhân, triệu vân hưng hai mắt sáng rực gật đầu tán thưởng dạy dỗ một đệ tử thông tuệ thế này quả thật rất thoải mái nhiều việc chỉ cần nói một lần đã hiểu để bảo hộ thủ trưởng không để thủ trưởng hoàn toàn cương hóa khi công kích thì tay có thể cầm đao cầm kiếm kiếm và sử dụng các loại vũ khí đó sẽ bảo hộ được thủ trưởng phải giữ cho xúc giác của tay được bảo trì ở trạng thái hoàn mỹ nhất chính là mục đích tu luyện của cao thủ thậm chí có rất nhiều cao thủ ngâm tay trong sữa hàng ngày để giữ trạng thái hoàn mỹ của xúc giác triệu vân hưng trả lời tần vũ lập tức cảm thấy bất ngờ khi công kích thì có thể sử dụng vũ khí đao kiếm đều cần bàn tay sử dụng khi xúc giác ở vào trạng thái hoàn mỹ thì hoàn toàn không cần cương hóa thủ trưởng để xúc giác và thủ trưởng tương hỗ thì tự nhiên có thể khống chế sự chính xác khi xuất đao kiếm khi sát nhân thì không cho phép có một chút bất cẩn đối với chân thì lực bạo phát phải mạnh tốc độ phải nhanh hơn nữa phải rất linh mẫn bất kể là chiến đấu với cao thủ hay đang ở trong thiên quân vạn mã nếu hai chân có thể đạt tới tốc độ cực nhanh độ linh mẫn đạt tới mức tối cao thì thậm chí ngay cả trong thiên quân vạn mã cũng có thể không bị thương tổn triệu vân hưng nói chân chính là yếu tố quyết định thân pháp của mỗi cá nhân tốc độ lực bạo phát và phản ứng linh mẫn đương nhiên là điều trọng yếu tần vũ thời khắc đó rất hưng phấn tha hồ tự tưởng tượng ra cảnh mình di chuyển liên tục giữa thiên quân vạn mã đưa tay là có thể sát địch mà địch nhân không thể đụng vào một sợi tóc của bản thân đối với thân pháp và tốc độ thì chân là vô cùng trọng yếu tay thì phải có tốc độ cực nhanh và có sự linh hoạt sức mạnh không được như chân thì có thể sử dụng vũ khí để công kích chân thì khác cơ bắp bản thân ở chân cường đại hơn ở tay nên lực công kích cực lớn hơn nữa thân pháp quyết định bởi sự di chuyển cả hai chân đều phải trầm ổn đối với thân trên thì phải giữ được trọng tâm cơ thể ngày huấn luyện thứ nhất triệu vân hưng đã truyền cho tần vũ hiểu được phương pháp huấn luyện tinh túy tối cơ bản của bản thân và những nguyên lý tối cơ bản Tần Vũ lắng nghe cẩn thận, mỗi lời nói của Triệu Vân Hưng đều khắc sâu trong trí não. Chương 10 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Trao đổi một lúc, Tần Vũ đã hoàn toàn hiểu nguyên lý huấn luyện của mỗi lão sư, đồng thời Tần Vũ càng bội phục Triệu Vân Hưng hơn, hắn hoàn toàn xác định nếu theo phương pháp tập luyện của Triệu Vân Hưng, tuyệt đối luyện ra một thân thể hoàn mỹ, sức mạnh, tốc độ, linh mẫn, thêm vào sự hài hòa hoàn hảo. Thợ muốn lành nghề, tất phải có đồ tốt luyện tập một thân thể hoàn mỹ, sau này lại huấn luyện công kích, các phương pháp giết người. Có sát tốt và quyết tâm chẳng lẽ không luyện được đao tốt. Sau đó, huấn luyện bắt đầu. Vân Vũ Sơn Trang trên Đông Lam Sơn cách trăm mét có một hồ nước rất đẹp, Triệu Vân Hưng đứng tại ven hồ, bên cạnh hắn có một đồng hồ quả lắc, cái đồng hồ quả lắc này do một cao thủ kỳ quan tinh vi chế ra, vì chế tạo khó khăn, chỉ có con nhà quý tộc mới có được. Đồng hồ quả lắc chia ra làm 24 tiếng, 12 phần, mỗi tiếng 60 phút. Nhanh, bơi nhanh nữa lên, Triệu Vân Hưng lạnh lùng nói. Tại giữa hồ có một thân hình không ngừng di chuyển, đó là Tần Vũ, theo lời Triệu Vân Hưng, bơi tuy đơn giản, thực ra là một phương pháp cực tốt bồi dưỡng sự hài hòa của thân thể, vì thế Tần Vũ được lệnh bơi trong hồ không ngừng nghỉ. Muốn ngừng quá. Tần Vũ cắn chặt răng, không ngừng huy động tay, hai chân cũng đạp nước, hắn đã bơi tới lui 10 lần, cái hồ này tới lui khoảng 200 mét, 10 lần tới lui đã là 2.000 mét, tần vũ lúc trước thường tắm tại ôn tuyền giữa ôn tuyền mực nước cũng rất sâu tần vũ thường bơi ở đó kỹ thuật bơi rất tốt nhưng bơi không ngừng nghỉ thế này thêm vào lại phải bơi trong sự gò bó về thời gian đối với tần vũ mà nói thật quá khó khăn chân tay nhức mỏi chi óc căng ra phụ vương mỗi lần nhớ đến khuôn mặt tươi cười của phụ vương tần vũ lại cắn răng kiên trì chịu đựng dù cho đã đạt tới cực hạn nhưng hắn vẫn kiên trì như trước nhanh nhanh lên chút nữa triệu vân hưng không một chút cảm tình lạnh lùng thúc ánh mắt tần vũ có một chút cứng cỏi nhìn về phía trước nghe thấy lời triệu vân hưng tần vũ tự nhủ phải nhanh lên sau đó tâm trạng tần vũ đang căng thẳng đột nhiên như được giải phóng hai tay hai chân dường như có lại khí lực tần vũ cảm nhận rõ ràng từ trong thân thể không ngờ lại sản sinh một luồng sức mạnh luồng sức mạnh này không biết tới từ đâu như tự nhiên sinh ra ánh mắt tần vũ đầy hưng phấn vượt qua cực hạn Hắn tận hưởng cảm giác này, mỗi lần vượt qua cực hạn, thân thể không một chút khí lực một lần nữa lại sinh ra một luồng sức mạnh, hắn thậm chí cảm nhận được thân thể đang biến hóa, khơi dậy tiềm năng từ tận cùng thân thể. "Tốt, chậm 3 phút." Triệu Vân Hưng nhìn ra giữa hồ, lãnh đạm nói. Tần Vũ gặp khó khăn khi vào bờ, lúc này hắn khó mà di động, đặc biệt hai tay đã không cử động được, chân đau nhức, Tần Vũ thở dốc, tận lực hít thở không khí trong lành, cố để thân thể phục hồi nhanh hơn một chút. Ngươi chậm 3 phút, hiện tại phạt ngươi chạy từ đây về Tây Uyển, sau đó tại luyện công trường ở Tây Uyển xuống tấn 100 lần." Triệu Vân Hưng ra mệnh lệnh. "Chạy từ đây về Tây Uyển?" Lại còn tần Vũ thở không ra hơi, nhìn Triệu Vân Hưng nghi ngờ, lúc này chân hắn đã không bước nổi. Triệu Vân Hưng không ngờ lại bắt hắn chạy, lại còn xuống tấn 100 lần. "Ngươi có ý kiến gì?" Triệu Vân Hưng bình thản hỏi con có ý kiến vượt qua cực hạn thân thể có thể tôi luyện thân thể nhưng nếu vượt qua nhiều quá thân thể con hết cỡ thật con cảm giác đã tới cực hạn bây giờ không thể luyện tiếp lão sư lúc bơi con đã hai lần cảm thấy cái cực hạn đó rồi con cảm thấy không thể chịu một lần cực hạn nữa tần vũ nhìn thẳng triệu vân hưng triệu vân hưng lạnh lùng nói ta là lão sư mệnh lệnh của ta ngươi không được không phục tùng nếu ngươi cảm thấy phương pháp huấn luyện của ta có vấn đề không muốn tiến hành huấn luyện ta có thể lập tức ly khai Ngươi cái loại đệ tử lười biếng, ta không quan tâm." Sắc mặt Tần Vũ biến động, nhưng sau đó Tần Vũ nhìn Triệu Vân Hưng, hít sâu một hơi, cố gắng điều khiển hai chân bước, bước đầu tiên kinh thật kinh khủng, đau nhức dữ dội, nhưng chạy được một lúc chân đã bắt đầu có khí lực. Chuyện gì thế này? Tần Vũ sừng sốt. Triệu Vân Hưng phía sau khoái miệng có chút hài lòng, tên tiểu tử này, tưởng ta không biết cực hạn thật sự của ngươi sao? sau khi bơi hai tay người dụng lực so với chân thì hơn nhiều, bản thân cơ chân so với tay lại phát triển hơn, tay đã chịu được, chân cũng có thể tiến hành huấn luyện tiếp một đợt. Lại nhớ đến bộ dạng trách vấn của Tần Vũ vừa xong, Triệu Vân Hưng cười nhẹ, tên tiểu tử này, vừa cười vừa lắc đầu, Triệu Vân Hưng theo sát sau Tần Vũ, buổi tối, tại ôn tuyển ở Tây Uyển. Vừa trải qua một ngày cực hạn huấn luyện, lúc này Tần Vũ ngâm mình trong ôn tuyển, cảm thấy cơ bắp dã rời, thậm chí còn cảm thấy cơ bắp đang có biến đổi. Tần Vũ nét mặt thoải mái, cảm xúc trào dâng vung hai tay nói lớn, cả ngày, cuối cùng cũng thật sự được hưởng thụ. Tiểu Hắc cũng luyện đập cánh bên cạnh không ngừng, dường như cũng rất cao hứng. Triệu Vân Hưng sắc mặt uy nghiêm đi tới, dừng lại bên bờ ôn tuyền nói, ôn tuyền tại Vân Vũ Sơn Trang này có tác dụng trị liệu cực kỳ hữu hiệu, đối với thân thể của người rất có lợi. Sau khi ngươi ngâm mình ba tiếng, ngươi tới chỗ ông lão tiên sinh, bóp rượu thuốc, hấp thu dược tính trong rượu thuốc, đối với thân thể của ngươi cũng rất tốt, vâng rõ lúc này tần vũ đang rất dễ chịu khua tay nói bừa triệu vân hưng cũng không để ý quay đầu bước đi trên luyện công trường triệu vân hưng đứng ngay ngắn tần vũ cũng đã tới một lúc lâu chuyện này tần vũ không thể muộn được nói cũng lạ dù ngày hôm qua huấn luyện đạt tới cực hạn nhưng qua hiệu dụng của ôn tuyền lại thêm công hiệu của dược tử hôm nay không ngờ sức lực vẫn tràn đầy ngoại công có thể tập luyện đến cực hạn quái lạ lại toàn đệ tử con nhà phú ra quyền thế triệu vân hưng cảm thán tu luyện ngoại công, không ngừng vượt qua nhục thể cực hạn, nhưng không phải thân thể chỉ có đơn giản sản sinh ra lực lượng, nó đồng thời cũng cần hấp thu năng lượng, phú gia đệ tử, ăn uống đại bổ, ăn thức ăn đặc biệt có dược tính tốt, lại thêm dược tử chân quý, còn mời được cao thủ y đạo xoa bóp giải trừ đau nhức. Có điều kiện như vậy, luyện ngoại công tự nhiên sẽ khác. Hiện tại, chúng ta tiến hành huấn luyện sức mạnh, cầm thiết bổng, tiến hành xuống tấn, trước tiên 100 lần, Triệu Vân Hưng tùy ý chỉ một cây thiết bổng, cây thiết bổng đó tính ra không nặng lắm, khoảng trên dưới 10 cân, đối với người lớn thì không phải nghĩ, nhưng đối với đứa trẻ 8 tuổi như Tần Vũ, thật sự khác biệt. Hừm. Tần Vũ hai tay dụng lực, một tiếng nâng thiết bổng tới tầm ngực, rồi hi hi cười nói, "Lão sư, thoải mái lắm." "Hoàn thành 100 lần đi rồi hãy nói." Triệu Vân Hưng nghiêm túc nói. Tần Vũ bắt đầu xuống tấn, lúc mới bắt đầu rất dễ, chẳng phải có mỗi việc đứng thẳng người rồi lại ngồi xuống sao? nhưng sau 30 lần liên tiếp, Tần Vũ cảm thấy hai chân đau nhất, cố thêm mười cái nữa, chân đứng đã run rẩy. Một trăm lần, chỉ bốn mươi lần Tần Vũ cũng khó mà chịu nổi. Hô, hít mạnh một hơi, tranh thủ lúc đứng, cơ chân phục hồi một chút, Tần Vũ tiếp tục xuống tấn. Sau khuôn mặt thống khổ, ánh mắt Tần Vũ sáng lên ngoan cường, không ngừng cắn răng kiên trì. Thở tới lần thứ bảy mươi, Tần Vũ thậm chí cảm thấy bước chân không đủ sức đứng vững. A. À đột nhiên hét lớn một tiếng, có vận hết sức lực, không ngờ đứng được. trong mắt Tần Vũ lóe lên tia lửa, đó là tia lửa hưng phấn. A, à, lại một tiếng hét lớn, Tần Vũ lại đứng lên tiếp. mỗi một tiếng hét là mỗi lần nỗ lực sử dụng sức mạnh tiềm tàng bên trong hai chân, hai chân dần dần nóng lên, một luồng sức mạnh từ sâu bên trong cơ bắp bùng lên như phép màu. Tần Vũ hét lớn một tiếng cuối cùng, hắn không ngờ đã hoàn thành đủ một trăm lần. Tần Vũ tuy bước chân siêu vẹo như có thể ngã ra bất cứ lúc nào, nhưng trong mắt hắn bừng cháy vẻ hưng phấn. Bên cạnh Triệu Vân Hưng bí mật gật đầu. Hiện tại tiến hành huấn luyện chỉ lực, Triệu Vân Hưng nét mặt uy nghiêm như trước, cơ bản không cho Tần Vũ một chút thời gian nghỉ ngơi, ra lệnh ngay. Thật ra huấn luyện được Triệu Vân Hưng thiết kế rất bài bản, vừa rồi Tần Vũ tuy bước chân đã dã rời, nhưng hai tay vẫn chưa đạt tới cực hạn, Triệu Vân Hưng tiện thể tiến hành huấn luyện chỉ lực. "Lão sư, chỉ lực là huấn luyện cái gì?" Tần Vũ tuy bước chân đã chẳng còn khí lực, nhưng vẫn hi hi cười hỏi Triệu Vân Hưng. Tần Vũ càng ngày càng thích cái cảm giác mỹ diệu lúc vượt qua cực hạn, trong khoảnh khắc vượt qua cực hạn đó, hắn cảm thấy một thứ kích thích sinh mệnh, đúng, cái cảm giác đó thật kỳ lạ. Chương 11 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Chỉ lực, biện pháp tốt nhất là luyện riêng từng ngón tay, nhưng hiện tại chỉ lực của ngươi rất yếu, đầu tiên chiếu theo phương pháp thiết xa trưởng, đây là găng tay thiên tàm ti, trước tiên ngươi đeo vào, luyện chỉ lực tuyệt đối không được để cơ nhục trên tay bị thương tổn, Triệu Vân Hưng sớm đã chuẩn bị găng tay thiên tàm ti đưa cho Tần Vũ. Tần Vũ vui vẻ nhận găng thiên tàm đeo vào tay. Đây là cát biển trắng, hai tay ngươi dùng toàn lực xúc vào, không được ngưng, chờ tới lúc ta bảo ngưng mới được ngưng. Triệu Vân Hưng đứng ngay cạnh chậu cát trắng nói. Rõ, lão sư. Tần Vũ nghĩ kiểu huấn luyện này như chơi đùa, nhưng hai chân đau nhất, cố nhịn đau, cắn răng bước tới chậu cát cách đó 10 mét. Tần Vũ mang găng thiên tàm ti, không ngừng xúc xuống, lần nào cũng rất nỗ lực. A, à, Tần Vũ không kiềm chế được than một tiếng, tuy có găng thiên tàm ti bảo hộ ngón tay, nhưng mỗi lần xúc tay xuống, hành động đó thực sự ảnh hưởng không nhỏ lên tay. Xúc nhanh đến cùng cực, lực càn của bạch sa phản lại làm cho ngón tay Tần Vũ dần dần nhức kinh khủng. Tần Vũ không còn cách nào liền bí mật giảm độ sâu của cú xúc, bình thường xúc tới tận đáy, nhưng hiện tại xúc bình thường, dễ chịu hơn rất nhiều. Xúc tới đáy, không được lười. Triệu Vân Hưng uy nghiêm nói. Tần Vũ giật mình, chỉ cắn răng tiếp tục chịu đựng. Dù Tần Vũ thích cái cảm giác vượt qua cực hạn, nhưng 10 ngón tay nối liền với tim, 10 ngón tay đau nhức không ngừng làm cho hắn thực sự đau đớn, hắn chỉ là một hài đồng 8 tuổi, lại còn là con thứ ba của trấn Đông Vương, địa vị tôn quý, trước đây có bao giờ phải chịu khổ. Phốc, bàn tay mạnh mẽ chọc thẳng xuống tận cùng, sự đau đớn mãnh liệt làm nước mắt Tần Vũ không kìm được trào ra. Triệu Vân Hưng bình thản nhìn, nhìn đứa trẻ mới chỉ 8 tuổi rơi lệ không ngừng xúc tay vào chậu cát, Triệu Vân Hưng dường như không có một chút tình cảm, không ngừng thúc giục khóc nhưng vẫn phải xúc luyện tập đã được nửa năm mỗi ngày luyện tập mỗi ngày hấp thu thực phẩm một tăng làm cho thân thể tần vũ cường tráng hơn rất nhiều so với trước đây dưới thác nước tại đông lam sơn a à, triệu vân hưng song phi đá bay mấy khối đá lớn rơi xuống thác nước lúc này dưới thác nước những khối đá đã tạo thành một nơi người có thể đứng được thác nước từ trên cao đổ xuống đập vào trên mặt đá tóe ra vô số bụi nước trắng hai chân vững như núi di chuyển nhanh như điện thác nước này không kể là lớn xuống tấn đã lâu như vậy bước chân của ngươi cũng khả dĩ có thể trụ được dưới thác nước này triệu vân hưng chỉ vào thanh thạch nói đứng lên đó nhất định phải đứng vững thác nước này không kể là lớn tần vũ ngước nhìn rất cao nơi thác nước đổ xuống sức đẩy mạnh mẽ đập lên trên tảng đá phát ra tiếng nổ dễ sợ thác nước này không kể là thác nước lớn còn cái thác nước nào lớn nữa trải qua nửa năm huấn luyện xuống tấn, lúc này cước bộ của Tần Vũ so với quá khứ không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần. Vâng. Tần Vũ chậm chậm dừng lại bên thanh thạch, thác nước đổ xuống, bên cạnh thanh thạch áp lực tất nhiên không lớn, Tần Vũ đứng tại bên cạnh thanh thạch, gồm bước chân, xem ra có thể dễ dàng chịu được áp lực này. Đứng vào giữa, Triệu Vân Hưng lạnh lùng nói, tần vũ chẳng còn cách nào chỉ đành từ từ di chuyển bước chân hướng trung tâm bước càng tới gần giữa áp lực nước chảy đổ xuống càng mạnh tần vũ đã cảm thấy thân thể đã bắt đầu bị đẩy lùi nhưng vẫn chưa tới vị trí trung tâm không ổn tần vũ cảm thấy thân thể lắc mạnh bước chân không trụ nổi bị đẩy văng xuống hồ tiếp tục triệu vân hưng bình thản nói trời đêm tần vũ nằm tại ôn tuyền hai mắt thư thái khép hờ ngày ngày lúc tại ôn tuyền là lúc tần vũ thoải mái nhất trước đây không hề có cảm giác này nhưng hiện tại mỗi ngày đều rèn luyện tới cực hạn lúc vào lại ôn tuyền toàn thân cơ bắp đang ê ẩm thật khỏe người tiểu hắc sau hơn nửa năm chỉ thấy trên đầu nó đột nhiên xuất hiện một nhúm lông màu vàng những chỗ khác vẫn đen như trước tốc độ lớn của tiểu hắc thực sự rất chậm so với những con ưng bình thường lúc này tiểu hắc cũng tại bờ ôn tuyền chạy tới chạy lui loạn lên tần vũ đã ngủ ngủ tại ôn tuyền ban ngày hắn huấn luyện cả ngày, buổi tối y ngâm mình trong ôn tuyển 6 tiếng, ngâm mình trong ôn tuyển ngủ luôn, chờ tới nửa đêm, nhờ y đạo cao thủ ông nhàn giúp hắn xoa bóp dược tử, sau đó tần vũ tiện thể đi đọc sách. Có thể nói, hắn không lãng phí dù chỉ một chút thời gian. Bên bờ ôn tuyển, đột nhiên xuất hiện hai bóng người, chính là Liên Ngôn và Triệu Vân Hưng, hai người nhìn chăm chú tần vũ đang ngủ. Tiểu vũ còn chưa đủ 9 tuổi, vẫn còn là một đứa bé, nhìn khoái miệng tần vũ còn chảy ra nước rãi lại thêm khuôn mặt nhỏ non nớt liên ngôn cảm thấy nhẫn tâm chăm lo cho tần vũ từ lúc bé liên ngôn hoàn toàn coi tần vũ như tôn tử của chính mình triệu vân hưng hiếm khi cười nhìn tần vũ gật đầu nói tiểu vũ nó là một hài tử kiên cường phi thường ta huấn luyện tuyệt đối đạt tới cực hạn của nó nếu như vượt qua giới hạn đó thân thể nó có thể gục ngã nó không ngờ lại chịu được trước đây lúc vương gia để ta luyện quân, ta chọn 10 vạn người trong đại quân tiến hành cực hạn huấn luyện, hoàn toàn đạt tới cực hạn của một quân nhân bình thường, nhưng thực sự chịu được một năm, chỉ có khoảng 1.000 người. Triệu Vân Hưng lúc đó huấn luyện quân sĩ, đa số quân nhân bình thường không được ăn uống, thuốc thang bồi bồi như tần vũ, lại thêm ôn tuyển giải trừ mệt mỏi, rồi cao thủ y đạo giúp xoa bóp vân vân. Nhưng, những quân nhân đó đều là người trưởng thành, còn tần vũ chỉ là một hài tử, một hài tử có khả năng kiên trì chịu được, càng làm cho Triệu Vân Hưng ngạc nhiên hơn. Nhìn dáng vẻ say ngủ của Tần Vũ, Liên Ngôn và Triệu Vân Hưng mỉm cười rồi bỏ đi, chỉ còn lại Tần Vũ ngủ say như trước, hồn nhiên không biết có người tới, miệng khép hờ, trên khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc, khoái miệng chảy ra nước dãi. Có thể trong giấc mơ, hắn và Phụ Vương đang ở cùng nhau. Phụ Vương, hai năm trôi qua quá nhanh chưa một lần tới, huấn luyện chạy mang theo vật nặng huấn luyện xuống tấn mang vật nặng huấn luyện bước chân dưới thác nước khả năng chống chịu liên tục được huấn luyện tới cực điểm luyện quyền dưới trở lực của thác nước hoạt động mọi ngày đều đeo thêm vật nặng huấn luyện sự linh hoạt huấn luyện chỉ lực huấn luyện phản ứng linh mẫn huấn luyện tốc độ các phương pháp huấn luyện chiếu theo một quy luật nhất định triệu vân hưng tiến hành huấn luyện cho tần vũ tất cả các lĩnh vực tần vũ dưới sự huấn luyện của triệu vân hưng không ngừng đột phá cực hạn sinh lý kỹ năng thân thể cũng nhanh chóng đề cao một năm sau Tần Vũ 9 tuổi mặc quần dài, nửa tê hân trên cởi trần, cơ bắp toàn thân hắn không nở mà hiện lên một vẻ lưu tuyến hoàn hảo, trông giống như một con báo săn. Tần Vũ, ngươi ý chí kiên cường, cực hạn huấn luyện gì cũng không phải lo nữa, tối quan trọng là ý chí kiên cường." Triệu Vân Hưng nhìn Tần Vũ, nở nụ cười chưa từng thấy nhìn Tần Vũ, "Lão sư phải trở về quân đội, hãy nhớ, cực hạn, thách thức cực hạn, chừng nào ngươi không ngừng nỗ lực, ngươi cuối cùng nhất định có ngày thành công." Tần Vũ nhìn lão sư trước mắt, một năm qua, Tần Vũ thậm chí còn thầm trách lão sư vô tình, mỗi lần Tần Vũ không ngừng rơi lệ lúc huấn luyện, nhưng hôm nay nhìn khuôn mặt lão sư tươi cười thỏa mãn, hắn đột nhiên hiểu ra tất cả. "Lão sư, con nhất định không làm người thất vọng." Tần Vũ nhìn Triệu Vân Hưng, kiên quyết nói. Triệu Vân Hưng hài lòng gật đầu, sau đó lập tức quay người, bước dài bò đi, trực tiếp ra khỏi Vân Vũ Sơn Trang, liền đó một tiếng liệt hồ gầm vang, mắt Tần Vũ đã hơi đỏ, Tần Vũ hiểu, bắt đầu từ hôm nay hắn một mình cô độc sẽ tự huấn luyện bản thân. Chương 12 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Bên trong hồng hoang vô biên là núi non trùng điệp cây cối chen chúc nhau mọc, yêu thú ẩn tàng sâu trong đó. Diện tích của hồng hoang là rất lớn căn bản không thể hiểu hết được, Tại Đông vực Tam quận tổng cộng được biết đến có 60 vạn đại quân, thì có đến 40 vạn quân đồn trú gần Hồng Hoang. 20 vạn đại quân còn lại thì đóng tại Hắc Thủy Sơn mạch. Hắc Thủy Sơn mạch có đến gần 20 vạn sơn tặc chính là nơi sơn tặc tập trung nhiều nhất trong thiên hạ. Vì sơn tặc thập phần thông thạo địa hình của Hắc Thủy Sơn mạch lại chiến hữu địa lợi, nên Trấn Đông Vương phải để 20 vạn đại quân đồn trú bên ngoài Hắc Thủy Sơn, mạch nhắm chấn áp Hắc Thủy Sơn tặc. Gần Hồng Hoang là Thiết Phong Thành, tại một gian phòng trong một phủ đệ uy nghiêm thời khắc đó trấn đông vương tần đức đang yên lặng đọc sách vương ra triệu vân hưng đứng ngoài cửa cuối người nói vân hưng người tới đây tần đức căn bản không hề quay đầu mà trực tiếp nói triệu vân hưng vào phòng và ngồi một bên yên lặng chờ tần đức phát thoại đối với trấn đông vương tần đức thì trong lòng triệu vân hưng vô cùng sùng kính tần đức hạ sách xuống quay sang triệu vân hưng nở một nụ cười nói vân hưng ngươi đã dạy dỗ vũ nhi cũng một năm nói cho ta nghe xem vũ nhi có tiền đồ về ngoại y công không vương gia tam điện hạ khắc khổ phi thường nỗ lực phi thường nghị lực kiên định tuyệt không kém những người đã thành niên triệu vân hưng tức thì trả lời trên mặt tần đức xuất hiện một nụ cười triệu vân hưng tiếp tục nói tam điện hạ thiên sinh tư chất thông tuệ có thể tu luyện ngoại công đến cực trí đại đa số đều là người có tư chất trời sinh cực cao có ôn tuyển ở vân vụ sơn trang, bồi dưỡng lại thường xuyên sử dụng các dược liệu chân quý, tam điện hạ hoàn toàn có hy vọng đạt được ngoại công cực trí. Ngoại công cực trí gần với hậu thiên cực trí và tiếp cận với tiên thiên cảnh giới. Ngoại công tu luyện như vậy cho dù gặp đối thủ là nội công tiên thiên tiền kỳ cao thủ, thì cũng có thể bình thủ. Cần bao nhiêu lâu? Tần Đức hỏi lại. Triệu Vân Hưng tư lự một lát rồi nói, phải cần khoảng 30 năm, đấy là nếu tam điện hạ tu luyện nhất mực kiên trì. Khi tu luyện ngoại công càng về sau thì càng khó tiến bộ, Ví như lực khí, tam điện hạ tu luyện 10 năm thì một tay có thể nâng được 3-400 cân không thành vấn đề. Muốn đạt đến ngoại công cực trí một tay có thể nâng 7-800 cân thì càng về sau càng gian nan. 30 năm là một khoảng thời gian tương đối để đạt được mức đó. Tần Đức lắc đầu thở dài, 30 năm là quá dài, bất quá 10 năm đã có năng lực tự bảo vệ bản thân thì rất tốt. Được rồi, Vân Hưng ngươi có thể lui. Tần Đức nói xong Triệu Vân Hưng lập tức cúi người nói, thuộc hạ cáo lui sau khi triệu vân hưng rời khỏi thì gian phòng chỉ còn một mình tần đức lưu lại bên trong rất lâu sau đó trong căn phòng chỉ vang lên tiếng thở dài phía dưới thác nước tần vũ đang trầm ổn mã bộ kiên trì như tảng đá chống lại sức nước cảm thấy thác nước trùng trùng lực đẩy trong lòng tần vũ tự nhiên hiện lên sự phấn khích và bắt đầu tiến hành tu luyện được triệu vân hưng chú trọng rèn luyện năng lực chịu đựng của cơ thể lại thường xuyên được sử dụng dược tử khắp toàn thân nên lúc này năng lực chịu đựng của tần vũ là không nhỏ Nói cách khác căn bản nó có thể chịu được lực công kích trùng trùng của thác nước kiên trì. Liên tục từ trong lòng tần vũ tự vang lên câu nói đó. Triệu Vân Hưng đã không còn ở đây, không có ai yêu cầu nó cả, và có lúc tần vũ đã có ý nghĩ thu lại ý niệm ban đầu. Một mình cô độc tự huấn luyện không có ai giáo huấn, hơn nữa nó mới chỉ là một hài tử. Bất quá ý niệm vừa bắt đầu đã bị bóp nghẹt. Tự so sánh với đại ca, tự so sánh với nhị ca, thậm chí tự so sánh bản thân với cả phụ thân thì nó không thể lười biếng, không thể yếu hèn, bản thân là con cháu Tần Gia, thân là nhi tử của Trấn Đông Vương Tần Đức tự nhiên không thể là kẻ yếu đuối. Nỗ lực, kiên trì, kiên trì. Cảm thấy chân mình phát nhuyễn, trong lòng Tần Vũ không ngừng tự nhắc nhở bản thân. Tần Vũ có thể cảm nhận được từng chuyển động của cơ thịt, mỗi khi kiên trì thì sâu trong cơ thịt lại tái xuất hiện lực lượng. Đột nhiên, bị lùi lại một bước, Tần Vũ làm vang lên một tiếng ẩm và đã rơi vào trong hồ nước. Tại luyện công trường, chung quanh là rất nhiều bao cát lớn tổng cộng có 6 bao cát, Tần Vũ đang đứng yên tại trung tâm. Hay! Tần Vũ hét lên một tiếng lớn, mạnh mẽ tung một quyền vào phía trên bao cát đầu tiên, sau đó liên tục đánh vào các bao cát xung quanh. Các bao cát đó lập tức chuyển động hỗn loạn. Chúng chuyển động không theo quỹ đạo nào cả. Những bao cát căn bản không bằng phẳng, khi va đập vào những bao cát khác lập tức quỹ đạo liền thay đổi. Bồng! 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 tần vũ hai mắt phát sáng hai tay nhanh chóng kích vào các bao cát mỗi khi chúng chạm vào nhau đổi hướng điều này sẽ huấn luyện tốc độ phản ứng tốc độ phản ứng kết hợp với cơ thịt đồng thời sẽ tạo thành phản ứng đã qua huấn luyện để tăng cao khả năng phản xạ cao thủ chiến đấu với nhau sinh tử chỉ trong đường tơ kẽ tóc thì chỉ cần phản ứng nhanh nhẹn hơn lập tức có thể đoạt tính mệnh kẻ địch cùng với tốc độ tấn công của tần vũ tăng lên thì những bao cát lại càng chuyển động nhanh Tần Vũ đã cảm nhận được áp lực tăng lên, đột nhiên phía sau bị kích chúng khiến Tần Vũ không tự chủ được loạn trọn đồng thời ba bốn bao cát khác cũng kích chúng thân mình nó. Bồng! Tần Vũ đã ngã lăn ra đất, xương cốt như tan ra từng mảnh. Phù! Tần Vũ hấp một hơi thanh khí rồi nhìn lại đầu gối. Đầu gối nó đã bị ma sát làm bị thương và máu đang tuôn ra. Trên mặt đá có dấu máu hiển nhiên là khi đầu gối nó chạm vào đá đã khiến máu rơi ra. Bất ngờ không thể dự đoán được, tần vũ không ngờ tới trước khi huấn luyện nó không lường trước được ai mà lường trước được tiếp tục không hề nghĩ đến thương thế tần vũ đào mắt nhìn quanh rồi tiếp tục quay lại bao cát ở trung ương và lại bắt đầu tiến hành huấn luyện phản ứng chỉ mặc một cái quần ngắn nằm dài trên ghế tựa toàn thân tần vũ đang được xoa bóp bởi dược tử tại viện lang trung trên tay cầm cuốn sách lúc đó tại viện lang trung chỉ có những chiếc đèn lồng đang chiếu sáng dưới ánh sáng của những ngọn đèn tần vũ có thể đọc được các ký tự trong sách mặc dù lão sư triệu vân hưng đã quay về nhưng tần vũ không hề giảm yêu cầu thậm chí còn đặt ra một nghiêm lệ cho mình mỗi ngày huấn luyện cả ngày cho đến nửa đêm thì ngâm mình trong ôn tuyển để hấp thu khoáng chất và bồi dưỡng cơ thể giúp cho thân thể khôi phục đó cũng là lúc tần vũ tranh thủ thời gian để ngủ có điều lúc đó là sau khi ông nhàn xoa dược tử lên người nó và cũng là thời gian nó đọc sách đã lâu rồi ta không thượng sơn để ngắm sao trời tần vũ nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời trên môi bỗng hiện một tia thiếu ý nhưng mà trong viện cũng có thể ngắm sao mà tiểu hắc ngươi cũng nghĩ vậy phải không ai tiểu hắc ta đã nói ngươi không phải là chim ưng rồi đã lâu như vậy mà tại sao chỏm lông trên đầu ngươi vẫn có màu vàng tần vũ nhìn sang tiểu hắc tiểu hắc hai mắt ẩn hiện ánh sáng hai cánh đập liên hồi tựa hồ như không cho phép tần vũ nói xấu nó sau đó kiêu hãnh ngẩng cao đầu biểu thị thái độ cao ngạo tần vũ lập tức cười vang lại tính toán với ta rồi bất hòa với người chỉ lãng phí thời gian ta phải tập trung đọc quyển sách này để còn phải tiếp tục luyện tập vào ngày mai tần vũ lập tức nhìn vào quyển sách y đạo trong tay tần vũ nhớ rất rõ ràng triệu vân hưng đã nói rằng muốn trở thành ngoại công cao thủ chân chính thì phải tinh thông cả y đạo gần đó liên ngôn đang âm thầm ẩn tàng thân ảnh từ hòa nhìn tần vũ đặc biệt khi nghe thấy tần vũ nói rằng không lãng phí thời gian để chơi đùa với hắc ưng trong lòng liên ngôn trào lên một tia chiều mến Tần Vũ mới chỉ 9 tuổi nhưng lại không lãng phí một giây phút thời gian nào. Mỗi một phần thời gian Tần Vũ đều có kế hoạch hoàn hảo. Tất cả đều nhằm khổ công tu luyện, tuy nhiên tất cả những điều này để làm gì? Tần Đức đã rất lâu rồi không tới Vân Vũ Sơn Trang. Mải mê đọc sách Tần Vũ bất giác vô ý đã ăn hết số bánh ngọt đặt gần ghế. Tần Vũ để quyển sách xuống ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm thấy toàn thân thống khoái thỏa mãn hết lớn, khi bình minh lên chính là lúc ngày mới bắt đầu. Tần Vũ, mày phải nỗ lực hơn nữa, chỉ có nỗ lực thì mới có thể thành công. Một ngày huấn luyện mới lại bắt đầu. Chương 13 ủng hộ kênh qua halazy com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Trong ôn tuyển, Tần Vũ ánh mắt kiên định đứng ngay giữa. Tất nhiên Tần Vũ không ngâm mình trong ôn tuyển, hắn xuống nước chạy để tiến hành huấn luyện sức chống lại trở lực. Huấn luyện chống lại trở lực dưới nước có tác dụng nâng cao sức mạnh thân thể, nếu như luyện trong nước nơi khác chắc chắn không bằng luyện trong ôn tuyển trong ôn tuyển mỗi luồng nước lại có một dạng trở lực hai là không ngừng bổ dưỡng thân thể một mũi tên bắn hai đích xuất quyền thu quyền xuất cước thu cước tần vũ trong nước rất nhanh xuất quyền tung cước mỗi lần tần vũ đều dùng hết sức lực để tốc độ đạt đến nhanh nhất tần vũ bộ pháp vững chắc trong nước cũng không lắc đây là kỹ năng do tu luyện bộ pháp lâu ngày nước chảy cuồn cuộn có quỹ đạo đặc thù tần vũ mỗi lần quyền cước tốc độ lại nhanh hơn tự nhiên quyền cước quỹ đạo có biến hóa để dễ nước xuất quyền theo quỹ đạo nào thẳng cong không đúng mọi sự không có gì là tuyệt đối thẳng cong tương hỗ phối hợp tất cả làm cho quyền xuất nhanh hơn trở lực giảm đi muốn cho sức mạnh mạnh mẽ hơn tốc độ nhanh hơn tần vũ không ngừng công kích lúc này cánh tay và chân tần vũ phảng phất như phủ một phiến thép mỏng trên luyện công trường tần vũ mặc quần ngắn cước bộ vững vàng bên cạnh có một đại hán hộ vệ trên tay đại hán cầm một cây mộc bổng lúc này tần vũ đang tiến hành huấn luyện chịu đòn thân thể không ngừng chịu đòn hấp thu dược tửu có thể làm cho thân thể cường hãn huấn luyện đến cực hạn thậm chí có thể kháng cự đau thương dương thúc lực yếu quá tần vũ rất không vừa ý nói với đại hán dương sơn đối diện dương sơn liên tục thuyết phục tam điện hạ không nên tập nhiều nên kết thúc thôi dương sơn nhìn trên thân tần vũ vết vết đỏ lại thấy sắc mặt Tần Vũ như không quan tâm, tâm trạng lo lắng, Tần Vũ lúc 6 tuổi, lúc đó cùng bọn họ tới Vân Vũ Sơn Trang, 3 năm qua, bọn họ đều nhìn hài tử này lớn lên, ai lại nhẫn tâm đi đánh hài tử này. Nhưng Dương Sơn thực ra vẫn bị bắt phải đánh, bởi vì đây là huấn luyện ngoại công, huấn luyện chịu đòn. Ta để người đánh là đánh thật sự, thế này, ta tự đánh vậy. Tần Vũ lắc đầu cười, vừa nói vừa với lấy một bổng, Dương Sơn nhìn thấy, vội vàng lùi lại, không để Tần Vũ lấy mộc bổng, hoang mang nói, "Rồi, rồi, ta tiếp tục đánh, lực mạnh lên chứ gì, ta biết rồi." Dương Sơn không dám để Tần Vũ tự đánh, Tần Vũ tự đánh, chắc chắn đánh tới cực hạn, Dương Sơn vẫn nhớ cái ngày toàn thân thể Tần Vũ bị đánh bầm dập. Bộp, bộp, mộc bổng đập vào người Tần Vũ, Tần Vũ mím môi, vươn vai lên, không nói một tiếng, những vệt đỏ xuất hiện trên thân thể Tần Vũ, làm Dương Sơn cảm thấy không chịu nổi, lúc hắn hơn 9 tuổi vẫn còn ở nhà chăn bò còn tần vũ trấn đông vương vương phủ tam điện hạ lại không hề lãng phí thời gian luyện tập không ngừng phải đạt tới cực hạn thân thể tần vũ mắt sáng như sao nhìn ánh mắt đó có thể biết quyết tâm của tần vũ vững vàng như núi thái sơn không thể lay động tiểu vũ hôm nay huấn luyện hơi quá ngày mai phải giảm số lượng đi một chút Tần Vũ nằm sấp, một lão già đầu bạc trắng vừa xoa bóp vừa nói về quan tâm với Tần Vũ, lão già này là ông Nhàn, là một cao thủ y đạo, ở trong trấn Đông Vương Vương phủ còn là cao thủ y đạo số 1 số 2, Tần Đức trước đây phái ông Nhàn đến Vân Vũ Sơn Trang, làm người trong vương phủ kinh ngạc không ít, vì lý do gì mà lại phái một y đạo cao thủ tới Sơn Trang? Không sao, ông ra ra thủ pháp xoa bóp độc đáo của người, thêm dược tửu vào, ngày mai ta chẳng cảm thấy gì nữa. Tần Vũ nhếch môi, không để ý tới, ông nhàn động tác song thủ không nhanh nhưng thật ra rất có quy luật hoặc chặt hoặc bóp hoặc điểm hoặc vỗ mỗi loại phương pháp đều khác nhau thêm vào trên tay ông nhàn còn xoa đầy dược tử cộng với bi pháp xoa bóp độc đáo của lão dược hiệu của dược tử rất nhanh thấm vào trong thân thể tần vũ nhìn bộ dạng của tần vũ ông nhàn cười rồi lắc đầu đồng thời điều khiển chân khí trong thân thể dung nhập vào bi pháp xoa bóp thật khỏe người tần vũ cảm giác thân thể không ngừng ấm lên không tự chủ được kêu lên Ông nhàn mỉm cười, nếu không phải lão muốn, người ngoài dù thân phận cao mấy, lão cũng không dùng toàn lực, nội lực trong thân thể đã không còn nhiều. Nhưng đối với Tần Vũ, ông nhàn rất quan tâm, đã thấy một hài đồng mỗi ngày luyện tập như thế, lão làm sao không mềm lòng được. Tốt rồi, Tiểu Vũ, lần sau sau khi huấn luyện không cần cố quá, Triệu Vân Hưng cũng vậy, phương pháp huấn luyện cực hạn cái gì, nếu như không có Vân Vũ Sơn Trăng ôn tuyền cả ta hàng ngày đã thông kinh mạch, dung nhập dược tử dược hiệu vào thân thể ngươi, hài tử ngươi làm nuốt sao trôi được ông nhàn thở dài hiển nhiên bất mãn đối với triệu vân hưng tần vũ đối mặt ông nhàn cười tươi biết ạ à, ông ra ra người thật tốt ông ra ra ngủ sớm tái kiến ông nhàn lập tức mỉm cười gật đầu tần vũ liền ra khỏi phòng của ông nhàn đêm nay trời đầy sao sáng lấp lánh lão sư đi rồi suốt ngày huấn luyện thân thể ta càng ngày càng mạnh khối lượng huấn luyện tất phải tăng lên ngoài ra cũng nên tìm thêm vài phương pháp huấn luyện khác tần vũ nhìn sao trời nghĩ thầm sau đó Tần Vũ đi thẳng tới mật thất tại Bắc Uyển, các phương pháp khai mở cơ quan Tần Vũ đã nắm rõ trong lòng. Bước vào mật thất có chừa bí tịch, trên chiếc bàn dài có một đống bí tịch, bí tịch trong này Tần Vũ không dọn dẹp, phương pháp khai mở mật thất chỉ có hắn và liên ngôn biết, Tần Vũ lập tức tìm xem 28 loại ngoại công bí tịch. Mỗi loại ngoại công bí tịch có phương pháp tu luyện riêng, Tần Vũ nghĩ có thể trong đó có phương pháp phù hợp với mình. Đột nhiên kim sắc vô tình thu hút sự chú ý của Tần Vũ, 96 quyển bí tịch, trong đó chỉ có một quyển làm bằng giấy vàng, sáng lên ánh vàng, rõ ràng nổi bật vô cùng, chính là Tổ Long Quyết. Một ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu Tần Vũ. Trước đây ta tu luyện nội công không không thành, nhưng hiện tại ta luyện thân thể cũng đã hơn một năm, so với trước đã mạnh hơn rất nhiều, nói không chừng vấn đề với đan điền đã tự biến mất. Tần Vũ nghĩ vậy, người bình thường thân thể có bệnh, sau khi tu luyện công phu, những bệnh bình thường tự động khỏi nhưng tần vũ đã quên đan điền của hắn với thường nhân không giống đó không phải là bệnh mà là thiên sinh nhưng tần vũ vẫn còn là đứa trẻ lại luôn hy vọng sức mạnh bản thân nhanh chóng đề cao nghĩ như vậy cũng là bình thường không kể thế nào trước tiên thử rồi nói sau không được lãng phí thời gian tần vũ liền khoanh chân ngồi lên giường lấy tổ long quyết rồi chiếu theo nội dung đệ nhất thiên bắt đầu tu luyện tâm linh trống rỗng bước vào trạng thái mờ ảo một lúc sau tần vũ cảm thấy thiên địa linh khí bị hấp thu vào trong thân thể thành một luồng nhiệt di chuyển so với hơn một năm trước thì luồng nhiệt lớn hơn nhiều quả nhiên thân thể khỏe mạnh hấp thu thiên địa linh khí nhanh hơn nhiều bắt đầu vận chuyển thôi tần vũ lập tức dùng ý niệm không chế luồng nhiệt trong thân thể vận chuyển chiếu theo quỹ đạo từ tổ long quyết luồng nhiệt không ngừng chuyển dịch sau đó bị dung nhập vào trong đan điền tần vũ kích động chú ý cảm nhận xem luồng nội lực nhỏ này có bị tán ra không hội tụ được hay không nhất định không được tán ra nhất định không được tần vũ hy vọng tập trung chú ý toàn bộ tinh thần cảm nhận luồng nội lực cực hạn huấn luyện phần lớn là luyện tinh thần tần vũ luyện đã lâu như vậy sức mạnh tinh thần so với thường nhân hơn xa so với lúc mới tu luyện cũng hơn không biết bao nhiêu lần hắn cảm thấy rõ ràng nội lực trong đan điền từ từ tan ra sau đó phân ra bốn phương tám hướng rời đi lại thất bại nữa tần vũ thở dài đột nhiên không đúng Tần Vũ như vừa phát hiện một bí mật động trời, tinh thần hoàn toàn tập trung tại luồng nội lực bị tán khai, luồng nội lực đó tuy đa số từ tứ chi tán nhập vào không khí, nhưng có phần không ngờ lại nhập vào cơ nhục xương cốt. Nói chính xác, cơ nhục và xương cốt của Tần Vũ như cát khô, nội lực như nước chảy, nước chảy trên cát khô, bị hấp thu một phần nước. Đó là sự hiển nhiên, nội lực tuy chạy ra bên ngoài, nhưng có phần nội lực năng lượng đã bị hấp thu. Ánh mắt Tần Vũ đồng thời rực sáng. Tốt quá, tốt quá, tốt quá, Tần Vũ toàn thân run rẩy kích động, hấp thu dược hiệu của dược tửu, tuy làm cho thân thể cơ bắp bổ sung, nhưng làm sao mà so được với nội lực. Ta vô pháp tích tụ nội lực, thực ra cơ bắp cũng có thể hấp thu năng lượng của nội lực, làm cơ bắp mạnh mẽ, khiến ngoại công tu luyện nhanh chóng hơn. Tần Vũ lúc này kích động vô cùng, hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng tim mình đang đập. "Phụ Vương, ta nhất định có thể thành công." Tần Vũ mắt sáng rực, cho tới bây giờ chưa có lúc nào Tần Vũ lại tự tin như vậy. Tần Vũ tu luyện ngoại công, bước trên con đường gian hiểm tăm tối, một tia sáng bình minh chợt lóe lên. Chương 14 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Năng lượng nội lực dung nhập vào cơ bắp khiến cơ bắp của Tần Vũ không ngừng biến đổi hấp thu năng lượng. Sự linh hoạt và tiềm lực của cơ bắp không ngừng tăng cao làm cho thân thể của Tần Vũ được tôi luyện liên tục. Thực sự chưa từng có người nào có tốc độ gia tăng nhanh như vậy. Thời gian thấm thoát trôi qua, sức mạnh của Tần Vũ đã nhanh chóng tăng cao, hơn một năm sau, Triệu Vân Hưng rời khỏi cũng được hơn một năm, lúc này Tần Vũ đã 10 tuổi. Phía trên Đông Lam Sơn, ánh mắt Tần Vũ sắc như chim ưng, hoàn toàn hướng về phía trước, hai chân bước dài nhanh như chạy. Người ngoài căn bản không thể tưởng tượng được là, trên hai tay nó đang mang giáp bảo vệ tay được chế bằng sắt nặng đến 5 cân. Hai chân cũng mang giáp bảo vệ bằng sắt nặng đến 10 cân, trên người thì mang thêm giáp sắt hộ tâm đến 20 cân. Tần Vũ chạy rất nhanh căn bản không hề dừng lại, mang theo vật nặng trên người ở những bộ vị khác nhau làm cho quá trình di chuyển cũng khó khăn hơn nhiều nếu như mang toàn bộ vật nặng trên thân thì trí ít hai chân bước đi còn dễ chịu nhưng mang thêm vật nặng ở chân và tay thì phải có khí lực cực lớn mới đáp ứng được đúng vậy đây chính là biện pháp huấn luyện lực bạo phát tay chân của tần vũ nhìn thấy đỉnh núi trên mặt tần vũ không nhịn được hiện lên một nụ cười thoải mái mới nửa năm mà sức mạnh tiến bộ còn hơn cả một năm được huấn luyện tiềm lực và sự bền bỉ của cơ bắp đều được tăng cường hơn nữa có thể hấp thu nội lực nâng cao tính linh hoạt của cơ bắp hơn xa hiệu quả của các phương pháp huấn luyện khác phải tiếp tục nỗ lực ánh mắt tần vũ hiện lên sự hưng phấn hơn nửa năm trôi qua mỗi đêm khuya nó đều không ngừng tu luyện nội công tuy đan điền không thể tích tụ nội lực nhưng cơ bắp lại hấp thu một phần nội lực bị phân tán ra lúc này cơ bắp của tần vũ về tính hài hòa linh hoạt thậm chí cả tiềm lực bên trong đều cao vô cùng Tam đại cao thủ nội công đang bí mật đi theo Tần Vũ trong lòng kinh hãi vô tả. Ba vị cao thủ này không ngừng bí mật đi theo để bảo hộ Tần Vũ, trong lòng chỉ lo lắng Tần Vũ trong lúc tự huấn luyện không trụ được, mà thụ thương thì bản thân họ có thể xuất thủ cứu trợ. Nhưng hơn nửa năm trôi qua họ chỉ thấy Tần Vũ không ngừng gia tăng độ khó khi huấn luyện, gia tăng đến mức độ mà ba vị cao thủ nội công trong lòng phải kinh hãi nhưng Tần Vũ vẫn có thể chịu đựng được. Phía dưới thác nước, Tần Vũ mang bật nặng, trụ mã bộ phía dưới thác nước tiếp thụ lực công kích trùng trùng của thác nước. Hay, dưới sự công kích của thác nước tần vũ, hét lên một tiếng đồng thời nhanh chóng xuất song quyền. Quyền ảnh như sấm chớp khi xuất quyền tấn công vào thác nước. Tập như vậy để huấn luyện lực công kích của tay. Nước bị bắn ra tung tóe khắp nơi được ánh sáng chiếu, và phát ra ánh sáng bảy màu trông thật ngoạn mục. Tần vũ mã bộ trầm ổn như một cây cổ tùng thân động nhưng gốc không động. Tăng thêm trọng lượng quả nhiên áp lực lên chân cũng tăng theo. Tần vũ cắn môi nỗ lực giữ hai chân nguyên vị, lúc này hai chân tần vũ không những chỉ phải chịu lực công kích trùng trùng của thác nước mà còn phải chịu thêm trọng lượng của những vật nặng trên thân khiến việc kiên trì bám trụ trở nên rất gian nan bất quá mang thêm vật nặng trên người cũng làm cho trọng lực của tần vũ tăng lên giúp trọng tâm ổn định hơn dưới áp lực trùng trùng của thác nước hai chân của tần vũ chịu áp lực càng lớn hơn để đạt đến trạng thái cực hạn thì phải kiên trì đạt đến đỉnh của cực hạn sinh lý tần vũ cảm thấy rõ ràng từ cơ bắp xuất hiện một luồng nhiệt lưu hai chân tái xuất hiện lực lượng nhân vì cơ bắp hấp thu nội lực nên bây giờ mỗi khi đột phá đạt đến mức cực hạn tần vũ đều cảm thấy sức mạnh tăng nhiều hơn so với trước đây làm cho nó tiến bộ thần tốc ban đêm tần vũ nhắm mắt ngồi khoanh chân trên giường không ngừng hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa thành nội lực đưa vào đan điền sau khi nội lực phân tán ra khắp nơi liền bị các cơ bắp của tần vũ vốn đã qua huấn luyện như hành nhân đang khát nước giữa sa mạc không ngừng hấp thu nội lực sau một đêm tần vũ mở mắt ra đúng như ta nghĩ Càng tăng lượng luyện tập thì cơ bắp càng hấp thu nhiều nội lực, hôm nay đã có thể hấp thu hơn 1 phần 5 tổng số nội lực. Tần Vũ sắp mặt xuất hiện sự hưng phấn, nội lực phân tán với tốc độ rất nhanh, đại bộ phận lại tan biến vào không gian xung quanh chỉ có một phần là bị hấp thụ. Hiện tại nó có thể hấp thụ 1 phần 5 số đó đã là rất nhiều rồi. Tần Vũ lập tức bật dậy, liền cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Nội lực bị hấp thụ vào trong cơ bắp làm khơi dậy tiềm lực ẩn tàng trong đó. Ngày mới đã tới, tiếp tục luyện tập thôi. Tần Vũ cười nhẹ rồi chạy khỏi gian phòng. Mỗi một ngày đều là ngày huấn luyện, thân thể Tần Vũ đã phát sinh biến hóa, cùng với sự tăng trưởng của tuổi tác thì Tần Vũ cũng đã đến tuổi dậy thì. Đây chính là thời kỳ sinh lý của con người nhanh chóng đề cao. Lập tức sức ăn của Tần Vũ tăng đột biến, thân thể cũng nhanh chóng cao lên. Năm từ 10 tuổi cho đến 11 tuổi là năm Tần Vũ đạt được nhiều tiến bộ nhất trong 3 năm huấn luyện. Riêng trong năm nay không chỉ cơ thể phát triển mà cả xương cốt và cơ bắp cũng phát triển, hơn nữa mỗi ngày cơ bắp đều hấp thu nội lực càng ngày càng nhiều. 11 tuổi Tần Vũ đã cao đến 1m6, sức mạnh toàn thân chỉ có thể nói là đã tiến tới rất nhiều. Tại luyện công trường, Tần Vũ mặc luyện công phục màu đen tùy ý ngồi xuống, không để phí một chút thời gian nghỉ ngơi nào cả, trên thân mặc luyện công phục, từ biểu hiện bên ngoài căn bản không thể nhìn rõ hai tay tần vũ, lúc đó hai tay mang hộ thủ nặng 10 cân, hai chân mang hộ thối nặng 20 cân, trên người lại mang thêm giáp nặng 40 cân, tổng cộng trên cơ thể mang 100 cân. Bất quá đối với cực hạn huấn luyện, thì ba năm đã qua của tần vũ căn bản không đáng kể. Ta nhớ lại khí lực khi đó. Tần vũ lúc đó đang nghĩ về tám vị cao thủ ngoại công bất giác nhớ lại lúc đó. Man đống một tay có thể nâng được 800 cân, và toàn thân có thể mang được nghìn cân một cách dễ dàng Tần Vũ so với họ còn kém nhiều lắm, nhưng Tần Vũ đã quên một điều là nó mới chỉ tu luyện 3 năm. Nếu không phải sau khi Triệu Vân Hưng rời khỏi nó phát hiện ra diệu dụng của việc tu luyện nội lực thì không thể đạt tới cảnh giới đó mà phải mất ít nhất 6 7 năm. Hơn nữa con đường tu luyện của Tần Vũ so với các ngoại công cao thủ bình thường khác rất nhiều. Đối với thân thể thì không chỉ nói đến lực lượng mà còn phải nói đến sự linh hoạt, tốc độ, lực bạo phát, khả năng chịu đựng và nhiều thứ nữa lực lượng của tần vũ không thể được như man đống nhưng luận về tốc độ thì man đống còn kém tần vũ rất nhiều tần vũ có tốc độ phi thường hơn nữa thân thể nó lại linh hoạt hơn xa những cao thủ ngoại công bình thường một khối gỗ nổi trên mặt nước không chỉ nhìn vào phần nổi lên mà còn phần chìm bên dưới sự cân bằng rất quan trọng nhìn lướt qua tần vũ đang ngồi trên ghế toàn thân uyển chuyển mạnh mẽ như một con báo ba năm rèn luyện thân thể cũng đã phát triển Tần Vũ cao một mét sáu đã từ một hài đồng trở thành thiếu niên, có thể so với những người đã thành niên, còn so với những thiếu niên khác thì lợi hại hơn rất nhiều. Khi đó Tần Vũ đang trầm tư, lão sư đã nói rèn luyện ngoại công trước tiên phải rèn luyện một thân thể hoàn mỹ, sau đó mới thông qua thân thể để học tập các loại phương pháp chiến đấu. Bất quá phương pháp chiến đấu hay sát nhân không phải một hai ngày có thể học được, ta phải bắt đầu học thôi. Hai mắt Tần Vũ hiện lên vẻ thông tuệ. Ba năm qua, sách y đạo trong thư phòng và nhiều loại sách khác Tần Vũ đều đã đọc hết. Đọc càng nhiều sách thì năng lực tư duy của Tần Vũ càng tăng cao, đã có thể giác ngộ nắm bắt được bản chất của vấn đề. Bằng vào kinh nghiệm nó đã hiểu được thâm ý trong lời nói của Triệu Vân Hưng. Bắt đầu từ hôm nay thì nửa ngày ta sẽ dùng để tiếp tục tu luyện thân thể, nửa ngày còn lại ta sẽ dùng để lĩnh hội các phương pháp công kích của bản thân. Tần Vũ đột nhiên đứng dậy trực tiếp rời khỏi luyện công trường đi tới thư phòng, trên thân vẫn mang theo vật nặng. Tần Vũ mang vật nặng 24 giờ, trong ngày ngoại trừ lúc tắm rửa còn lại hầu như không hề tháo chúng ra khỏi thân mình. Một thân thể hoàn mỹ đã hình thành nhưng sử dụng thân thể này để tiến hành công kích như thế nào? Triệu Vân Hưng đã tự có phương pháp thì Tần Vũ đương nhiên cũng phải tự có phương pháp. Sử dụng phương pháp công kích do bản thân tự nghiệm ra chính là tốt nhất, là phương pháp công kích có uy lực lớn nhất. Tần Vũ hiện tại đã có các yếu tố cần thiết, chỉ cần tự lĩnh hội sáng tạo ra các dạng phương pháp công kích. Chương 15 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Thời gian cứ thế trôi ngoại trừ thời gian dành để tu luyện thì đại bộ phận thời gian còn lại tần vũ đều sử dụng để tự lãnh ngộ phương pháp công kích nó đã tự lãnh ngộ ra được rằng phương pháp công kích các yếu tố đều dựa trên ba phương diện thân pháp công kích cận chiến và vũ khí thân pháp thân pháp kết hợp với sự di chuyển có liên quan đến khả năng phòng ngự khả năng cận chiến và liên quan đến cả khả năng truy tung hay đào thoát đối với thân pháp tần vũ đã đặt ra những yêu cầu sau tốc độ phải nhanh như thiểm điện và linh mẫn như thỏ Nghiên cứu thân pháp thì phải nghiên cứu cả thuật kỳ môn độn giáp, đồng thời phải nghiên cứu các chủng loại thân pháp khác nhau. Cận chiến. Trong quá trình huấn luyện, Tần Vũ phát hiện bản thân giống như đang khiêu chiến với cực hạn, giống như nhiệt huyết đang dâng trào khi lựa chọn công kích, lựa chọn tu luyện cận chiến. Cận chiến lập tức có thể quyết định sinh tử và vô cùng hung hiểm đối với sinh mệnh tràn đầy sự kích thích. Vũ khí. Cho đến giờ Tần Vũ vẫn chưa quyết định sẽ sử dụng vũ khí nào. Đao thương côn bổng và thập bát ban vũ khí các loại mỗi vũ khí đều có đặc thù riêng tần vũ vẫn thích sử dụng quyền cước chí ít tạm thời vẫn chưa thể quyết định sẽ sử dụng vũ khí nào trong thư phòng tần vũ trong tay cầm một quyển sách có tên là kinh dịch ồ chương này nói về đạo lý tự hồ tự hồ giống như trang thứ ba của tổ long quyết nói về thân pháp vân long cử hiện có phần giống nhau tần vũ nói thầm sau đó đóng quyển sách trên tay lại trong lòng tự nhiên đang bắt đầu sắp xếp lại các kiến thức đã có một loạt các loại nguyên lý thân pháp đã biết qua hoặc là thuật kỳ môn độn giáp không ngừng chạy qua suy nghĩ của tần vũ Lục nghi, Tam kỳ, Bát môn, Cử tình bố cục lại thành Thế kỳ môn độn giáp. Bát môn tạo thành Đỗ, Thương, Cảnh, Hư, Sinh, Tử, Kinh, Khai. Kỳ môn phân ra Thiên, Môn, Địa ba loại tức là Tam tài. Các khái niệm cơ bản của Kỳ môn độn giáp xuất hiện trong đầu Tần Vũ. Đó là những điều tối cơ bản nhưng cũng là những cơ sở quan trọng nhất. Vô số trận pháp độn thuật đều từ những đạo lý tối cơ bản đó biến hóa mà thành. Các loại thân pháp huyền ảo hoặc ít hoặc nhiều đều bị ảnh hưởng. Tần Vũ vì tu luyện ngoại công nên thân thể không hề có nội lực. Các loại khinh công thân pháp bình thường không thể tu luyện được phải tự sáng chế ra thân pháp dành riêng cho bản thân. 68 loại bí tịch nội công hầu như đều có kèm theo các loại quyền pháp nội công, đao pháp, thân pháp và nhiều thứ khác. Thậm chí 28 bí tịch ngoại công đều có dạy các phương pháp công kích Tần Vũ bao gồm sở, học trăm nhà quan sát 96 phương pháp công kích nội ngoại công và các loại thân pháp, sau đó kết hợp với những hiểu biết về kỳ môn độn giáp và kinh dịch của bản thân tổng hợp lại, theo đuổi một loại thân pháp tiềm tàng. Thực sự điều này khó khăn phi thường nhưng Tần Vũ, cả ngày và đêm sau khi kết thúc huấn luyện thân thể đều nỗ lực nghiên cứu. Muốn tu luyện đến ngoại công cực trí tất phải nghiên cứu y đạo, đó chính là điều đầu tiên Triệu Vân Hưng dạy Tần Vũ. Lúc này Tần Vũ đang nhìn qua các loại thư tịch y đạo Ba năm qua Tần Vũ đã đọc rất nhiều sách y đạo, và trong lòng đã hiểu được rất nhiều điều. Mỗi một phân lực lượng, mỗi một phân công kích đều phải khiến cho địch nhân trả giá cao nhất. Một trường tấn công vào bụng đối phương, cùng lắm cũng chỉ làm cho đối phương đau đớn, nhưng cũng là một trường đó có thể cắt cổ họng lấy mạng địch nhân. Tần Vũ gặp quyển sách lại hai mắt lóe sáng. Cơ thể con người có những điểm nào yếu hại trong đầu Tần Vũ đã nhớ rất rõ. Tại thân thể thì những chỗ khớp xương chính là nơi kinh mạch giao hợp, khí huyết lưu thông, công kích chỗ yếu hại chính là công kích các trọng huyệt công kích vào những chỗ yếu hoặc dùng cầm nã thủ để bẻ gãy các khớp xương của đối phương và nhiều điều khác tổng hợp lại tần vũ đã hiểu nguyên lý công kích mỗi phân lực lượng sử dụng phải gây ra những chấn thương lớn nhất tuyệt đối không được lãng phí một chút lực lượng một tay có thể nâng được trăm cân thì có thể đạt đến lực công kích đến hai trăm cân đối với cao thủ thậm chí có thể gia tăng lực công kích lợi hại hơn nữa muốn đạt được điều đó thì phải từ các phương pháp nỗ lực thân pháp công kích chỗ yếu hại lợi dụng thiên thời địa lợi xung quanh lợi dụng biến hóa tâm lý của đối thủ và nhiều loại tình huống khác để thực hiện về điều này tần vũ rất tự tin nó có tốc độ lực bạo phát sự linh hoạt và nhiều phương diện nữa về mặt thân thể lại có các loại bí tịch khác để tham khảo lúc chính ngọ tại luyện công trường những mộc nhân cơ giới được đặt khắp nơi trong luyện công trường thành mộc nhân hạng những mộc nhân này là thành quả tuyệt đỉnh của những đại sư về cơ giới Vượt qua mộc nhân hạn thực sự là vô cùng khó khăn, có thể làm được điều đó tuyệt đối phải là những người phi thường. Hôm nay Tần Vũ quyết định lợi dụng mộc nhân hạn để luyện tập khả năng cận chiến của bản thân. Tần Vũ đứng trước mộc nhân hạn không hề chuyển động, rồi đột ngột tiến nhập vào trong mộc nhân hạn, khiến cho toàn thân va chạm mạnh vào mộc nhân đầu tiên làm cho toàn bộ mộc nhân hạn khởi động. Tần Vũ trong mắt thể hiện sự bình tĩnh. Phanh, 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 phanh. Hai tay như chớp cực nhanh công kích trực tiếp tới những khớp nối của mộc nhân, hai chân thì tập trung phòng ngự nhưng khi có cơ hội thì một cước có thể đoạn mộc tốc độ của tần vũ cực nhanh vì lúc đó nó đã tháo hết những vật nặng mang trên người tần vũ đã minh bạch rằng nếu như mang cả trăm cân vật nặng trên người thì căn bản nó không thể phá được mộc nhân hạng tháo bỏ trăm cân vật nặng trên người nên tốc độ của tần vũ cực nhanh có điều mộc nhân hạng có quá nhiều mộc nhân tần vũ hoàn toàn bị vây giữa những mộc nhân và bị công kích liên tục nó chỉ kịp lăn mình xuống dưới và lập tức thoát khỏi mộc nhân hạng tốt, mỗi một mộc nhân đều có các khớp nối tương tự với thân thể con người. Hiệu quả của việc tu luyện sẽ rất tốt. Tần Vũ hai mắt phát sáng, lại tiến nhập hạng mộc nhân. Mộc nhân hạng trong kế hoạch của Tần Vũ bất quá chỉ là phương pháp huấn luyện dễ dàng. Trên mộc nhân hạng còn có đồng nhân hạng đương nhiên không chỉ dùng đồng để thiết kế đồng nhân, mà còn có vỏ làm từ đồng thiết. Mộc nhân hạng, những con rối bằng gỗ, dùng luyện tập võ công. Như vậy khi đồng nhân công kích dĩ nhiên phải có sức phòng ngự cao hơn nhiều. Tần Vũ vẫn chưa có chủ ý quyết định sẽ sử dụng vũ khí nào, Đêm đã khuya, tại mật thất Tần Vũ đang cẩn thận quan sát các phương pháp công kích trong mỗi quyển bí tịch. Trong đó đa phần là đao kiếm, có một số ít là các loại vũ khí đặc dị. Hừm. Tần Vũ đột nhiên mở một quyển bí tịch nội công trong một chương có giảng về kiếm pháp, tàn ảnh kiếm pháp của bồn môn là loại kiếm pháp chuyên dùng để ám sát, tuy nhiên nói về kiếm pháp ám sát cận chiến, thì đứng đầu phải kể đến Vu thị nhất kiếm, Bất kể là giết ai, sát thủ Vu Thị đều chưa hề thất bại, năm đó còn được xưng tụng là đệ nhất sát thủ trong truyền thuyết của tổ chức sát thủ mang tên Thiên Võng. Tần Vũ thất kinh. Cái tên Thiên Võng Tần Vũ đã được nghe qua. Đó là một tổ chức sát thủ cổ xưa có đến hàng ngàn năm lịch sử, thế lực ảnh hưởng lên toàn Tiềm Long đại lục. Lịch sử của ba quốc gia tại Tiềm Long đại lục cũng không lâu dài bằng Thiên Võng. Sát thủ của Vu Thị đã được xưng tụng là đệ nhất sát thủ, thì thủ đoạn sát nhân khẳng định phải vô cùng lợi hại. Đột nhiên Vu thị nhất kiếm, Vu thị nhất kiếm, trong trang thứ ba của Tổ Long Quyết hình như đã đề cập đến điều này. Tần Vũ cẩn thận xem xét Tổ Long Quyết, trong trang giấy màu vàng thứ ba của Tổ Long, Quyết thì gần một nửa là bí tịch nội công, nửa còn lại là nói về thân pháp Vân Long Cửu Hiện, quyền pháp Viêm Long Quyền, kiếm pháp Cửu Dương Liệt Thiên Kiếm, còn cái gọi là Vu thị nhất kiếm thì chỉ được miêu tả một ít ở dưới cùng, lúc đầu Tần Vũ không hề để ý nhìn đến, lúc này tần vũ mới minh bạch được vu thị nhất kiếm trong không hề bắt mắt trong tổ long quyết lại là thứ kiếm pháp của đệ nhất sát thủ trong truyền thuyết nội công tâm pháp trong tổ long quyết hấp thu linh khí thiên địa với tốc độ cực nhanh trong các loại nội công tâm pháp thì tuyệt đối là đệ nhất thân pháp vân long cửu hiện quyền pháp viêm long quyền kiếm pháp cửu dương liệt thiên kiếm đều vô cùng lợi hại nhưng đều cần nội công tổ long quyết phối hợp để tu luyện nên tần vũ chỉ có thể nhìn mà không thể luyện trong phần cuối của trang giấy tần vũ cuối cùng cũng tìm thấy những tin tức liên quan đến vu thị nhất kiếm a, à, ta hoàn toàn có thể tu luyện theo phương pháp của Vu thị nhất kiếm. Tần Vũ hai mắt sáng lên, trong lòng như vừa trải qua một trận bão tố. Mọi người không ai có thể tưởng tượng được là trong tổ long, quyết lại có phương pháp tu luyện Vu thị nhất kiếm. Tần Vũ lập tức đọc một cách cẩn thận, nhưng càng đọc thì sắc mặt càng trắng bệch, sau cùng thậm chí còn hơi tái xanh. Chương 16 ủng hộ kênh qua linkhalayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Vu thị nhất kiếm chính là kiểu phương pháp tu luyện tàn khốc phi thường, là tuyệt kỹ bí truyền của Vu thị gia tộc, nhưng không hiểu vì sao lại xuất hiện tại Tổ Long Quyết. Mỗi thế hệ của Vu thị đều chọn những bé trai làm hậu nhân kế thừa Vu thị nhất kiếm. Từ khi những bé trai đó mới sinh ra đã bị hủy dung mạo sau đó, Vu thị gia tộc âm thầm phân phối những đứa bé đó vào các khu phố nghèo khó, đứa bé phải chịu đựng thân phận kẻ hầu người hạ thêm vào đó, khuôn mặt lại bị hủy hoại nên phải chịu sự ghẻ lạnh của mọi người khiến tâm tính biến chuyển trở thành vô cùng phẫn hận thế gian. Sau đó Vu thị gia tộc sẽ đưa chúng trở lại và truyền cho nội công chuyên môn đồng thời tiến hành đặc huấn Vu thị nhất kiếm. Đặc huấn này rất đơn giản chỉ là huấn luyện cách sát nhân. Trước tiên sử dụng tử thi để huấn luyện khiến cho người được tuyển chọn không ngừng việc công kích vào những chỗ yếu hại của tử thi. Mỗi một tử thi đều bị công kích vào những chỗ yếu hại, trên người bị đâm hàng trăm nhát cho đến khi thối giữa mới được thải hồi cho đến khi tuyển nhân đạt đến mức nhắm mắt cũng có thể dễ dàng công kích vào chỗ yếu hại của địch nhân thì sẽ liên tục giao nhiệm vụ cho để thực hiện vu thị nhất kiếm nhất kích sát nhân cộng lại chỉ có hai bước tàng kiếm xuất kiếm vu thị nhất kiếm không xuất thì thôi đã xuất tất sát nhân đơn giản đơn giản đến phi thường đơn giản khủng khiếp nhưng lại được xưng tụng là ám sát đệ nhất kiếm những bé chạy bị hủy dung mạo chịu đựng sự ghẻ lạnh và kỳ thị của thế nhân, không hề có bằng hữu thân tình tương trợ lại thường xuyên luyện tập thời gian dài cùng, với tử thi không ngừng cho đến khi tử thi mục nát ra. Thật là một kiểu huấn luyện biến thái đầy ác tâm. Tần Vũ sắc mặt đanh lại, tưởng tượng đến những đứa bé bị hủy dung mạo, lại sử dụng tử thi để huấn luyện chúng, thì cái gọi là Vu thị nhất kiếm khiến cho Tần Vũ cảm thấy được sự hiểm ác của nó. Thật là một phương pháp quá biến thái để bồi dưỡng nên một sát thủ. Sát khí của Vu thị truyền nhân tối quỷ dị và kinh thế hãi nhân. Trên Tổ Long Quyết, cuối cùng cũng đưa ra đánh giá và phán định về Vu thị nhất kiếm như vậy, khiến trong lòng Tần Vũ như đông cứng lại. Suy nghĩ một lát Tần Vũ đã hoàn toàn minh bạch, vì sao Vu thị nhất kiếm lại đáng sợ như vậy, vì sao Vu thị nhất kiếm lại được tôn xưng là ám sát đệ nhất kiếm. Tần Vũ sắc mặt tràn ngập sự kinh hãi, đáng sợ, đáng sợ, kẻ đã thiết kế ra phương pháp huấn luyện Vu thị nhất kiếm này, quả thật vô cùng đáng sợ. Những đứa bé bị hủy dung mạo, từ khi mới sinh ra phải nhận sự kỳ thị không có ai thân tình, nên tâm lý hoàn toàn bị bóp méo, sau đó lại có thời gian dài huấn luyện cùng với tử thi, cả ngày kết hợp với tử thi và chỉ biết không ngừng chấp hành nhiệm vụ. Chính là vì lệ khí tự nhiên hình thành trong những đứa bé đó, kết hợp với lệ khí từ những tử thi thì càng khủng bố kinh nhân. Một khi chúng sát nhân, thi bạo phát ra một cỗ lệ sát khí khủng bố khiến cho đối thủ tâm thần đại loạn. Tần Vũ hít thở sâu hai hơi dài mới cảm thấy bình tĩnh lại vì thường chỉ cô độc một mình nên tần vũ đã tự tạo thành một thói quen khảo nghiệm kỹ các sự tình vu thị nhất kiếm được xưng tụng là ám sát đệ nhất kiếm tổng lại chỉ có hai phương diện đầu tiên là bồi dưỡng thành khí thế hãi nhân thứ hai là xuất kiếm tối đơn giản tần vũ trong lòng tự tổng kết bé trai từ khi sinh ra đã bắt đầu bồi dưỡng nên lệ khí ẩn trong thân mình đến khi thành niên thì lại càng thập phần khủng bố khi sát nhân thì bạo phát một cỗ lệ khí khiến cho đối thủ tâm cảnh đại loạn vào thời điểm đó thì xuất kiếm cực nhanh nhất kiếm sát địch Vu thị nhất kiếm tựu chung lại chỉ có hai bước tàng kiếm, xuất kiếm. Đối với cử địch, tàng kiếm làm cho người khác không cảm giác được kiếm của mình tồn tại. Xuất kiếm chính là lợi dụng khi người ta căn bản không kịp phản ứng, mà tấn công đồng thời nhất kiếm sát địch không để xảy ra một sai sót nào. Bồ dưỡng nên khí thế đáng sợ đó thì xuất kiếm vô cùng tàn ác, thật sự đó là một khí thế hãi nhân. Vu thị nhất kiếm chính là phương pháp ám sát đệ nhất. Tần Vũ trong lòng khẽ thở dài, tuy rằng tàng kiếm, xuất kiếm vô cùng giản đơn nhưng thực sự là tinh túy vô cùng. Bất quá Tần Vũ đã minh bạch một điểm nếu không có lệ khí đáng sợ đó, Vu Thị Nhất kiếm tối đa chỉ là một loại kiếm pháp ám sát lợi hại, chứ không thể được xưng tụng là ám sát đệ nhất kiếm. Ta không thích phương pháp biến thái này, bất quá Vu Thị Nhất kiếm có cái gọi là tàng kiếm, xuất kiếm thập phần hợp với tâm ý của ta. Tần Vũ trong lòng vô cùng cao hứng. Bình thường ta tàng kiếm chỉ sử dụng phương pháp cận chiến, đến khi bất đắc dĩ mới xuất kiếm. Tốt, ta sẽ sử dụng vũ khí là đoàn kiếm, tần vũ thích nhất là sử dụng quyền pháp và cước pháp để chiến đấu sở dĩ nó chọn đoàn kiếm là vì đoàn kiếm có thể giấu sát trong thân mình tại sát na xuất kiếm có thể trực tiếp lấy tính mạng địch nhân nghĩ đến thời khắc quyết định sinh tử đó tần vũ cảm thấy như có ngọn lửa cháy trong cơ thể nhiệt huyết dâng lên đối với các phương thức chiến đấu cận chiến phân cân thác cốt trực tiếp sử dụng quyền cước công kích vào chỗ yếu hại của địch nhân tay có thể biến thành quyền nhưng cũng có thể biến thành chảo có thể biến thành đao chân có thể biến thành tiên cũng có thể biến thành đao, có thể biến thành côn, có thể biến thành phủ. Cận chiến khiến cho con người hưng phấn nhất. Tần Vũ nhìn vào bề mặt của mục nhân được chế tạo như bộ xương người, biến tay thành chảo tấn công vào các khớp của mục nhân cùng lúc hai tay giống như ao ảnh tấn công tới. Những khớp nối của mục nhân đã hoàn toàn bị biến thành bụi phấn. Trong ôn tuyển ở Tây Uyển, Tần Vũ trong đó như du long dỡn nước đồng thời hai tay không ngừng xuất quyền, thậm chí phía dưới có thể nhìn thấy được bóng của quyền ảnh. Tốc độ của Tần Vũ quả thật rất nhanh, sau ba năm huấn luyện không ngừng nghỉ tần vũ đã nắm bắt được đặc tính của nước khi ở trong nước nó có thể kết hợp với thủy thế nên nước căn bản không biến thành trở lực ở trong nước thì tần vũ như một tiểu ngư nhi vô vùng linh hoạt tần vũ à liên ngôn vừa cười vừa bước vào tây uyển bồng tần vũ đột nhiên vọt lên khỏi mặt nước rồi nhảy lên bờ hai tay chạm vào mặt đất lộn một vòng rồi hạ xuống liên gia ra tần vũ vừa cười vừa đi về phía liên ngôn đột nhiên một cơn gió nổi lên thổi vào thân thể của tần vũ tần vũ bất giác thân hình hơi chuyển động bất ngờ hướng tới liên ngôn với một tốc độ kinh nhân khiến liên ngôn không ngăn được sự kinh ngạc trong mắt tần vũ đột nhiên bạo phát một tia sáng với lực lượng kinh nhân thời khắc đó nó như bị lôi điện kích chúng nên toàn thân bất động vừa rồi vừa rồi tần vũ với sự việc vừa phát sinh vừa rồi kinh hãi vô cùng khi ở trong nước tần vũ sử dụng phương pháp lợi dụng hỗ trợ của thủy thế để gia tăng tốc độ lên rất cao nhưng trên mặt nước khi cơn gió vừa rồi nổi lên thì tần vũ trong lòng đang nghĩ đến liên ngôn tự nhiên không để ý đã sử dụng cùng phương pháp hỗ trợ của thủy thế khi thật là sử dụng với cơn gió nước có trở lực gió có trở lực không khí có trở lực thì thật mọi thứ đều có trở lực chỉ là nước có trở lực rất lớn nên ta có thể sử dụng thủy thế tại sao lại không sử dụng phong thế để tăng tốc độ di động và gió sẽ không còn là trở lực nữa tần vũ trong lòng vô cùng kích động tần vũ con liên ngôn nhìn thấy vẻ hoảng hốt đó bèn nói tần vũ căn bản không hề quay đầu lại chỉ khua tay nói liên ra ra có gì để nói sao nhé nói rồi nhắm mắt lại tự bản thân chìm trong cảm ngộ sử dụng thân thể để cảm nhận được trở lực vô hình của gió tốc độ tốc độ của con người rất nhanh bình thường khi di chuyển không thể cảm nhận được trở lực của không khí nhưng khi di chuyển tốc độ càng nhanh thì trở lực của không khí càng lớn khi tốc độ đạt đến cực hạn thì trở lực của không khí chính là một trở ngại rất lớn làm thế nào để trở lực không còn là trở lực để có thể gia tăng tốc độ nghĩ đến vấn đề này trong lòng tần vũ lập tức có mục tiêu liền lập tức giả soát lại thân pháp của bản thân thời khắc đó tần vũ đột nhiên minh bạch được rằng đây chính là con đường đi cho thân pháp của bản thân nó nó nhắm chặt hai mắt chầm chậm bước đi cảm thụ trở lực của gió giống như là cảm nhận trở lực của nước chỉ là trở lực của gió nhỏ hơn trở lực của nước rất nhiều muốn thuận theo phong thế là điều vô cùng khó khăn tần vũ đã có kinh nghiệm với thủy thế thời khắc đó cảm nhận được tốc độ nhanh hơn đồng thời thuật kỳ môn độn giáp đã bị tần vũ hữu ý dung hợp vào trong đó ngày qua ngày chống lại áp lực của nước mang theo vật nặng trên người luyện chỉ lực luyện năng lực phản ứng trong trận pháp bao cát luyện cường độ thân thể bằng mộc bổng luyện cận chiến trong mộc nhân hạng thi triển vô thị nhất kiếm trên hình nhân cảm ngộ thân pháp từ phong lực của không khí hấp thu nội lực tăng cường sự bền bỉ và tiềm lực của cơ bắp sức ăn tăng lên, xương cốt và cơ bắp cũng nhanh chóng biến đổi theo, lúc này chính là giai đoạn cơ thể dậy thì của Tần Vũ. Cực hạn huấn luyện hoàn mỹ không ngừng làm cho cơ thể trở nên hoàn hảo, sức mạnh cũng nhanh chóng tăng lên. Thân pháp đã gần như hoàn thành giúp Tần Vũ di động cực nhanh, đối với trở lực của gió và không khí càng ngày càng nhỏ, trong phủ của Trấn Đông Vương tại Thiết Phong Thành. Tần Đức đang nhìn vào địa đồ quân sự, trên đó có các ấn ký với màu sắc khác nhau. Đông vực tam quận màu đen, địa phận của sở vương triều màu hồng, Tần Đức nhìn vào địa đồ quân sự trong mắt lóe lên sát ý, mỗi ngày y đều tới đây hai lần và đứng bất động nhìn vào địa đồ. Vương gia, từ Vân Vũ Sơn trang truyền đến tin tức, một hắc y nhân chính là Từ Nguyên đi tới. Nghe thấy Từ Vân Vũ, Sơn trang sự chú ý của Tần Đức rốt cuộc cũng rời khỏi địa đồ, liền quay đầu lại hỏi, "Nói đi, có tin tức gì?" Từ Nguyên lập tức đáp, "Vương gia, trong thư nói vương gia an bài ba vị cao thủ nội công chuyên môn âm thầm bảo vệ tiểu Vũ, nhưng họ quyết định sẽ quay trở về quân đội." Tần Đức không ngăn được sự nghi hoặc vì ba người này Tần Đức hiểu rất rõ, tuy họ chỉ là hậu thiên cao thủ nhưng khi liên thủ lại thì sức tấn công là rất lớn, lại tuyệt đối trung thành. Thật sự y không hiểu vì sao họ lại tùy ý làm ngược lại mệnh lệnh của mình. Nói đi, nguyên nhân là gì? Tần Đức lạnh giọng hỏi. Từ Nguyên nhìn sang bức thư trong tay, trên mặt hiện lên tia quái dị nói, theo như trong thư nói Vương gia Nguyên đã việt phái ba vị cao thủ nội công âm thầm bảo hộ Tiểu Vũ. Có điều, có điều. Nói đến chỗ đó, Từ Nguyên tự hồ như thấy có điểm không hợp lý, không cần biết đó là nguyên nhân gì, nói nhanh lên. Tần Đức quay sang Từ Nguyên tra hỏi. Từ Nguyên thần sắc quái dị chỉ có thể nói, "Vương gia, theo như trong thư nói vương gia tuyển ba vị cao thủ nội công, chỉ là hiện tại họ căn bản không thể theo kịp tốc độ di chuyển của tiểu Vũ, nên không thể âm thầm bảo vệ tiểu Vũ được." "Cái gì? Không thể theo kịp, không có khả năng." Tần Đức im lặng, lúc đó chỉ biết trợn tròn mắt. Năm đó Tần Vũ mới 12 tuổi. Chương 17 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Tần Đức không cách nào tin kết quả lại như vậy, từ nguyên cũng giống vậy rất khó tin, có lẽ nào người của Vân Vụ Sơn Trang dám lừa dối Tần Đức. Vương gia, từ nguyên quan sát Tần Đức, Tần Đức đã bình tĩnh lại, chỉ còn lại đôi chút trầm tư, sau đó đưa mắt nhìn từ nguyên nói, ba nội công cao thủ bí mật bảo hộ Vũ Nhi khả dĩ có thể quay về rồi, từ nay về sau, không cần có người bí mật bảo vệ Vũ Nhi nữa, Tần Đức nhìn qua song cửa sổ, hướng lên bầu trời, trên mặt hé lộ một tia vui mừng, thầm nói, Vũ Nhi trưởng thành rồi, không cần sự bảo bọc của ta nữa, điều nó cần là kinh lịch phong vũ, cuối cùng rồi cũng vỗ cánh bay cao, bay xa tận cửu thiên. Vương gia, có nên để Tiểu Vũ tham dự vào kế hoạch không? Từ Nguyên đột nhiên nói. Tần Đức sắc mặt lạnh đi, không một chút do dự trực tiếp nói, không được, Vũ Nhi tuy thực lực không tồi, nhưng cùng thập vạn đại quân thậm chí bách vạn đại quân chiến đấu, một khi bị bao vây, bản thân căn bản không có chút hữu dụng trừ phi bản thân nó thực lực đạt tới tiên thiên cảnh giới, có khả năng tại thiên quân vạn mã có thể bảo trụ tiểu mệnh. Hơn nữa Vũ Nhi nó chưa từng dụng binh, sở dĩ trừ phi đạt tiên thiên cảnh giới, nếu không tuyệt đối không thể để nó tham dự kế hoạch được. Vâng, từ Nguyên Tuân Mệnh nói, từ Nguyên, vài ngày nữa là ngày rỗ của tĩnh Di. Tần Đức đột nhiên trở nên thương tiếc, bên cạnh từ Nguyên khẽ gật đầu không nói. Tần Vũ không ngừng khắc khổ huấn luyện, ban đêm thì vận tổ long quyết, dùng nội lực dung nhập sâu vào cốt nhục, khiến cho cơ bắp toàn thân ngày càng dẻo dai, trong lúc khắc khổ rèn luyện thân thể, đồng thời huấn luyện cận chiến, không ngừng hoàn thiện thân pháp, cùng với tu luyện vô thị nhất kiếm, mỗi ngày duy chỉ có 3 giờ ngâm mình trong ôn tuyền là thời gian Tần Vũ nghỉ ngơi. Trong lúc huấn luyện kịch liệt, thời gian không ngừng trôi, chớp mắt Tần Vũ đã được 13 tuổi. Trời khuya đầy sao, Tần Vũ lúc này không tu luyện nội công hấp thu nội lực mà lại đang ngắm sao trên trời, bên cạnh chỉ có một hắc ưng dáng vẻ rất hãi nhân, làm cho khí thế càng trở nên lăng lệ, vô luận là tròm lông màu vàng trên đỉnh đầu như vương miện, hay lớp lông đen tuyền, cùng với chiếc mỏ và móng vuốt sắc lạnh, tất cả những thứ đó làm cho Tần Vũ rất ngạc nhiên vì sự lợi hại của Tiểu Hắc, nhưng không cách nào biết được là Tiểu Hắc thuộc về loại chim nào. Tiểu Hắc a à, năm 7 tuổi ta thu thập người, tới nay đã 6 năm rồi, 6 năm ta không ngừng tìm hiểu xem ngươi là loại chim gì, ngươi có phải là chim ưng không? Tần Vũ sờ lên đầu Tiểu Hắc thân thiết nói. Tiểu Hắc rất thích được Tần Vũ vuốt ve, con mắt linh lợi nhìn Tần Vũ phát ra vẻ lưu luyến mãnh liệt, cực hạn huấn luyện đã trọn vẹn được 5 năm. Thân thể Tần Vũ biển đổi một cách phiên thiên phúc địa, nếu Triệu Vân Hưng có tới nhất định không thể tin được, tất cả nội lực dung nhập vào trong cơ bắp làm cho thân thể Tần Vũ biến đổi càng nhanh hơn, 5 năm cực hạn huấn luyện với người thường ngỡ như là 10 năm. Thêm vào ôn tuyển đặc biệt ở Vân Vũ Sơn Trang, thủ pháp massage của y đạo cao thủ ông nhàn kết hợp với bồi dược tửu, cùng các chân quý dược liệu mà với thế lực to lớn của Trấn Đông Vương có được, đương nhiên quan trọng nhất là bản thân Tần Vũ huấn luyện khắc khổ, nhưng không kể hoàn cảnh thế nào, tối trọng yếu là do nỗ lực của mỗi cá nhân. Trong tâm Tần Vũ huấn luyện kiên định, 5 năm ngày nào cũng như ngày nào, khiến cho Tần Vũ 13 tuổi đã trở thành một ngoại công cao thủ. Tần Vũ lúc này thân cao gần mét 7 toàn thân cơ bắp vô cùng hòa hợp, dáng vẻ thôn dài, quan sát kỹ thân thể Tần Vũ, tựu chung mọi người đều không tự chủ, mà nghĩ tới hai cụm từ sức mạnh bùng nổ và tốc độ. Tiểu Hắc tới Vân Vũ Sơn Trang tổng cộng được 7 năm rồi, Phụ Vương tới được 4 lần, tần vũ nhìn lên tinh không ánh mắt có vẻ thư thái năm năm cực hạn huấn luyện tâm tính tần vũ đã được tôi luyện như vào hoàn cảnh này tựa như tâm lý của một người trưởng thành cùng với độ tuổi trưởng thành tần vũ dần hiểu được phụ vương đoán ra được vài chuyện phụ vương người rất quan tâm tới ta ta có thể cảm nhận được như nhiều năm nay phụ vương liên tục khổ tâm hoạch định kế hoạch sở dĩ không có thời gian lại kèm cặp ta đại ca nhị ca đã tham dự vào kế hoạch đó chỉ còn ta một mình vô tư lự tại vân vũ sơn trang hưởng phúc trong mắt tần vũ mang theo một chút bất lực dù cho đó là kế hoạch gì ta không biết phụ vương người không nói với ta nhìn phụ vương mệt mỏi ta càng không nên gây thêm bận rộn tần vũ lắc đầu cười khổ nói kế hoạch đó có những gì tần vũ không hề biết làm sao hắn có thể giúp huống chi phụ vương tần đức căn bản không nói cho hắn một điều gì phụ vương tại hồng hoang bên trong quân đội đại ca đã ở đó nhị ca cũng đã tới đó bọn họ tất cả đều nỗ lực tiến hành kế hoạch thần bí đó ta không nên gây thêm phiền toái Tần Vũ nhớ lại lần Tần Đức tới nói với hắn, Vũ Nhi, con đừng hỏi, đợi tới khi con trở thành tiên thiên cao thủ, Phụ Vương sẽ để con tham gia vào kế hoạch này. Tiên thiên à? Tần Vũ ngừng mặt lên trời than, sau đó mặt điểm một nụ cười. Tần Vũ nói, được rồi, không quản thế nào, không tham gia thì không tham gia. Nỗ lực tu luyện là quan trọng nhất. Trên mặt Tần Vũ hiện lên tia bất cần, trong tâm trí hắn đang nghĩ gì? Tần Vũ ngừng đầu lên nhìn trời sao, bên cạnh tiểu hắc cũng nhìn theo, đêm dài man mắc, một người một ưng yên tĩnh quan sát, đột nhiên bầu trời bỗng tỏa sáng, chỉ thấy một đạo lưu tinh từ không trung loáng qua, chỉ chốc lát, hơn chục đạo lưu tinh, địch thị là mưa lưu tinh hiếm gặp. Mưa lưu tinh. Tần Vũ ngạc nhiên vui mừng kêu lên, sắc mặt vô cùng hưng phấn, mưa lưu tinh, vô cùng hiếm khi xuất hiện, dù chỉ một lần, ít nhất là Tần Vũ trong quá khứ chưa từng thấy qua, chỉ được nghe lên ngôn nói qua về sức hấp dẫn của mưa lưu tinh, rất rực rỡ. Quả nhiên, nhiều đạo lưu tinh bắt mắt và sáng lạng, Chúng hoàn toàn che đi những vì sao khác, mỗi đạo lưu tinh đều bùng lên quang mang vào lúc tối hậu của sinh mệnh, thiêu đốt những năng lượng cuối cùng, phát ra quang hoa khiến nhân tâm rung động. Tần Vũ bình tĩnh quan sát, trong mắt hiện lên nhiều sắc thái thần bí. Lưu tinh, mặc dù ngắn, nhưng thực sự phát ra quang mang mạnh mẽ nhất, trói lọi. Nhân sinh tại thế, thậm chí cả tiên thiên cao thủ cũng chỉ hơn trăm năm. Trong một đời người, sao không học như lưu tinh, kích thích sinh mệnh hữu hạn bùng cháy, nhiệt huyết mênh mông trong mạch máu, khiến cho sinh mệnh phát quang mang sáng chói như vậy có thể chết mà không hối tiếc tần vũ nhìn những đạo lưu tinh đang dần dần tiêu thất bất giác cảm khái nói cực hạn huấn luyện khiến cho tâm tính tần vũ phấn khích vô cùng thậm chí hoan hỉ như thể nhiệt huyết trong người muốn sôi lên điều này cũng là nguyên nhân tại sao tần vũ chọn cận chiến như thời khắc này nhìn mưa lưu tinh trong tâm tần vũ có được thêm nhiều lĩnh ngộ tiểu hắc ta đã nửa năm rồi không tới viêm kinh thành ngày mai chúng ta đi dạo một phen rồi thuận tiện qua vương phủ lấy theo thanh đoàn kiếm ngư trường kiếm nhìn lên đầu tiểu hắc tần vũ nói tiểu hắc nhìn tần vũ phát xuất một tiếng kêu vang dội cả không trung hiển nhiên là rất cao hứng ngư trường kiếm một thanh kiếm được luyện từ sắt từ trên trời rơi xuống sau khi tần vũ tu luyện vô thị nhất kiếm nghe lên ngôn giảng dài qua về sự tình của ngư trường kiếm tần vũ quyết định về vương phủ lấy thanh ngư trường kiếm đó bầu trời dần trở nên tối hơn đây là lúc trước khi trời rạng sáng đợi đến bình minh tần vũ phải trở lại viêm kinh thành Chương 18 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Hay, Tần Vũ toàn thân vận trang phục màu đen, cưỡi trên một con hắc mã cao lớn lao nhanh trên đường, một mình thẳng tiến đến Viêm Kinh thành. Bay phía trên Tần Vũ là một con hắc ưng đang tung cánh, chính là sùng vật của Tần Vũ tiểu hắc. Cảm thụ được những luồng gió tạt tới, Tần Vũ thích thú. Ha ha, cảm giác này thật sảng khoái. Bỏ 200 cân vật nặng trên người ra toàn thân ta phiêu diêu phẳng phất, như mây như gió, Tần Vũ hưng phấn lộn một vòng, giang rộng hai tay để cảm thụ gió thổi sau đó chuẩn xác hạ xuống trên lưng ngựa. Tám tuổi Tần Vũ đã bắt đầu được huấn luyện. Trải qua cực hạn huấn luyện suốt 5 năm, gần như nó không để lãng phí một khắc thời gian nào. Thêm vào đó cơ bắp toàn thân lại không ngừng hấp thụ nội lực và biến đổi, khiến Tần Vũ tu luyện 5 năm đã bằng người khác trải qua cực hạn huấn luyện 10 năm. Tần Vũ xứng đáng được coi là một cao thủ ngoại công tại kinh thành thân pháp nhẹ nhàng phiêu giật tốc độ nhanh như thỏ lực bạo phát và sức mạnh tất cả đều không phải là thứ mà các cao thủ bình thường có thể đạt được hay hay tần vũ hưng phấn điều khiển tuấn mã phi tới để lại sau lưng một đám bụi mù bóng người đã biến mất nơi phía cuối con đường ngựa lao tới cảnh vật hai bên đường nhanh chóng tuột lại sau tần vũ đột nhiên giảm tốc độ và dừng lại sau đó liền nhảy xuống ngựa chạy theo con đường nhỏ dẫn đến một thôn làng Tần Vũ mỗi năm đều một hai lần đến Kinh Thành, lần đầu tiên rời Vân Vũ, Sơn Trang đến Kinh Thành nó đã vào thôn này xin nước uống, và cùng với những hài đồng trong thôn kết thành hảo hữu. Đại Sơn, Tiểu Lộ, Tần Vũ vừa chạy vào làng vừa hét lên. Tiểu Vũ, một thanh niên tráng kiện trong tay cầm sẻng vui mừng chạy tới. Thân trên của thanh niên cởi trần để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, trong đó ẩn chứa sức mạnh rất lớn. Đó chính là hảo hữu của Tần Vũ năm nay 16 tuổi tên là Thiết Sơn. Vũ ca ca từ phía sau xuất hiện một tiểu nữ hài chạy tới ôm lấy cổ tần vũ tiểu nữ hài này chính là muội muội của thiết sơn tên là thiết tiểu lộ năm nay mới tám tuổi tiểu vũ tới đó à chung quanh vài người thôn dân nhiệt tình chào hỏi đối với tần vũ vô cùng quen thuộc tần vũ liền vẫy tay chào lại họ tần vũ không phải là người thường nhưng đối đãi với mọi người rất tốt đó chính là lý do những thôn dân rất quý tần vũ tiểu lộ đại sơn đã hơn nửa năm ta không tới đây các người vẫn ổn chứ vừa âu yếm xoa đầu tiểu lộ tần vũ vừa hỏi mọi việc đều hoàn hảo thiết sơn cười đáp bên cạnh đó tiểu lộ hai mắt bỗng mở lớn đột nhiên sáng lên nói vũ ca ca huynh khát nước rồi để muội đi lấy nước cho huynh nói rồi không chờ tần vũ trả lời đã chạy vào trong nhà lần đầu tiên tần vũ tới nơi này vì nó khát nước nên đến xin nước uống đại sơn ta phải đi ngay tới kinh thành các ngươi có muốn mua gì không ta sẽ mua giúp cho nghe tần vũ hỏi thiết sơn nghĩ một lát rồi lúng túng cười nói ta muốn mua một thanh chiến đao ta đã để dành một số tiền để có thể mua một thanh đao tốt ngươi cứ giữ lại tiền để dành mọi việc cứ để ta lo ta sẽ mua một thanh chiến đao thật tốt cho ngươi tần vũ vỗ vai thiết sơn cười nói thiết sơn hơi lúng túng nhưng lập tức nói như vậy sao được một thanh chiến đao tốt đắt lắm đó làm sao vũ ca ca nước nè tiểu lộ mang một cốc nước chạy tới tần vũ đón lấy cốc nước cười vui vẻ rồi nói với tiểu lộ tự nhiên lại quan tâm thế này có chuyện gì nói đi để vũ ca ca giải quyết Tần Vũ đã nhìn thấu tâm tư của tiểu nha đầu tiểu lộ. Ách chuyện đó. Tiểu lộ cúi đầu xuống, sắc mặt hơi hồng lên sau cùng ngượng ngùng nói, Vũ ca ca, muội muốn có một con búp bê vải, trên đầu có thêu một bông hoa màu hồng thật lớn. Tần Vũ vừa cười vừa véo mũi tiểu lộ một cái nói, ta rõ rồi, một con búp bê vải trên đầu có thêu một bông hoa màu hồng thật lớn. Muội yên tâm, huynh nhất định sẽ mua cho muội. Tần Vũ rất quý tiểu nha đầu tiểu lộ. Khi Tần Vũ tới đây lần đầu thì tiểu lộ mới 4 năm tuổi, uống nước xong tần vũ đưa cốc lại cho tiểu lộ nhìn sang thiết sơn và tiểu lộ nói đại sơn tiểu lộ ta phải tới kinh thành đây khi quay lại ta sẽ mang về các thứ các ngươi cần tiểu vũ con tiền thiết sơn trong tay cầm một đồng tiền không biết nói gì cho phải nhưng tần vũ đã chạy tới tuấn mã nhảy cao hai ba mét rồi trực tiếp ngồi trên lưng ngựa sau một tiếng ngựa hí vang tần vũ đã biến mất khỏi tầm mắt bọn họ vũ ca ca tái kiến tiểu lộ vẫy vẫy tay chào về đến viêm kinh thành tần vũ liền trực tiếp hướng tới vương phủ lý thúc giữ ngựa hộ ta tần vũ từ trên lưng ngựa lộn một vòng rồi hạ xuống đất với tốc độ cực nhanh từ trên bầu trời hắc ưng cũng hạ xuống đậu thẳng lên vai tần vũ hai vụ đại hán thủ vệ của trấn đông vương phủ nhìn thấy tần vũ liền cung kính quỳ xuống nói tham kiến tam điện hạ tần vũ mỗi lần đến viêm kinh thành đều quay về vương phủ nên mọi gia nhân trong vương phủ đều biết tần vũ lần này có lẽ tần vũ muốn thăm phụ vương nên quay về Tổng quản Vương phủ Cát Mân lập tức bước tới nói: "Tiểu Vũ đó à, Vương gia chưa quay về." Cát Mân trực tiếp nói vì Cát Mân biết mỗi lần Tần Vũ về Vương phủ đều đến thăm Vương gia nên đã nói trước để Tần Vũ khỏi mất công. "À." Tần Vũ thở dài một cái, nhưng lập tức cười nói: "Cát gia gia, gia gia đưa ta đến Tàng binh khố, ngươi đi với gia gia." Cát Mân cười nói: "Tàng binh khố không phải là nơi mà phàm nhân có thể đi vào." trong vương phủ có một số nơi vô cùng bí mật như tàng binh khố, bí tịch tàng các, bất quá có thể vào nơi này cũng có vài người. Ngoài vương gia Tần Đức và ba vị điện hạ còn có tử nguyên, liên ngôn và tổng quản của vương phủ, phó tổng quản của vương phủ cũng không có tư cách tiến nhập. Đình đài lầu các, nóc mái chạm trổ, hành lang quanh co, đình viện trùng trùng. Vương phủ chiếm một diện tích rất lớn, Tần Vũ đi theo sau cát mân một lúc lâu mới đến bi khố bi khố nằm sâu dưới lòng đất chính là tàng binh khố, mỗi loại binh khí trong đó đều là những thứ binh khí khó tìm. Tiểu vũ ngươi cứ chọn bất cứ binh khí gì ngươi cần. Gia Gia lui trước đây. Cát mân cười nói. Cát gia, gia Gia, Gia Gia cho người chuẩn bị cho ta một thanh chiến đao, là huyền thiết chiến đao nhé. Với cả chuẩn bị cho ta một con búp bê vải, nhớ là trên đầu phải có thêu một bông hoa màu hồng thật lớn. Tần Vũ hướng về Cát Mân thúc giục. Viêm kinh thành cực lớn, Tần Vũ biết nơi để mua chiến đao nhưng không biết phải mua búp bê ở đâu, để cho gia nhân trong phủ lo liệu là tốt nhất cát mân ngây người búp bê vải trên đầu thêu một bông hoa thật lớn màu hồng cát mân cẩn thận nhìn sang tần vũ không thể tưởng tượng được một người cao lớn như tần vũ lại thích một con búp bê vải bất quá tần vũ đã yêu cầu thì lão không thể cự tuyệt được rồi tiểu vũ đã thích búp bê vải có thêu một bông hoa thật lớn màu hồng thì ra ra sẽ sai người đi mua ngay cát mân vừa cười nói vừa rời khỏi binh khi bi khố nhưng Tần Vũ nhất thời chấn động, ta thích búp bê vài có thêu một bông hoa màu hồng thật lớn. Tần Vũ lập tức phản ứng, quay người cấp thiết nói, cát ra ra. Nhưng lúc đó cát mân đã sớm rời khỏi. Tần Vũ chẳng biết làm gì, chuyện như thế này. Tự nhiên bị ngộ nhận là bản thân thích búp bê vài có một bông hoa màu hồng thật lớn trên đầu. Không tính toán nữa. Tần Vũ cười một tiếng sau đó quay lại cẩn thận tìm kiếm ngư trường kiếm. Trong binh khí bi khố có vô số binh khí, tất cả đều thuộc loại tiên phẩm, đại đa số đều từ các khoáng vật tìm thấy trong hồng hoang và nhiều thứ khác luyện hóa mà thành binh khí được phân ra làm phàm phẩm và tiên phẩm phàm phẩm là những binh khí từ các khoáng vật và nguyên liệu của tiềm long đại lục chế xuất mà thành còn tiên phẩm thì vô cùng khó để sở hữu phải từ khoáng vật trong hồng hoang hoặc lấy nguyên liệu từ các bộ phận của yêu thú trong hồng hoang chế tạo thành tất nhiên đối với phàm phẩm có sự phân biệt thành thượng trung hạ thì tiên phẩm cũng có sự phân biệt thượng trung hạ tiên phẩm ngư trường kiếm chính là một đoàn kiếm thuộc loại hạ cấp tiên phẩm bất quá trong các loại chung đoàn kiếm thì nó là thứ duy nhất ngư trường kiếm tần vũ nhìn vào thanh đoàn kiếm đoàn kiếm rộng khoảng một thốn dài hơn bảy thốn bề mặt có màu đen trông rất tầm thường nhưng thanh đoàn kiếm màu đen này thực sự rất quý hiếm từ chất liệu đặc thù của vần thiết rơi từ vũ trụ xuống chế tạo mà thành tần vũ cầm lấy thanh đoàn kiếm màu đen trên thân kiếm căn bản không hề phản chiếu ánh sáng trong đêm tối sát nhân thì tuyệt đối không thể bị phát giác hay Tần Vũ hơi tay một cái, ngư trường kiếm đã hoàn toàn biến mất trong tay Tần Vũ. Vu Thị Nhất Kiếm có nói đến tàng kiếm, xuất kiếm. Tần Vũ tu luyện trong hai năm kỹ năng tàng kiếm đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Đoàn kiếm đã giấu thì ngoại nhân cản bản không thể phát hiện được. Hơn nữa ngư trường kiếm chỉ dài có bảy thốn đối với khả năng cận chiến của Tần Vũ thì không hề ảnh hưởng. Đột nhiên Tần Vũ lại huy động hữu thủ, trong không khí xuất hiện hai âm thanh nhưng tay phải của Tần Vũ vẫn như bình thường không có gì khác lạ. Nếu như có cao thủ, thì sẽ nhìn thấy ngay thời khắc đó Ngư Trường kiếm xuất hiện trên tay Tần Vũ, nhanh chóng huy động hai lần sau đó lại biến mất trong tay với tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là đã đạt đến cảnh giới tàng kiếm. Phương pháp tàng kiếm trong Vu thị nhất kiếm quả nhiên vô cùng lợi hại, bất quá trong Tổ Long quyết đã miêu tả rằng để luyện đến cảnh giới tàng kiếm, thì phải mất đến 10 năm có vẻ như, mô tả trong Tổ Long quyết không hoàn toàn chính xác, Tần Vũ cảm thán nói. Tần Vũ đã sai Đối với các cao thủ bình thường chính xác phải cần đến 10 năm, nhưng trên thân tần vũ cơ bắp được hấp thu nội lực nên tính linh hoạt cực lớn. Hơn nữa tần vũ lại thường xuyên luyện tập tốc độ và sự linh mẫn của thủ chỉ, đối với cơ bắp thì năng lực khống chế cực cao. Cơ bắp linh hoạt khiến cho khả năng điều khiển cơ bắp lớn, nên tần vũ có thể dễ dàng ẩn giấu ngư trường kiếm. Những cao thủ bình thường làm sao có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy? Tần vũ mới tu luyện tàng kiếm 2 năm nhưng cũng bằng người khác tu luyện cả 10 năm lúc này có thể thấy điều triệu vân hưng nói trước tiên phải luyện một thân thể hoàn mỹ sau đó mới luyện các phương pháp công kích nguyên lý này hoàn toàn chính xác mài đao không để chặt củi thì là đạo lý gì trong binh khí khố có nhiều loại binh khí khác đao thương côn bổng và nhiều thứ nữa nhưng tần vũ căn bản không hề nhìn qua nếu ta tăng cường thêm lực công kích thì rất tốt tần vũ cẩn thận nhìn quanh lực công kích của Tần Vũ là rất lớn nhưng không thể kết hợp với các thần binh lợi khí để chiến đấu, nếu như có thể có thêm hộ thủ để bảo hộ quyền đầu thì rất tốt. Chương 19 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Tìm được một lúc, Tần Vũ rất tiếc phải đầu hàng, trong tàng binh khố chỉ có một cái hộ quyền, cũng hoàn toàn bọc hết cả thủ trưởng, loại hộ quyền đó Tần Vũ cơ bản không thích, đeo loại hộ quyền này trên tay, Tần Vũ không thi triển được một vài loại công kích. Đành vậy, sau này kiếm được khoáng vật tốt luyện chế sau, Tần Vũ chỉ có thể tự an ủi, sau đó rời tàng binh khố. Ngựa chạy như bay, hơn trăm người cưỡi ngựa rất nhanh chạy trên đường lớn, người đi đầu thân cao gần 2 mét là một đại hán man dợ cơ bắp, cực kỳ phát triển, trên thân đại hán đó vận một bộ hắc bào, chung kín cả người, ánh mắt lạnh lùng, rất âm ám. Dừng! Đại hán man rợ dẫn đầu đột nhiên giơ tay lên, quát một tiếng, lập tức hơn trăm kỵ binh đột nhiên dừng lại. Lão Tam, dẫn một đội nhân mã, cướp toàn bộ tiền tài và nữ nhân của thôn đó, cho ngươi 5 phút ta và lão nhị đi trước, chờ ngươi tại dốc núi La Đình Sơn. Đại hán man dợ dẫn đầu hạ lệnh, một cái tiểu thôn như thế, 5 phút, thời gian quá đủ rồi, đại ca yên tâm. Các huynh đệ, đi. Một nam tử gầy độc nhãn mang loan đao dài hét một tiếng, rồi dẫn 50 người phóng tới thôn trang gần đó. Còn tên dã man đại hán cường trắng dẫn theo hai đội nhân mã thẳng hướng La Đình Sơn, nửa thân trên cởi trần thiết sơn tại đầu thôn quốc đất mồ hôi lấm tấm trên lưng hắn tiểu lộ đứng cạnh nhìn hoa hai bên đường ánh mắt ngó nghiêng thả hồn theo suy tư ca ca vũ ca ca lúc nào về tiểu lộ ngước nhìn trời trên trời một tầng mây đen hiển nhiên thời tiết không tốt lắm thiết sơn cười nói tiểu lộ yên tâm tiểu vũ hắn không quên đâu lúc này tâm trạng thiết sơn không kìm được lại nghĩ về chiến đao mà tần vũ sẽ mua thiết sơn bình thường vẫn thích thương lộng bổng nhưng thích nhất vẫn là một cây chiến đao sắc bén a à, có tiếng ngựa vũ ca ca tới rồi tiểu lộ hưng phấn nhìn ra phía xa thiết sơn cảm thấy mặt đất chấn động kịch liệt không phải không phải một người thiết sơn tử tế quan sát chỉ thấy xa xa mấy chục bóng người ngựa nhanh chóng tới gần thiết sơn nghĩ đến một khả năng không tự chủ được sợ đến hồn phi phách tán tiểu lộ chạy nhanh thiết sơn ôm tiểu lộ vội vàng chạy về phía thôn quay đầu nhìn lại lúc này mấy chục tên mã tặc đã tới gần một tên mã tặc giơ chiến đao trong tay lên thiết sơn lập tức hướng về thôn hét lớn mã tặc tới mã tặc tới rồi mã tặc so với cường đạo bình thường lợi hại hơn nhiều bọn chúng có ngựa tới không thấy bóng bỏ đi không thấy dấu vết lại còn khát máu cường đạo bình thường nhiều lắm cũng chỉ cướp bóc thôn dân nhưng mã tặc giết sạch cả thôn thì thật là một chuyện kinh hoàng mã tặc tới rồi Cả thôn hoảng loạn, những người trưởng thành đều lấy vũ khí trong nhà, hoặc là sẻng, hoặc dìu chặt cùi, phụ nữ người già trẻ em thì nấp ở phía sau. Hay! Độc nhãn nam tử dục ngựa chạy nhanh, ánh mắt lạnh lùng, tốc độ của ngựa rất nhanh, đuổi theo thiết sơn, người trong thôn đều lo lắng cho huynh muội thiết sơn, nhưng không ai dám xông lên phía trước, cự ly giữa thiết sơn tới thôn còn xa khoảng trăm mét, phía sau độc nhãn man tử chỉ cách hắn có 10 mét, một tia sáng lóe lên, một thanh loan đao dài xuất hiện trên tay độc nhãn nam tử, ánh mắt độc nhãn nam tử đỏ rực như máu. Dừng tay. Đột nhiên, một người cường tráng xông tới, đó là phụ thân của thiết sơn. Độc Nhãn nam tử nhếch mép cười lạnh, đột nhiên vung cánh tay, thanh loan đao trong bàn tay hóa thành một luồng sáng bay thẳng về hướng Thiết Sơn, Thiết Sơn lúc này đang chú ý sau lưng, thấy thế liền lộn mình lăn dưới đất, may là bình thường vẫn thường luyện tập nên Thiết Sơn tránh được một đòn đó. Độc Nhãn nam tử sắc mặt biến động, hừ một tiếng lạnh lẽo, đột nhiên chân đạp một cái, trực tiếp từ trên lưng ngựa phi tới, loan đao đột một vòng lại, Độc Nhãn nam tử dễ dàng bắt lấy. View, lại một luồng sáng, Thiết Sơn vội vàng lăn người, thoát được một đao hiểm, nhưng a à, tiểu lộ hét một tiếng đau đớn thiết sơn quay đầu nhìn cánh tay phải của tiểu lộ đã bị chặt đứt cánh tay đó rơi bên cạnh tiểu lộ sắc mặt trắng bệch lúc thiết sơn vừa né được hắn thấy cánh tay của tiểu lộ thật sự đã rời thân bị chặt đứt liền chạy tới đó nhưng phụ thân thiết sơn xông lên cản thấy cảnh đó mở to mắt nhìn như rách khóe mắt phốc loan đao thiểm động đầu phụ thân thiết sơn bay ra chớp mắt đã bị giết một nông phu làm sao có thể so cùng một trong ba tên đầu lĩnh mã tặc đây các ngươi nghe đây có bao nhiêu tiền tài và nữ nhân trẻ tuổi mang hết ra ta tự nhiên sẽ tha cho tiểu thôn của bọn ngươi còn không giết sạch độc nhãn nam tử cười lạnh tay cầm thanh loan đao nhỏ máu những tên mã tặc còn lại cưỡi ngựa xông lên bao vây thôn dân chết một luồng gió lướt qua một cái sẻng mang theo một luồng sức mạnh cương mãnh đập chính giữa đầu một tên mã tặc oanh âm thanh đó vang vọng vô cùng đầu tên mã tặc bị đập vỡ máu chảy đầy đất Sắc mặt méo mó hung tợn thiết sơn hai tay cơ bắp cuồn cuộn, nắm chặt sẻng sắt trong tay căm hận nhìn tên mã tặc trước mặt, ồ, dám giết một huynh đệ của ta. Các huynh đệ, thẳng tiến tiêu diệt cả cái thôn này. Chỉ được lưu lại nữ nhân. Độc nhãn nam tử trầm chậm, chậm nói, lúc này hắn đang rất tức giận. Những tên mã tặc khác cũng vẫn nộ không kém, trong mắt chúng một cái thôn bình thường chỉ như thịt cá, ai ngờ một huynh đệ lại chết nơi này. Cha, tiểu lộ. Phụ thân đã bị giết, lại thêm muội muội bị chặt tay đang ngất, Thiết Sơn bừng bừng phẫn nộ, hắn hiện tại chỉ muốn báo cừu, trừng mắt như rách cả khóe nhìn Độc Nhãn nam tử trước mặt. Tay đứt rơi ra, máu tươi bắn tung tóe. Độc Nhãn nam tử dễ dàng sát tử từng thôn dân một, những người thôn dân bị hắn giết không chống trả được chút nào, một người bình thường làm sao so được với một nội công cao thủ. Từng người thôn dân một từ đại thúc, đại thẩm đều bị giết chết, Thiết Sơn hai mắt đỏ rực, trừng rách cả khóe mắt, tới đây, giết ta đi. Thiết Sơn với lấy chiến đao trên thân tên mã tặc vừa bị hắn giết, hướng phía độc nhãn nam tử, nhưng tên độc nhãn nam tử đó dường như đang chọc tức hắn, không hề giết hắn mà lợi dụng khinh công cao minh dễ dàng giết người khác, để Thiết Sơn sau lưng không ngừng đuổi theo. Nhìn người người thân quen bị giết, Thiết Sơn đau đớn phát điên. Dừng tay, đột nhiên một tiếng hét lớn như chớp nổ vang lên, lập tức làm tất cả mọi người rung động. Một tay huyền thiết chiến đao, một tay búp bê vải, Tần Vũ xuất hiện độc nhãn nam tử nhìn tần vũ nhíu mày rồi cười nói vị bằng hữu tại hạ hắc phong mã tặc lão tam bạch tam mọi người gọi là loan đao tam không biết bằng hữu xưng hô thế nào tên bạch tam là một nội gia cao thủ hắn nhận ra thiếu niên trước mặt không phải là người thường tiểu lộ tần vũ nhìn tiểu lộ bị chặt đứt tay sắc mặt tái nhợt tâm trạng đau đớn may mà tần vũ tinh thông y đạo lập tức điểm huyệt cầm máu cánh tay bị chặt tiểu lộ từ từ mở mắt thấy tần vũ khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười vũ ca ca Tiểu Lộ lại nhìn phụ thân đã chết bên cạnh cùng những người trong thôn, không cầm được nước mắt trào ra. "Cha, đại bá, thúc." Nước mắt Tiểu Lộ không ngừng tuôn rơi, đồng thời không chịu được đau nhức, đối với một tiểu nữ hài, sự đau đớn do bị chặt đứt cánh tay thật là khủng khiếp. Tần Vũ nhìn mới nửa ngày trước những thôn dân này, vẫn còn nhiệt tình chào hắn, lúc này đã chết nhiều, sát huyết ẩn chứa trong huyết mạch Tần gia bắt đầu bùng lên, ánh mắt đột nhiên như có tia lửa. Tần Vũ cẩn thận bỏ con búp bê vài bên cạnh Tiểu Lộ, sau đó đứng dậy, lập tức ném huyền thiết đao trong tay qua cho Thiết Sơn, "Đại Sơn, tiếp đao." Thiết Sơn tiếp nhận huyền thiết chiến đao, lúc này có huyền thiết chiến đao quả là hữu dụng. Tần Vũ lại nhìn cánh tay nhỏ bé bị chặt đứt cạnh đó, hắn biết đó là cánh tay của Tiểu Lộ, từ nay về sau, Tiểu Lộ vĩnh viễn là một người tàn tật. Độc Nhãn Nam tử Bạch Tam lúc này vội cười nói, "Bằng hữu, ngươi cũng là một cao thủ, sao lại vì đám dân thường này mà đối đầu với Hắc Phong bọn ta?" thế này đi những nữ nhân này ngươi tùy ý chọn một người thế nào bạch tam có thể nhận ra tần vũ là một cao thủ bình thường cao thủ nào cũng có sư thừa bạch tam không muốn tùy tiện đắc tội với người thêm vào thực lực thiếu niên trước mặt không tồi muốn giết thiếu niên đó mã tặc chết cũng không ích không đáng bọn ngươi tần vũ lạnh lùng nhìn mấy chục tên mã tặc trước mặt tất cả phải chết tần vũ nghiến răng nói đột nhiên Tần Vũ xuất hiện bên cạnh một tên mã tặc, thủ trưởng cong hình ưng chảo bóp vào yết hầu tên mã tặc đó. Tần Vũ lạnh lùng nhìn tên mã tặc, trong ánh mắt tên mã tặc đầy vẻ kinh hoàng. Tần Vũ ưng chảo dụng lực, cách một tiếng, tên mã tặc lập tức đoạn khí. Đồng thời thân hình Tần Vũ chớp động, nhanh như chớp hướng tới tên mã tặc khác. Bước chân như xét, một cước hoành không, phá tan không khí, mạnh mẽ đập vào đầu tên mã tặc. Oanh! Một tiếng vỡ đầu, lại một tên mã tặc chết. Các huynh đệ, không cần lưu tình, giết lúc này bạch tam đã tức giận liền huy động mã tặc xông tới giết tần vũ thân hình tần vũ cực nhanh cả người nhanh chóng tránh ra xa bồng tần vũ dùng chân đá bay một người sau đó nhảy lên dùng gối nện vỡ đầu đối phương cách tần vũ xông lên tung cước đá thẳng vào yết hầu một cước đoạt mạng a à. tần vũ hét lớn quyền chỉ mạnh bạo xuyên thủng bụng đối phương gan bị bóp nát tên mã tặc mắt mở trừng trừng quả thật đã chết rồi bồng tần vũ xoay người đá cước thẳng vào chỗ yếu đốt xương sống tên mã tặc lập tức tê liệt cả người không động đây tần vũ thân pháp huyền diệu người như gió lốc bóng quyền bóng cước liên miên công kích mỗi tên mã tặc riêng lẻ vô pháp chống lại sự công kích của tần vũ bình thường tần vũ chỉ một chiêu giết chết đối phương tối đa cũng chỉ hai chiêu giết chết đối phương công kích chỗ yếu hại uy lực cực lớn nguyên trước đây các kế hoạch huấn luyện của tần vũ đều rất hoàn mỹ hiện tại nói ra tần vũ một tay có thể nâng vật nặng hơn trăm cân lúc bình thường thân thể chịu được hai trăm cân mà nhảy được sức mạnh quyền cước chắc chắn cực kỳ lợi hại tuyệt đối có thể dễ dàng dồn địch nhân vào tử địa còn thân pháp của tần vũ gió không còn là trở lực nữa lại dung hợp thêm thuật kỳ môn độn giáp trên có tốc độ bản thân thân pháp của tần vũ còn xa đám người này mới có thể đạt tới làm sao có khả năng làm sao có khả năng độc nhãn nam tử giữ chặt loan đao, ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Một bóng người với tốc độ khủng khiếp đang di động. Quyền nhanh như điện, cước nặng như núi. Quyền xuất người đảo, cước xuất người bay. Từng tên mã tặc trong khoảnh khắc đã bị giết, trong nửa phút ngắn ngủi, gần 50 tên mã tặc chết gần một nửa. Dừng lại, đánh với ta. Độc nhãn nam tử nhanh chóng dùng khinh công truy cản. Nhưng thân pháp của tần vũ quả là huyền diệu, sự rung động rất kỳ lạ dường như chứa đựng đạo lý huyền ảo, thoát ra ngoài vài mét, cơ bản không để hắn bắt kịp độc nhãn nam tử bạch tam dương đao, điên cuồng truy sát, nhưng treo áo của tần vũ cũng không đụng nổi. Hắn đuổi theo không ngừng, ánh mắt nhìn từng tên mã tặc bị giết mà không làm gì được. Ngươi đánh với ta, có bản lãnh thì đừng chạy, ngươi không được chạy. Bạch Tam điên cuồng hét, nhưng hét mấy cũng chẳng có tác dụng, từng tên mã tặc bị giết, thậm chí có vài tên lên ngựa định chạy cũng không thoát. Bởi vì tốc độ của Tần Vũ còn nhanh hơn ngựa, Tần Vũ Lăng không như lốc tung cước, tại vị trí hiểm ở đầu một tên mã tặc đang kinh hoàng, chính là vị trí Thái Dương Huyệt, tên mã tặc vỡ đầu, ngã vật ra đất chết ngay. Tần Vũ nhẹ nhàng hạ xuống đất, lạnh lùng nhìn tên mã tặc cuối cùng Bạch Tam. Trong một phút ngắn ngủi, 50 tên mã tặc chỉ còn lại một người, Hắc Phong mã tặc lão Tam Bạch Tam, tay nắm chặt loan đao, con mắt độc nhất của Bạch Tam không ngừng lóe sáng, cổ học phát ra một tiếng gào, một phút ngắn ngủi, toàn bộ thủ hạ của hắn chết hết, cả đoàn hắc phong mã tặc tổn thất một phần ba, Bạch Tam không kinh hoàng sao cho được. Chết đi! Bạch Tam thi triển khinh công nhanh chóng xông tới Tần Vũ, loan đao trong tay phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Tần Vũ đứng im không động, nhìn Bạch Tam tới. Bạch Tam mắt đỏ rực, nội lực trong cơ thể toàn bộ bùng phát, loan đao trong tay như chớp phát ra đạo đạo quang mang, thân thể hắn đã đạt tới cùng cực, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tần Vũ, những nông dân may mắn sống sót xung quanh thấy Tần Vũ vẫn bất động, ai ai cũng lo lắng, trong khoảnh khắc đó đột nhiên thân thể Tần Vũ rung lên, phóng tới cạnh Bạch Tam, một cước từ bên trực tiếp kích cho đầu gối hắn gãy gập. Cách, khớp gối là chỗ chịu lực rất kém, chớp mắt đã bị kích gãy. A à. Bạch Tam lập tức hét lên thảm thiết, người run lên, Tần Vũ liền quặp tay phải thành chảo, bóp lấy cổ tay Bạch Tam, đột ngột vận lực. Cùng với tiếng xương gãy, cổ tay phải của Bạch Tam bị bè gập. Phanh! Quyền chỉ xuất, trực tiếp kích vào yết hầu Bạch Tam, sức mạnh toàn thân Tần Vũ hoàn toàn tập trung một điểm tại ngón tay, lực phát ra mãnh liệt xuyên thủng, một tiếng gào thảm thiết, Bạch Tam hai mắt mờ trừng trừng rồi ngã vật ra đất, không còn nhúc nhích. Một đội nhân mã hắc phong mã tặc 50 người chỉ trong hơn một phút, bị giết toàn bộ. Chương 20 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Những tiếng ngựa kêu vang lên không dứt, mã tặc chết hết, nên những con ngựa liền hoảng loạn gõ mạnh bốn vó chạy tản ra khắp nơi để lại, sau lưng đầy bụi. Tần Vũ đứng đó giữa chiến trường trong đám bụi mờ. Những thôn dân may mắn còn sống kinh hoàng nhìn thân hình Tần Vũ mơ hồ trong đám bụi, nguyên trong mắt họ thì tần vũ là một thiếu niên thiện lương lễ độ không ai có thể tưởng tượng được thiếu niên này chỉ vừa mới trước đây đã giết toàn bộ đám mã tặc khủng bố đó bọn mã tặc thậm chí không thể có một chút phản kháng nào chúng nhân ánh mắt đều nhìn trên người tần vũ lúc đó tần vũ đang hơi cúi đầu thở gấp không ai biết lúc này tần vũ đang nghĩ gì tần vũ chỉ cúi đầu thở gấp vì không nhìn vào mắt tần vũ nên họ không thể tưởng tượng được lúc đó trong lòng tần vũ đang vô cùng kích động Tuy rằng sát nhân với thủ đoạn tàn độc nhưng đây mới là lần đầu tiên nó giết người. Đúng vậy, lần đầu tiên, Tần Vũ đối xử với mọi người rất chân thành, rất hiếm khi nổi sát tâm với người nào. Lần này nhìn thấy Tiểu Lộ khả ái bị chém cụt một tay, những thôn dân thuần phác lại bị giết mấy chục người nên sát tâm của Tần Vũ mới bùng lên trong cơn tức giận đã giết sạch toàn bộ đám mã tặc. Ta đã làm gì vậy? Trong lòng Tần Vũ cảm thấy khủng hoảng. Tuy rằng tâm trí của Tần Vũ rất kiên định, nhưng nói gì thì nói nó bất quá mới chỉ là một thiếu niên 13 tuổi. Bình thường Tần Vũ đối đãi với mọi người rất mực thiện lương chân thành, lần này lại một lúc sát hại 50 người, nên trong tâm trí xuất hiện sự khủng hoảng. Không tự chủ được, thân hình Tần Vũ khẽ run. "Tiểu Vũ." Thiết Sơn lại gần vỗ nhẹ lên vai Tần Vũ, trong mắt hơi có chút bàng hoàng. "Tiểu Vũ, ta biết ngươi cảm thấy thế nào bởi vì ta cũng lần đầu tiên sát nhân, nhưng ngươi phải minh bạch một điều chúng là ác ma và chúng đáng bị giết, nếu ngươi không giết chúng thì toàn bộ dân làng sẽ bị chúng giết hết. Giết những kẻ ác nhân đó có thể cứu cả trăm người." những kẻ ác nhân đó đáng phải chết chúng đáng chết hàng ngàn lần thiết sơn nói với tần vũ bằng giọng nói đầy cừu hận phụ thân đã chết muội muội lại bị chặt đứt tay nên thiết sơn đối với đám mã tặc vô cùng phẫn nộ tần vũ thân hình chấn động giết một kẻ ác nhân có thể cứu cả trăm người tần vũ mím môi lại cúi đầu xuống như trước thiết sơn nhìn vào biểu tình trên mặt của tần vũ không thể biết được lúc đó tần vũ đang nghĩ gì một lát sau tần vũ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên trong mắt lóe sáng quay sang thiết sơn nói đa tạ huynh đại sơn ta nghĩ ta đã minh bạch rồi đột nhiên tần vũ trên mặt xuất hiện một nụ cười đại sơn còn không mau cứu người a à, đúng vậy thiết sơn đã bị cừu hận bao phủ trong đầu được tần vũ đê tình bèn lập tức cùng với những thôn dân khác cứu giúp những người bị trọng thương trong nhà của tiểu lộ tiểu lộ sắc mặt trắng bệch đang nằm hôn mê trên giường Tần Vũ ở bên cạnh im lặng nhìn Tiểu Lộ trong mắt hiện lên tia phức tạp, "Tiểu Lộ, ta xin lỗi, tại ta tới muộn, ta xin lỗi, thành thật xin lỗi muội." Tần Vũ nhận Huyền Thiết chiến đao và búp bê vài từ Vương phủ, tiện thể dạo một vòng quanh Viêm Kinh thành rồi mới quay về. Nếu như nó nhanh hơn thì Tiểu Lộ đã không bị chặt cụt tay. "Xin lỗi." Tần Vũ hồi ức lại hình ảnh Tiểu Lộ cầm cốc trà đến cho nó thật đáng yêu, trong lòng lại dậy lên nỗi buồn phiền. Đột nhiên, Tần Vũ đứng dậy hai mắt bạo xuất tia hàn quang hãi nhân nhìn ra ngoài khung cửa sổ, trên mặt toát ra sự kiên nghị, phụ vương và đại ca nhị ca họ đã nói là tiềm long đại lục có cả trăm triệu người, và có đủ mọi loại hạng người. Có những người không lạm dụng lòng tốt của người khác, chân thành đối đãi với mọi người rất tốt, nhưng cũng có những kẻ trong lòng đầy ác ý, những kẻ đó phải giết, phải giết sạch. Tần Vũ trong lòng như có ngọn lửa đang bùng cháy, tần chính tần phong và trấn đông vương tần đức đối với tần vũ không hề cảm thấy yên tâm bởi vì họ biết tần vũ tâm tính quá lương thiện mà tâm tính như vậy tại tiềm long đại lục nơi mà cường giả được tôn sùng thì chỉ chịu thiệt thòi nhưng mà bọn tần đức tin rằng tần vũ sớm muộn cũng sẽ hiểu ra cách đối nhân xử thế như thế nào tần gia trong lịch sử chưa từng xuất hiện một người nào lương thiện như vậy đã là người của tần gia thì sâu trong huyết mạch luôn ẩn giấu một sự ham thích giết người tàn bạo bất quá lúc nãy chiến đấu thật khiến cho nhiệt huyết sôi lên Tần Vũ hai mắt lóe sáng, trong đầu đang hiện lại cảnh chiến đấu lúc nãy. Sử dụng lực lượng ít nhất công kích những bộ vị yếu hại nhất, mỗi phân lực khí phát ra đều là lực công kích lớn nhất sử dụng tốc độ cực nhanh trực tiếp kết liễu tính mạng kẻ địch. Cận chiến chỉ trong đường tơ kẽ tóc cũng có thể quyết định sinh tử. Trong bọn chúng chỉ có tên độc nhãn là hơi khó khăn còn lại đều yếu cả. Chỉ khi chiến đấu với cao thủ cùng đẳng cấp thì ta mới có thể tăng cường khả năng chiến đấu, tại giờ phút sinh tử mới có thể bạo phát lực chiến đấu mạnh nhất giống như là Lưu Tinh tần vũ lại nhớ đến cảnh tượng khi lưu tinh xuất hiện lúc đó thiết sơn đi vào căn phòng trực tiếp nhìn vào thân thể của tiểu lộ sau đó lại nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu lộ mẫu thân của họ khi sinh tiểu lộ vì sinh khó nên đã qua đời ngay sau đó hiện tại phụ thân cũng đã chết thiết sơn chính là thân nhân duy nhất của tiểu lộ tiểu lộ xin lỗi muội đại ca xin lỗi muội thiết sơn nhìn vào thần sắc của tiểu lộ trong mắt hiện lên sự bi thống đại sơn tần vũ vỗ nhẹ lên vai đại sơn cả hai đều quan ái nhìn tiểu lộ đang ngủ họ không thể tưởng tượng được khi tiểu lộ tỉnh lại sẽ chấp nhận sự thật này như thế nào đoàn mã tạc hắc phong lúc đó đang nghỉ ở la đình sơn không xa thôn chăng lắm đại ca có vẻ không ổn rồi tại sao bạch tam tiểu tử lại không quay lại thời gian đã khá lâu rồi một trung niên nhân toàn thân mặc hắc y đi lại gần một đại hán trông man dại gần đó nhíu mày nói trung niên nhân đó chính là lão nhị của hắc phong mã tạc đoàn tên là cổ minh Hắn nội công vô cùng thâm hậu được biết là đã đạt đến hậu thiên hậu kỳ, mạnh hơn xa lão tam của Hắc Phong Mã tập đoàn. Đại hắn man dạy rất cao lớn và khỏe mạnh, cơ bắp phát triển đến cực độ. Theo đạo lý thì cơ bắp đã phát triển thì đầu óc rất đơn giản, có điều lão nhị của Hắc Phong Mã tập đoàn đối với lão đại vô cùng ủy kỵ, bởi vì ngoài thực lực của bản thân thì hắn còn có tâm tư vô cùng thâm độc. Lão đại của Hắc Phong Mã tập đoàn chính là Ô Đoàn. Bản thân hắn thực lực đã đạt đến hậu thiên cực trí, một thân nội công đã đạt đến mức vô cùng khủng bố lão tam bạch tam một chiêu của ô đoàn cũng không thể tiếp được. Hừm. Ô đoàn hừ lạnh một tiếng rồi đột nhiên vỗ mạnh một cái vào cự thạch ở bên cạnh. Cự thạch chấn động rồi phát ra một tiếng oanh vô cùng mãnh liệt, vô số mảnh vụn văng ra. Thực lực cường đại của ô đoàn, hoàn toàn có thể so sánh với tám vị cao thủ ngoại công được tần vũ, tuyển chọn và hơn xa tần vũ lúc đó. Hắc phong mã tạc đoàn nổi danh chính là vì nhờ có thanh danh của cá nhân ô đoàn. Trong mắt ô đoàn hàn quang lóe lên. Phế vật, bạch tam chỉ là phế vật làm lãng phí thời gian, các ngươi lên ngựa theo ta đi xem đã phát sinh ra chuyện gì. Ô đoàn toàn thân mặc hát y phi lên ngựa lập tức xuất, ra mệnh lệnh thanh âm lạnh lẽo vô tả. Trăm tên mã tặc bao gồm cả lão nhị cổ minh liền theo lệnh lên ngựa. Đi! Ô đoàn ra lệnh cả trăm tên mã tặc, lập tức điều khiển ngựa nhanh chóng nhắm hướng thôn dân tiến, tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.